Trương Tam Phong dị giới du chương 331, huyết chiến thú nhân, không có. Vài chục vạn đại quân gầm lên giận dữ, thanh thế to lớn, thanh âm vang động, chấn thẳng lên tận trên đầu thành đại biểu các quốc gia liên quân muốn thỏa hiệp, người người sắc mặt trắng bệch, tinh thần rung lên, người nhát gan liền ngã ngồi trên mặt đất, tốt. Rất tốt. Tam Hoàng tử liệt diễn bỉ mông tán thành nói, nhìn thấy nhân loại còn có một chút dũng sĩ chân chính, như vậy ta cuối cùng hỏi một câu, các ngươi muốn khai chiến thật không nói nhảm bần đạo giận giữ hết một tiếng rút phối kiếm ra mũi kiếm chỉ lên trời cả giận nói ta là giáo hoàng thân phong quan minh kỵ sĩ ta đại biểu ý chí quan minh thần thần phù hộ thế nhân vì thế nhân kính ngưỡng trên khối đại lục này còn chưa từng có ai dám giao nộp giáo hoàng thân phong quan minh kỵ sĩ cho dị giáo đồ bần đạo dùng một câu nhắc nhở mọi người mới nhớ tới thất công chúa cũng là người được sắc phong quan minh kỵ sĩ cũng với lý do nàng cảm hóa được thú nhân tín ngưỡng là quá rõ ràng, chẳng qua đây là thân phận vinh dự mà thôi, dù sao cũng là giáo hoàng sắc phong mà, loại này giáo đình hàng năm cũng phong không ít, chúng ta bốn người chẳng qua đi tới thánh đô tụ hội, hơn nữa bất luận thân phận sự tích, cũng đích xác tương đối nổi bật, cho nên mới được giáo hoàng tự mình tứ phong, lộ ra chút long trọng hơn mà thôi, chúng ta bình thời đều có một đống lớn chức vụ để gọi, bản thân ta liền thân kim lãnh chủ. Công tước cùng nhiều cấp bậc tướng quân, còn trong gia tộc thì gọi là ngũ công tử danh xưng đủ nhiều ai còn quản ta tên là quan minh kỵ sĩ bình thời ai cũng không thể treo cái này ngoài miệng từ từ quên đi chúng ta rất nhiều người cũng không nhớ tới mình còn một tấm da cọp như vậy để hù dọa người trải qua ta nhắc nhở thất công chúa cũng lập tức nghĩ tới điểm này nàng lúc ấy thật sự bị dọa đến thương tâm cũng đã quên luôn bùa hộ mệnh của mình chỉ là nếu nàng không cầu khẩn ta thật ra cũng không có quan hệ bao nhiêu chỉ cần giáo hội không thu về danh hiệu này, nàng tạm thời không ai dám phát động. Khà khà, bần đạo coi như chiếm nàng một chút tiện nghi mà thôi. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông điện hạ, ta phải tiếc núi nói cho ngươi biết, điều kiện khác còn có thể suy nghĩ. Chỉ có chuyện cuối cùng tuyệt đối không được, bởi vì thất công chúa điện hạ là quan minh kỵ sĩ được giáo hoàng bệ hạ thân phong, ai cũng không có tư cách giao nàng cho ngươi. Tổ mẫu rốt cục lên tiếng, ừ, như vậy hả? tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông thế mà lại hào sản cười nói thật ra thì thú nhân chúng ta cũng không muốn làm khó một cô bé thật sự rất mất thể diện nhưng đây là những tên kia yêu cầu chúng ta thế nhưng hiện tại biết bọn họ lừa chúng ta ẩn giấu một chi quân đội hiển nhiên bọn họ không có thành ý cho nên ta quyết định hủy bỏ cái điều kiện nhàm chán này thế nhưng các điều kiện khác đã là giới hạn của chúng ta ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ hắn hiện tại tung khẩu khí làm cho bần đạo có một cảm giác quá dị, làm sao người này đột nhiên trở nên khôn khéo như thế, chẳng lẽ hắn trước kia cũng đang giả bộ ngu để lừa tình ta, chúng ta còn có chút ý kiến khác, cho nên cần tiếp tục thảo luận. Tổ mẫu lạnh lùng thốt, điện hạ phải chờ một ít thời gian mới có thể nhận được câu trả lời, cho ta một thời gian chính xác. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông dùng ngữ khí uy hiếp nói, ta sẽ không vĩnh viễn chờ đợi. Ba ngày sau, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn tổ mẫu khẳng định không được một ngày ta chỉ cho các ngươi thời gian một ngày tam hoàng tử liệt diễn bỉ mông trực tiếp cự tuyệt tổ mẫu được rồi hôm nay không tính ngày mai là một ngày cuối ngày mốt các ngươi chờ nghe tin tức đi tổ mẫu giảo hoạt nói bần đạo nghe xong trong lòng buồn cười đây rõ ràng không phải là ba ngày hay sao tổ mẫu đại nhân hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian đó sao từ vậy cũng tốt. Ngày sau ta lại đến nghe câu trả lời. Hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể đạt thành một hiệp nghị hài lòng. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông nghe không ra tổ mẫu đang chơi trò văn tự, một lời đáp ứng luôn. Sau đó hắn ra lệnh một tiếng, dẫn dắt các bộ hạ trở về doanh trại. Chúng ta cũng vội vàng hạ thành quay về, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn ngươi. Thất công chúa cùng ta sống vai đi tới, ha hả, không cần, không có ta, bọn họ cũng không dám làm gì ngươi, một cái danh hiệu quang minh kỵ sĩ to lắm đấy." Bần đạo miễn cười nói, "Quang minh kỵ sĩ của giáo đình hàng năm cũng có không ít, chỉ cần quốc gia của ta nói lên, giáo hội liền có thể thu hồi." Khi đó, ta sẽ không có chỗ nương tựa, hôm nay nếu không phải tổ mẫu ngươi nhìn trên mặt mũi ngươi, tại chỗ từ chối, ta sợ rằng thật đúng là giữ nhiều lành ít rồi." Thất công chúa thản nhiên nói, nói đến thật là châm chọc ánh mạng của ta dĩ nhiên được địch nhân cứu ra, rồi ta trong cuộc chiến bảo hộ các quý tộc, ở thời khắc mấu chốt lại muốn dùng ta đổi lấy một chút ít lợi. Thất công chúa vừa nói, đã bất giác lệ rơi đầy mặt, hôn mê, thì ra là cái thân phận quan minh kỵ sĩ này còn có thể thu hồi, bần đạo còn không biết nữa kìa, ngươi sai lầm rồi. Bần đạo nhìn qua nàng nghiêm túc nói, người cứu ngươi không phải là ta, cũng không phải là giáo đình, mà là bọn hắn, ta chỉ vào chung quanh, những quân nhân ngoả nạp đang dùng ánh mắt sùng kính nhìn ta cùng thất công chúa không có bọn họ vì ngươi lớn tiếng hô hào tổ mẫu đại nhân sẽ không để ý mặt mũi của ta chính vì thấy bọn họ cực kỳ ủng hộ ngươi mới khiến cho ngươi thoát khỏi hiểm cảnh không người nào nguyện ý hứng lấy lửa giận của trăm vạn đại quân cho nên ngươi sau này chiến đấu người thủ hộ hẳn là bọn họ mà không phải những thứ quý tộc cùng đám vương thất ngu ngốc kia bần đạo cũng không biết tại sao lại cùng nàng nói đến những thứ này ta chỉ biết là, làm một người tu đạo, ta muốn làm không chỉ là vì con dân Đại Hán, phổ độ chúng sanh cũng có một phần dân chúng ngoả nạp, ta hiểu được. Thất công chúa đau khổ nói, ngươi nói đúng, ta nên đến thời điểm giác ngộ rồi. Cám ơn nhắc nhở của ngươi, ta nghĩ ta biết sau này nên làm cái gì rồi. Nói xong, nàng lau nước mắt, dứt khoát ngẩng đầu bước đi xuống tường thành, cũng phất tay thăm hỏi chiến sĩ của nàng, ngươi vừa mở ra xiền xích trên cổ một con sư tử mân nhi đi tới bên cạnh ta nhẹ nhàng nói ngươi chẳng lẽ không sợ nàng có một ngày cắn ngược lại ngươi một ngụm sao nhân sinh không có khiêu chiến thì cũng không có niềm vui thú bần đạo mỉm cười nói chẳng lẽ lấy thực lực của ta đây còn sợ chút gợn sóng nho nhỏ sao nói cũng phải tất cả chỉ là trò chơi mà thôi mân nhi ha hả cười nói ta mới không chút lo lắng đó thế nhưng ngươi đến lúc đó mà thua cũng đừng có khóc nha ở trong mắt ta vương quốc sinh tử tồn vong chẳng qua chỉ là mây khói căn bản không đáng giá quan tâm ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được bần đạo thần bí cười một tiếng nói đừng hỏi ta tại sao ta không nói khà khà đại hán cũng được ngoả nạp cũng tốt ai sống ai chết làm sao liên can tới bần đạo chỉ cần người nhà của ta bình an là được dù sao sau này bần đạo và athena đều cùng nhau thành thần không cần để ý nhiều đến chuyện thế tục đáng giận mỗi lần đều là như vậy thần thần bí bí mân nhi bất mãn lầm bầm nàng đã suy nghĩ không ít biện pháp hỏi thăm chi tiết của ta đáng tiếc thẳng đến bây giờ còn không có được như ý không cần phải nói bần đạo vừa đi xuống trạm canh thứ nhất đã nghe tin triển khai hội nghị choáng thật ngày ngày khai hội giờ giờ họp báo đều nhanh phiền chết bần đạo rồi như cũ là cái chỗ kia như cũ là những thứ cao tầng kia thế nhưng không khí hôm nay rõ ràng không giống phong ba rất lớn hai ba vị hoàng tử bắt đầu kết bè kết đảng thuyết phục những người khác nhất trí yêu cầu đáp ứng điều kiện thú nhân thất công chúa thì cố gắng để ý kiên trì phản đối những người khác đều đứng xem náo nhiệt khà khà cũng bao gồm cả bần đạo chúng ta nếu có thể giải quyết tại sao còn phải đánh chẳng lẽ tánh mạng một vài nô lệ so với chiến sĩ chúng ta còn quý giá hơn sao đại hoàng tử nói không sai hơn nữa chúng ta đã đáp ứng những nô lệ này có thể từ các quốc gia gánh vác, cũng không phải để một nhà các ngươi tự mình giao ra. Tam hoàng tử nói, vậy thổ địa thì sao? Thổ địa thú nhân yêu cầu là mảnh đất duy nhất vì nhiêu của ngõ nạp, mặc dù chỉ có chính hành tỉnh, nhưng một nửa lương thực ngõ nạp từ đó mà ra, không có mảnh thổ địa vì nhiêu này, bảo dân chúng chúng ta cùng chết đó sao? Thất công chúa bất mãn nói, không phải là còn có tạp tây á sao, lấy bản lãnh nữ võ thần ngươi chiếm lĩnh tạp tây á mấy hành tĩnh không phải như đi chơi sao nơi đó thổ địa cũng là rất vì nhiêu mà tam hoàng tử không cần suy nghĩ nói thẳng tuột ra nhưng bọn hắn không để ý nguy hiểm đến đây giúp bọn ta làm như vậy cũng quá bất nghĩa đi thất công chúa do dự nói thôi đi đây là chiến tranh quốc gia không phải là đạo nghĩa già trẻ lớn bé gì ở đây sắp chết đói còn đi giảng đạo nghĩa với ai đại hoàng tử khuyên chỉ cần ổn định thú nhân các ngươi có thể rút tay ra ngoài toàn lực đối phó tạp tây á hai trăm vạn quân đội tuyệt đối có thể diệt nước bọn hắn kiếm tiền trở lại được mất thế nào suy nghĩ thật kỹ đi chúng ta còn có nhiều ít vật tư có thể cung cấp một chút để ủng hộ như thế nào chỉ cần đến lúc đó bắt dân tạp tây á nhiều một chút đưa cho thú nhân làm nô lệ bổ sung cho chúng ta nhất cử lưỡng tiện đó tam hoàng tử dụ dỗ cái này thất công chúa bắt đầu do dự nàng dĩ nhiên biết nếu có thể như vậy là tốt nhất, nhưng vấn đề là tạp Tây Á dường như có một hậu đài lớn thì phải. Cho nên hắn đưa ánh mắt nhìn về ta, tuyên bố một việc. Bần đạo lười biến nói, tạp Tây Á giám quốc công chúa Hải Luân Điện Hạ, đã đáp ứng gả cho bản nhân. Chuyện này định sau vài bữa sẽ chính thức tuyên bố, hiện tại mời mọi người tiếp tục, ba người lập tức liền hôn mê. Còn tiếp tục cái rắm. Ta đã là tạp Tây Á thân vương rồi, còn ai dám đánh chủ ý tới nàng đây? Thanh Long thiết kỵ mới vừa quét ngang tạp đặt, đánh tan hơn trăm vạn đại quân, danh chấn đại lục, vì thế nhất thời vô lượng, hiện tại cũng đang nhàn rỗi kia mà, ngõa nạp dám vào lúc này treo chọc lửa giận của ta sao? Đây không phải là muốn chết ư, các hạ, bây giờ là thời điểm đại quân thú nhân tiếp cận, ta hy vọng ngươi không nên quấy rối. Tam Hoàng tử bất mãn nói, thú nhân đại quân tiếp cận ai cũng biết, chúng ta không phải vì việc này mới tới sao? thế nhưng khác nhau là ở, ta tới để chiến đấu với thú nhân, các ngươi lại tới gặp thú nhân để tránh né, bần đạo kinh thường cười châm chọc, ngươi. Đem theo có bảy người, còn không biết xấu hổ nói là đi chiến đấu. Đại hoàng tử bất mãn hỏi ngược lại. Nhìn thấy tam hoàng tử bị ta bế khẩu, hắn liền nhảy ra ngoài, đúng vậy, ta mang bảy người nhưng đã liên chiến hai trường, toàn bộ đại thắng, đây là chuyện thực không thể tranh luận. Còn các ngươi trừ lãng phí lương thực ra, có làm chút gì chưa bần đạo khinh thường hỏi lại đại hoàng tử trực tiếp im lặng cúi đầu buồn bực quay đi long tướng quân chúng ta cũng biết ngươi mạnh hơn người tuyệt đối khinh thường hòa đàm với thú nhân tiếp nhận điều kiện như vậy đích xác là sỉ nhục liên quân nhân loại nhưng đây là chính trị ngài không phải là một người vọng động ta rất kỳ quái tại sao trên sự tình này ngài một chút cũng không thỏa hiệp chẳng lẽ có nỗi khổ tâm gì sao u dương nhược lang thấy hai hoàng tử cũng bại trận chỉ đành tự thân xuất mã, ta biết quân đội các ngươi lần này mang đến cũng là tuyệt đối tinh nhuệ một nước, nhất là quân đội pháp sư, một khi tổn thất, ít nhất trong vòng 10 năm các ngươi nguyên khí tổn thương nặng nề có phải hay không?" Bần đạo nghiêm túc hỏi, "Đúng vậy." Ba người không tự chủ được nói, vì một quốc gia xa xôi như thế, lại phải trả giá thảm trọng, ta biết đổi lại là ai cũng không cam lòng. Cho nên khổ tâm riêng của các ngươi, ta hiểu." Bần đạo nói, vậy ngươi thì tại sao? Tam hoàng tử không hiểu nói, chẳng lẽ ngươi cùng thú nhân có cừu oán, không có. Bần đạo lắc đầu nói, không biết các ngươi phát hiện không, lần này thú nhân tam hoàng tử liệt diễn bỉ mông thật ra là một người rất khôn khéo, chỉ là đang giả trang một bộ dạng hồ hồ mà thôi, cái này bản thân ta nhìn ra. U Dương Nhược Lan nói, điều kiện của hắn, nói ra mạch lạc rõ ràng, hơn nữa lúc đàm phán không chút hồ đồ nào ngay cả quan chỉ huy dùng kế trì hoãn thời gian cũng nhìn ra được cho nên hắn một chút cũng không ngốc từ những người khác cũng vội vàng gật đầu đúng đấy bọn họ không phải kẻ ngốc ngươi xem bọn hắn muốn đòi người thổ địa lại đòi khoản lớn lương thực nếu được như người của bọn họ có thể gia tăng đại lượng thú nhân năng lực sinh dục không kém loài người quá nhiều chỉ vì ma thú xâm lâm quá nguy hiểm tỷ lệ tử vong của bọn hắn rất cao hơn nữa lương thực không nhiều lắm hạn chế số lượng nhân khẩu cho nên quân đội mới ít ỏi như vậy. Nếu để bọn hắn ở chỗ này an tâm phát triển, nhân khẩu của bọn hắn không biết gia tăng đến bao nhiêu lần đây, lại có cả nô lệ nhân tộc, khẳng định sẽ phát triển ngành nghề cho bọn họ, vốn quân đội của bọn hắn đủ cường hãn rồi, nếu lại được trang bị vũ khí nhân tộc sản xuất, sau này ai đủ sức ngăn cản bọn hắn nữa, không tới trăm năm. Vô số đại quân bọn họ sẽ cầm vũ khí quét ngang đại lục, đến lúc đó các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Bần đạo nói, các ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ đi. Bần đạo nói xong, trong phòng họp nhất thời an tĩnh, mấy người trẻ tuổi đều từ từ suy tư. Tổ mẫu cùng La Nạp Đa đều hiểu ý nhìn ta cười một tiếng, bọn họ coi như lão luyện lọc lõi rồi, đối với chuyện này nhìn thấy rất rõ ràng, cho nên tổ mẫu vừa mới bắt đầu liền đánh bài chiến thuật trì hoãn, bằng không nàng đã sớm tuyên chiến với tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông. Mễ Lạc tắc hôm nay căn bản không có tới, hắn đối với mấy việc này không hề quan tâm. Tướng quân cao kiến, Nhược Lan bái phục. U Dương Nhược Lan đầu tiên nói, thế nhưng ta trông thấy trong ánh mắt nàng một tia cười xảo trá, con nha đầu này lợi hại thật, nàng đã sớm nhìn ra, chẳng qua không muốn đồng thời đắc tội hai đại đế quốc, cho nên phối hợp hai tên ngu ngốc kia, giả bộ ngu một lúc mà thôi, chuyện này ta xem tùy tổng chỉ huy đại nhân quyết định đi thôi. Tam hoàng tử xảo trá nói, giáo đình đại biểu ý chí của thần, thần là tín đồ tín ngưỡng thần minh, thần chỉ tới chỗ nào chúng ta liền đánh tới chỗ đó chúng ta cũng nguyện ý nghe thần an bài nhìn thấy hắn biểu hiện mấy người chúng ta cũng đồng dạng nói theo thật ra thì đến trình độ này ai cũng biết kết quả là gì bọn hắn chỉ muốn tìm một bậc thang đi xuống mà thôi rất tốt tổ mẫu dứt khoát đứng lên cao giọng nói ta lần này thống lĩnh đại quân giáo đình tiếp nhận ý chỉ giáo hoàng cũng chỉ có một điều đó chính là triệt để đánh đuổi thú nhân trở về vì đại kế trăm năm hòa bình nhân loại ta quyết định cùng thú nhân huyết chiến. Nếu tổ mẫu đã tỏ thái độ, khắp nơi liền lập tức đạt thành tư tưởng nhất trí, chính thức quyết định cùng thú nhân cứng rắn chiến một trận. Sau đó liền bàn một chút chi tiết cụ thể cùng phương thức chiến tranh, y theo trước kia thảo luận, trước tận lực trì hoãn, cho đến khi lương thực bọn họ hao hết, sau đó bám theo sau giết, mãi cho đến khi đuổi bọn họ chạy về ma thú xâm lâm mới thôi, thống nhất hết thảy, tất cả mọi người đã có giác ngộ huyết chiến cho nên lập tức tích cực hành động đầu tiên chúng ta vào ngày thứ hai liền chủ động phái một vị quan ngoại giao biết ăn nói chính là vị giám quân lưu lan vụ sư kia nói ra hắn có một chút năng lực ít nhất da mặt rất có tiền đồ thất công chúa tiến cử hắn cho tổ mẫu cho nên tổ mẫu phái hắn đi đàm chuyện với thú nhân ngoài mặt là muốn cùng bọn họ cò kè mặt cả thật ra thì đơn giản chính là trì hoãn thời gian thôi thật ra thì bần nhìn thế nào cũng giống như thất công chúa mượn đau giết người dường như người làm công việc này, còn có mấy người còn sống trở về đây. Thú nhân dường như không có quy củ hai nước giao chiến không chém sứ giả thì phải. Xem ra tiểu cô nương này sau khi được bần đạo thức tỉnh, rốt cục không cam lòng bị người khác chế trụ rồi, bắt đầu chính thức phản kích. Đáng thương cho ngõa nạp giám quân lưu lan vụ sư các hạ, mặc niệm cho hắn 5 phút nào. Bị thất công chúa thương nhớ, hắn tuyệt đối chết chắc, thú nhân không giết, thất công chúa cũng phải vụng trộn chém hắn thôi. Đồng thời, khi giám quân lưu lan vũ sư cùng đám thú nhân đàm phán, liên quân nhân tộc cũng đang tu sửa hàng phòng thủ cho thành trì, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Sơ hở ban đầu tiến hành hoàn toàn cải tiến, nhất là cửa thành, toàn bộ đều dày hơn gấp đôi. Thế nhưng thành tường thì không có cách nào rồi. Thú nhân thật sự là không có kinh nghiệm ngoại giao. Ngã nạp giám quân lưu lan vũ sư mạnh mẽ cùng thú nhân nói chuyện năm ngày, hắn thật sự rất là lợi hại đã đến trình độ há miệng làm đám thú nhân không nhận ra Nam Bắc, thú nhân tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông đã thối lui đến mức không cần bán thú nhân cùng nô lệ nhân loại, nhưng Lưu Lan Vũ Sư còn muốn tiếp tục cùng người ta nói vấn đề thổ địa, không có biện pháp, ai bảo tổ mẫu đã đáp ứng hắn, mỗi khi trì hoãn một ngày thời gian, liền cho hắn một vạn kim tệ làm phần thưởng, hơn nữa chiến công gấp bội, hắn mặc dù không thiếu tiền, nhưng lại thiếu quan nha. Cũng bởi vì chức cao vọng trọng, tên tiểu tử này thật sự bị ma quỷ ám ảnh rồi, vì công lao ngay cả mạng cũng không cần. Hắn cái yêu cầu này được voi lại đòi tiên, cuối cùng làm thú nhân một tia nhẫn nại cuối cùng cũng ép khô rồi, thú nhân đối với thổ địa là mẫn cảm nhất, lãnh địa đối với bọn hắn quan niệm thật sự quá cần thiết rồi, trong ma thú xâm lâm, lãnh địa mang ý nghĩa là thức ăn, thức ăn là mạng thú nhân đó. Cho nên vừa bắt đầu tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông liền yêu cầu thổ địa không thể bỏ qua, lưu lang vụ sư cũng đáp ứng, hiện tại hắn vừa kiếm cớ đổi ý, có thể không khiến nhân gia hoài nghi thành ý của hắn sao, tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông không có ngốc, chỉ là không có kinh nghiệm mà thôi. Đến hiện tại, hắn dĩ nhiên lập tức hiểu ra bản thân bị nhân tộc lừa dối, tỉnh ngộ lại tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông trực tiếp xé nhân tộc quan ngoại giao lưu lan vụ sư đáng thương ra thành vài miếng, sau đó, hắn trăm phẫn giận dữ hết, nhân loại đáng giận, các ngươi cả gan dám lừa gạt ta. Toàn diện tiến công cho ta tam hoàng tử liệt diễm Bỉ mông tức giận không chỉ là bị nhân loại lừa gạt còn có thống hận chính bản thân mình thống hận hắn lãng phí trắng thời gian năm ngày đối với thú nhân mà nói đó là năm ngày cực kỳ quý giá đó là bởi vì thú nhân mỗi một người đều là cự hán bụng bự một tên ăn cơm bằng năm tên nhân loại lương thực bọn họ lại phải vận chuyển từ hậu phương ma thú xâm lâm còn thường xuyên bị ma thú tập kích cần điều không ít quân đội hộ tống thường thường quân chính quy còn không có tiêu hao bằng quân đội chuyển vận, cho nên hậu cần thú nhân tiếp liệu thật sự quá khó khăn. Hiện tại bọn họ tổng cộng cũng chỉ còn khẩu phần lương thực cho 10 ngày, nếu như trong vòng 10 ngày không thể thắng, bọn họ nhất định phải rút lui, thoáng cái bị một quan ngoại giao tiêu hao hết một nửa thời gian tiến công, làm sao có thể không khiến hắn tức giận đây. Sau đó, thú nhân đại quân bắt đầu hành động công kích phạm vi lớn. Bọn họ đầu tiên toàn diện tiến công, bao gồm cả bên trong bên ngoài thiết lô bảo lẫn các pháo đài đều bị bọn họ tiến công mãnh liệt, mạo hiểm xông qua mưa tên cùng các cây gỗ, dầu sôi, liều mạng leo lên đầu tường. Bọn người kia da dày thịt béo, sinh mệnh lực lại rất ương ngạnh, trúng hơn vài chục tiễn còn có thể đánh tiếp, tác phong chiến đấu phi thường cường hãn, nhất là thú nhân tác mãn vô sư, ở trong chiến đấu phát huy tác dụng vô cùng lớn, thú nhân được bọn họ dùng pháp thuật đặc biệt khác nhau gia trì, lực chiến đấu ít nhất tăng lên một nửa. Đáng ghét nhất chính là bọn họ có pháp thuật gây hại, tỉ như suy yếu thuật, tê dại thuật, thật ra thì cũng là một vài pháp thuật độc hệ, nhưng hiệu quả kinh người, có là một sư chính tông cũng rất khó giải, do đó ảnh hưởng rất lớn đến chiến sĩ nhân loại phát huy, khiến cho rất nhiều cao thủ chiến sĩ chưa có thể triệt để phát huy thực lực đã bị thú nhân xông lên giết chết. Hơn nữa, lần này thú nhân công kích không có tách ra làm hai chủng tộc, mà hỗn hợp lại tiến công, cự ma đặc biệt chịu trách nhiệm viễn trình áp chế bán thú nhân chủ công, phân công minh sát, hơn nữa thỉnh thoảng trên không còn có phi long cùng nhân ưng sót lại trợ trận, loài người mặc dù cố thủ hùng thành, nhưng thương vong vô cùng thảm trọng. Hơn nữa rất nhiều nơi đã bị công phá, thế nhưng, dựa trên ưu thế nhân số khổng lồ, cùng ý chí chiến đấu hung hãn không sợ chết, cộng thêm các quốc gia ủng hộ rất nhiều cao thủ, có ma pháp sư cùng mục sư trợ chiến, nhân loại chiến sĩ ngoã nạp quốc trên chiến trường tuyệt đại đa số vẫn kiên trì xuống pháo đài chưa có bị công phá. Ở trên trời, trăm đầu sông Túc Phi Long khổng lồ chia làm 10 đội, trợ giúp chung quanh, bọn chúng mang đến uy hiếp khổng lồ cho quân đội nhân loại thủ thành, một ngụm độc khí phun xuống. Trong thời gian rất lâu nơi đó cũng không có người dám đứng ở bên trong, tuyệt đối đi vào liền trúng độc chết, không hô hấp cũng như thế, khói độc sông Túc Phi Long xuyên thấu qua da vẫn có thể phát huy tác dụng, quá kinh khủng. Cũng may trừ những cao thủ kia có đấu khí hộ thân, bản thân thú nhân cũng không dám tiến vào trong xương độc nếu không nhân loại sẽ gặp phiền lớn rồi ngay cả như vậy vừa mới bắt đầu chiến thuật không chiến đợt thứ nhất làm cho nhân loại quân thủ vệ quân đến phiền toái rất lớn mười vệ thành bị lựa chọn trực tiếp bị công phá ba tòa còn lại đều tổn thất thảm trọng may là nghe tin phi long xuất hiện tổ mẫu nhịn đau phái ra quân đội ngân phi mã tiến hành kiềm chế một cuộc không chiến khó thấy liền triển khai tổ mẫu không khéo chia quân đội làm hai nhóm, một đội năm ngàn, chia ra hai cánh trợ giúp. Bọn họ đầu tiên gặp tiểu đội thú nhân mười đầu phi long, nhìn thấy ngân phi mã đầy trời, bọn họ lập tức chạy trối chết, mười so với năm ngàn, căn bản không có cách nào đánh mà. Thế nhưng, luận về tốc độ, hiển nhiên song túc phi long hơi kém một chút, mặc dù chiến trường rộng vài chục dặm, bọn họ bay đi được một lát đã bị ngân phi mã đuổi theo tới nơi, mà lúc này bọn chúng đã tụ tập lên được ba tiểu đội thế nhưng cũng chỉ là 30 đầu phi long mà thôi. Dù vậy, 30 đầu phi long lực chiến đấu vẫn cực kỳ cường hãn, bị ngân phi mã quân đội đuổi theo sau điếc, bọn họ rất hung hãn phản kích tập thể, 30 đồng thời há miệng phun khói độc. Mặc dù ngân phi mã kỵ sĩ có mang thuốc giải độc giáo đình trang bị bên người, nhưng vẫn choáng váng đầu óc, lực chiến đấu giảm đi, sau đó bị phi long lớn đến gần, trảo xé răng cắn, đánh rớt một mảng lớn, trong lúc nhất thời ngân phi mã kỵ sĩ từ trên trời rớt xuống như mưa. Ngân phi mã quân đội cũng lập tức lấy lại khí thế, bọn kỵ sĩ vung đại đao sắc bén qua thân rồng tận tình chém, mặc dù một đao chém không chết, nhưng đục một lỗ hổng to cỡ một thước lại rất dễ dàng. Huống chi kỵ sĩ nhân loại đã sớm được huấn luyện các loại trận hình, tiếng thối đều có quy luật. Hiệu suất vô cùng cao. Không đến một hồi, 30 con phi long bị bao vây liền vết thương chồng chất, thậm chí có mấy đầu bị đánh trúng bộ vị trọng yếu như mắt, cổ họng, cánh, một đầu rớt xuống, trực tiếp liền hóa làm thịt vụn. Phi Long cả người đầy máu cũng chịu không được nữa, mặc dù bọn họ ngắn ngủn một hồi đã giết chết mấy trăm ngân phi mã, nhưng nếu lại đi xuống như vậy, bọn chúng sẽ toàn bộ chết trận cũng hạ không được một ngàn quân nhân loại. Cho nên bọn chúng rất sáng suốt nhờ hai tiểu đội khác trợ giúp, vừa rơi xuống trên mặt đất liền được cự ma quân che chở chu toàn thoát khỏi ngân phi mã kỵ sĩ. Nhìn thấy phi long quân đội lớn lối đã bị đuổi đi, ngân phi mã quân đội rất sáng suốt lựa chọn rút lui bọn họ cũng không có ý niệm cùng cự ma trên mặt đất liều mạng, đó quá điên cuồng, tuyệt đối là muốn chết. Từ đó về sau, Phi Long quân đội không còn dám dưới sự giám thị của Ngân Phi Mã quân đội làm càng, vẫn đàng hoàng dừng lại trên mặt đất dưỡng thương, thẳng đến khi Tam Hoàng tử liệt diễm bỉ mông tức giận dậm chân, nếu còn một vạn nhân ưng, loài người tuyệt đối không thể nào dễ dàng đánh bại trăm đầu Phi Long như thế, ít nhất cũng phải ở tràn diện thế lực ngang nhau mới đúng. Ngày huyết chiến thứ nhất kết thúc, trải qua thống kê, cuối ngày chúng ta có được chiến báo, chỉ có một ngày huyết chiến, loài người thương vong gần tới 15 vạn người, 7 tòa vệ thành bị công phá, cho dù là ngân phi mã quân đội cũng thương vong thảm trọng chết gần 1.000 kỵ sĩ, thế nhưng sau khi mấy chữ này được đưa ra, cũng khiến cho chúng ta thở vào nhẹ nhõm, bởi vì thú tộc thương vong vượt qua 5 vạn, bọn hắn tổng cộng cũng chỉ có 50 vạn đại quân nha, loài người lại có 200 vạn binh lính, dựa theo tỷ lệ này tiêu qua đi hiển nhiên chết trước tuyệt đối là thú nhân. Hơn nữa không quân chủ lực bọn họ là Phi Long, mặc dù chỉ chết trận 7-8 đầu, nhưng đa số mang thương tích, hiển nhiên phải vắng mặt mấy trận chiến đấu sau này. Như vậy, loài người ít nhất chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên không trung. Huống chi liên quân loài người thương vong không có quân đội chủ lực, tất cả đều là ngỏa nạp quân. Nhiều nhất tính thêm vài mạng pháp sư cùng mục sư mà thôi, chủ lực giáo đình cùng viện quân ba đại đế quốc, thậm chí viện quân đa số quốc gia vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì thế nhưng điều này cũng không có nghĩa loài người tất thắng dù sao quân đội thú nhân chủ lực chân chính ngưu đầu nhân na gia thú thần tế tự cùng khoa la lạp đa thú thú thần tiên tri và lôi thú còn chưa lộ diện một khi bọn họ xuất hiện mới thật sự là thời điểm cao trào hiện tại chỉ là thử dò xét lẫn nhau mà thôi thú nhân công phá bảy tòa vệ thành lương thực rất là ít ỏi bởi vì trước đó đã suy nghĩ đến bọn họ có lấy được lương thực ở vệ thành, cho nên chúng ta chỉ lưu lại cho vệ thành bên ngoài khẩu phần 3 ngày lương thực, tùy thời tiếp liệu. Bảy tòa vệ thành có 7 vạn đại quân, khẩu phần lương thực cho bọn họ 3 ngày còn chưa đủ quân đội thú nhân nhét kẻ răng, cho nên nguy cơ lương thực của bọn họ không có được giải quyết như cũ. Hiển nhiên thú nhân cũng ý thức được điểm này, ngày thứ hai bọn họ sẽ không tiếp tục công kích vệ thành bên ngoài, vệ thành có mấy chục tòa, Lao lực đánh hạ không có bao nhiêu chỗ tốt, cho nên bọn họ dứt khoát bỏ qua, sửa sang lại quân đội chủ lực, đi tới chính diện Thiết Lô Bảo. Mục đích rất rõ ràng, chính là nhất cử đánh hạ này tòa đại thành này, cướp đoạt lương thực bên trong, hơn nữa cũng có một chỗ đứng ổn định, dễ dàng tiến hành thế công sau này. Buổi trưa chừng 8 giờ, hai bên đều ăn no một bữa cơm, thế công thú nhân chính thức triển khai, giống như thường lệ, đầu tiên là vô số bán thú nhân, cự ma công kích từ xa che chở nhằm tường thành cao 20 mét cùng cửa thành phát khởi thế công mạnh mẽ. Lần này công kích, thú nhân lần đầu tiên vận dụng thú thần tế tự, cùng với kia thú cưỡi khoa la lạp đa, nhằm chúng ta triển khai một loại phương thức công thành hoàn toàn mới. Đầu tiên, khoa la lạp đa cự thú gia trì pháp thuật thạch phu hộ thể cho tất cả bán thú nhân chiến sĩ muốn công thành, khiến cho lực phòng ngự bán thú nhân cùng thăng, cung tên nhân loại bắn tới không có chút hiệu quả, dù có dùng ma pháp pháp sư đánh lên, hiệu quả cũng giảm thấp rất nhiều chỉ có trọng nổ cùng cùng xe bắn đá còn có hiệu quả, nhưng số lượng thật sự quá ít, sau đó bọn chúng còn được tác mãn vu sư gia trì pháp thuật thị huyết thuật tăng ít, cuối cùng mới đứng lên xung phong, mà thời điểm chiến sĩ bán thú nhân xung phong, thú thần tế tự cũng chính thức phát uy rồi, 12 người bọn họ liên thủ thi triển một pháp thuật kỳ quái, tương tự như tự nhiên hệ đằng mạng thuật, nhưng hiệu quả kinh khủng hơn nhiều. Trên tường thành một mảnh dài hẹp dây leo nhanh chóng mọc lên, lấy tốc độ cực nhanh bò lên đầu thành, rất nhanh đã lên đến đầu thành xa xa nhìn lại cả thành tường đều bị bọn chúng bao trùm thành một màu xanh biếc đối mặt phương thức công thành ly kỳ như thế nhân loại thủ vệ quân lần đầu tiên nhìn thấy hiển nhiên ứng phó không kịp binh sĩ công thành còn có thể đập hư đẩy ngã đồ chơi loại này khắp nơi đều có nhưng không có tác dụng còn những thứ khác làm sao chuẩn bị kịp mấy hỏa hệ pháp sư đầu tiên nghĩ đến chính là đốt mấy đạo hỏa tường phóng ra lại phát hiện phần lớn không có hiệu quả hỏa tường bình thường đốt thực vật xanh biết giàu dưỡng khí hiệu quả hiển nhiên không tốt, pháp sư cũng tốt, chiến sĩ cũng được, đều nghĩ ra không ít chiêu, đao chém, điện giật, phong nhận, hoàn toàn không dùng được, bọn chúng bị chặt đứt lập tức dài ra lại, hơn nữa so với trước khi đứt còn thô hơn nhiều. Có thời gian cùng bọn chúng phân cao thấp, không bằng đi thu thập mấy bán thú nhân ở dưới thành đang lao đến như điên kia thì hơn. Trong khoảng thời gian quân đội loài người kinh hoảng gấp gáp, bán thú nhân đã lớn qua sông đào bảo vệ thành sâu hai thước, tiến tới dưới tường thành. Lúc này đằng mạng tương tự xúc tua, giống như dây thường xuân, bám vững vàng vào trên tường thành, làm cho bán thú nhân sau khi chạy tới có thể trực tiếp nắm đằng mạng lớn bằng cánh tay leo lên đầu thành. Do bao trùm cả thành tường, cho nên quân đội bán thú nhân một lần có thể leo lên nhiều lắm, tựa như một đống kiến bám leo chung một bức tường, chi chít khắp nơi. Rất nhanh liên quân nhân loại bắt đầu cùng thú nhân đánh giáp lá cà, Chiến sĩ loài người vốn không phải là đối thủ bán thú nhân, huống chi hay là bán thú nhân đã được gia trì các loại pháp thuật, đặc biệt là phép thuật làn da hóa đá, khiến cho bán thú nhân như được mặc trọng giáp, binh lính bình thường căn bản chém bất động. Nếu không phải các quốc gia ủng hộ đám lớn cao thủ ở đây phòng thủ, thú nhân vẹn vẹn chỉ có lần xung kích này thôi, Thiết Lô Bảo Thành trì liền đổi chủ rồi. Nhưng lúc này, cao thủ các quốc gia hiển nhiên duy trì không được thời gian quá dài bán thú nhân phía sau đang điên cuồng không ngừng vọt tới, rồi cự ma tiêu thương cũng luôn rơi trên đầu các chiến sĩ, khiến cho nhân loại thương vong tăng nhiều. Loài người liên quân từ từ kế tiếp bại lui. Ở thời khắc vạn phần nguy cơ này, tổ mẫu rốt cuộc xuất lĩnh quân đội giáo đình mạnh nhất liên quân xuất hiện, đi đầu chính là một vạn người cùng tính giả quân đội cùng trăm vị khổ tu sĩ dưới sự hướng dẫn của cùng tính giả thủ lĩnh La Nạp Đa. Quân đoàn biến thái này rốt cục phô bày sự đáng sợ của bọn họ trước mắt thế nhân khổ tu sĩ còn nhom nhìn thế nào cũng giống như lão đầu gần đất xa trời nhưng lúc này bọn họ tản mắt ra khí thế cường hãn không gì so sánh nổi hai mắt mở trừng trừng quơ truyền thừa bổng thần quan tỏa ra bốn phía cao giọng hô vì thần vinh quang sau đó khổ tu sĩ đánh ra một gậy đáng sợ cái gì là thạch phu hộ thể cái gì là đấu khí bán thú nhân một mực không đặt vào trong mắt tuyệt đối đập xương xương gãy đập đầu đầu nát đập lưng lưng đoạn bán thú nhân vũ khí bằng xương căn bản không chịu nổi một kích, đụng phải truyền thừa bổng trực tiếp phá toái. Kinh khủng nhất là cùng tính giả thủ lĩnh La Nạp Đa, thế nhưng một gậy quét qua liên tục ba bán thú nhân, bán thú nhân cao hai ba mét, cao lớn vạm vỡ, tất cả đều bị chém ngang eo, bị cây gậy chém đứt hông, lực lượng đáng sợ cỡ nào đây? Thú huyết tuôn trào, tiếp theo là một đống lớn nội tạng, thẳng phun đầy đất, thật sự quá rung động rồi, quả thực khiến cho người ta cả đời khó quên bần đạo ở một bên len lén dùng lôi đạt xem cuộc chiến cũng bị bọn người kia biểu hiện ra thực lực kinh khủng làm cho chấn kinh người cùng tính thủ lĩnh la nạp đa tại trong hàng ngũ kiếm thánh cũng tuyệt đối có thể liệt vào hạng ba khẳng định không có dưới phụ thân nếu phụ thân không có long lân giáp hắn tám phần thua rồi về phần những khổ tu sĩ khác kém cỏi lắm cũng ngang cấp kiếm thánh còn có vài lão giả nữa rất mạnh ta xem so với thủ lĩnh người cùng tính la nạp đa còn mạnh hơn thế nhưng hiển nhiên là vì bảo vệ la nạp đa cho nên không có toàn lực phát huy mà thôi. Thử nghĩ xem, khổ tu sĩ nhỏ tuổi nhất cũng hơn trăm rồi, cả đời đều khổ tu, dù là tư chất kém cỏi, cũng phải luyện tới lô hỏa thuần thanh rồi. Hơn nữa truyền thừa bổng tác dụng cực lớn, có thể không mạnh mẽ sao, không trách được quân đội cùng tính giả người ta chỉ có 30 vạn người, xếp hạng chỉ dưới ma đạo sư đoàn cùng tổ mẫu thánh quan kỵ binh đoàn. Còn mấy trăm vạn đại quân thủ hộ quân đoàn cùng cung binh đoàn cũng phải đứng sang một bên, thì ra khổ tu sĩ tiên sư chúng nó biến thái như vậy. Vô lượng thọ Phật, bần đạo thất thố, lỡ mồm thô tục rồi, theo ta được biết, khổ tu sĩ chỉ có vài trăm. Vài trăm cao thủ tiếp cận cấp kiếm thánh. Vả mồ hôi, dựa theo tỷ lệ bình thường mà tính, ước chừng hơn 10 chiến sĩ hoàng kim cao cấp mới có thể xuất hiện một kiếm thánh, vậy trong này người đạt tới cấp bậc kiếm thánh không dưới 50 thậm chí có một cao thủ cấp bậc kiếm thần cũng là chuyện không phải không thể có. Ông trời ơi! Giáo đình thật sự là tàn long ngọa hổ mà, có một đám người biến thái như vậy gia nhập, tình thế lập tức bắt đầu nghiêng về một phía, thú nhân dần rớt xuống hạ phong, bọn họ binh lính bình thường căn bản không chịu nổi khổ tu sĩ một kích, cao thủ trong đám bọn chúng có thể so sánh với khổ tu sĩ lại không có mấy người. Dù sao đây là lần đầu tiên công kích thử dò xét, thú nhân không ngờ nhân loại lại xúc động những cao thủ khó lường này, đánh với trăm tên khổ tu sĩ, những cao thủ kia sao chống đỡ nổi đây. Cơ hồ là một đánh mười đó. Cho nên bọn họ rất nhanh bị một đám cao thủ cùng cấp bậc đánh cho mờ mắt, thế nhưng, thú nhân cũng thật sự dũng mãnh gan dạ, trừ khi chết trận còn không sẽ tuyệt đối không lùi một bước, nhân loại liên tiếp tiến sát, trận tuyến thú nhân từ từ bị loài người bức lui, cuối cùng vừa lui trở về bên tường thành, dựa vào đó liên tục có quân đội tiếp sau trợ giúp, rốt cục đứng vững trận cước. Hai phe ở trên tường thành thiết lô bảo triển khai rằng co kịch liệt, loài người mấy lần muốn đuổi thú nhân hạ thành đều không được như ý. Khổ tu sĩ quá ít, chú ý không hết cả tường thành, rồi những cuồng tính giả khác mặc dù lực chiến đấu không có dưới thú nhân chiến sĩ, nhưng dù sao cũng chỉ có một vạn người, hơn nữa lúc này có cự ma tiêu thương cơ hồ bách phát bách trúng. Khổ tu sĩ chịu tên không xem ra gì, nhiều nhất đâm sâu vào thịt một tấc, nhẹ nhàng rung động một cái liền hoàn hảo rồi vết thương cơ hồ lập tức tốt lên thế nhưng người cùng tính bình thường lại chịu không nổi thân thể của bọn họ có thể bị xuyên thủng nhất định phải tu dưỡng một hồi mới tiếp tục tham chiến cho nên ảnh hưởng rất lớn tới hiệu suất công kích hơn nữa một khi bị đánh trúng đầu tuyệt đối chết ngay lập tức một chút cơ hội cứu trị cũng không có nếu như không thể nhanh chóng phá vỡ cục diện bế tắc đợi cho lực lượng khổ tu sĩ hao hết thì đã là ngày tận thế của nhân loại. Cho nên, khi chiến huống lâm vào cục diện bế tắc, tổ mẫu quyết định thật nhanh, phái lên một chi siêu cấp quân đội chủ lực của giáo đình, ma cung thiết kỵ. Dĩ nhiên, tranh phong ở đầu tường, bọn họ không thể cưỡi ngựa, dù sao bọn họ là cung tiễn thủ, có ngựa hay không cũng không ảnh hưởng lắm, bọn người kia hành động vô cùng nhanh chóng. Một thân áo giáp nhẹ không hề gây trở ngại động tác của bọn họ, người người cầm đại cung trong tay, vóc người đồng dạng ngang hông còn treo hai ống đồng, mỗi ống cắm trăm mũi tên. Bọn họ nhanh chóng chạy lên thành đầu, lập tức bắt đầu biểu diễn xạ kỹ, màn biểu diễn hoa lệ của bọn họ, lại lần nữa khiến cho thế nhân khiếp sợ thực lực cường hãn của giáo đình, ngũ đại chủ lực quân đoàn thật sự một so với một càng thêm biến thái. Ma cung thiết kỵ chỉ có một lần tác xạ liền thay đổi tình thế cả chiến trường, một mảng lớn tên dày đặc như châu chấu bắn ra. Bao trùm cả đầu tường, chỉ không tới một hô hấp thời gian, lính thú nhân phía trước cùng tính giả quân đoàn trừ mười mấy cao thủ ở ngoài, cơ hồ đồng thời ngã xuống, rồi mười mấy cao thủ này ngay sau đó bị người cùng tính đập thành thịt vụn. Như vậy, cả thành tường cuối cùng triệt để trống trải, mới vừa rồi trong nháy mắt, mà cung thiết kỵ mỗi người ít nhất cũng bắn ra mười mũi tên. Nhìn lại bán thú nhân ngã xuống, bộ vị trúng tên toàn bộ là mắt, tim, cổ họng chỉ mấy địa phương đó, cơ hồ có rất ít chỗ khác trúng tên, trừ phi bị đỡ được rồi ngộ thương sau đó bọn họ lại bắt đầu bắn tỉa một thú nhân đi lên bị bắn rớt xuống một dù có được pháp thuật thạch phu hộ thể gia trì cũng không chịu nổi không ngăn được tài bắn cung vô song của ma cung thiết kỵ kết hợp với phá giáp tiễn đặc chế của nhân tộc giáo đình có bọn hắn trợ giúp khổ tu sĩ dứt khoát bỏ qua đánh nhau thú nhân chuyên tâm ngăn cản tiêu thương cự ma bảo vệ tốt cho ma cung thiết kỵ để cho bọn họ có thể toàn lực phát huy thế nhưng điều này cũng tuyệt đối không phải kế hoạch lâu dài cường công không thể giữ lâu, ma cung thiết kỵ có lực sát thương cường hãn, cũng có một chỗ đau lớn vô cùng, đó chính là không thể kéo dài. Bất luận bắn phạm vi lớn tốc độ nhanh, hay là cự ly ngắn xuyên giáp tiễn, cũng cần hao phí ma lực. Ma cung thiết kỵ, chữ ma chính là chỗ này, bọn họ tu hành thật ra là học tập ma tiễn thuật từ dực nhân tộc, là một loại đặc thù kỹ xảo gồm ma pháp và tiễn thuật kết hợp lại. Vì thế, mỗi danh ma cung thủ cũng phải đồng thời học tập ma pháp và tiễn thuật, nhưng bởi vì vừa luyện tập tiễn thuật, lại phải học tập ma pháp, khiến cho tinh lực bọn họ phân tán. Hai nhánh đều không thể tinh tu đến một trình độ cực hạn, đặc biệt là ma lực vô cùng thấp, cho dù lúc này trong trăm người có một tuyệt đối chủ lực, ma long thiết kỵ, cũng chỉ tương đương với ma lực trung cấp ma pháp sư mà thôi. Thế nhưng, cho dù như vậy, phối hợp với tiễn kỹ đặc biệt dực nhân tộc, bọn họ có lực sát thương tuyệt đối không kém ma đạo sĩ, nhưng năng lực kéo dài quá thấp, không được bao nhiêu thời gian sẽ khô kiệt ma lực, đến lúc đó sẽ tái diễn cục diện bất lợi, thú nhân không dễ dàng bỏ qua như vậy, mới vừa rồi thất lợi, bọn họ đã tổn thất hơn vạn, phía sau còn có chừng 10 vạn bán thú nhân đại quân. Cái tổn thất này, bọn họ tuyệt đối chịu đựng được, đám binh lính bán thú nhân vẫn như cũ hung hãn không sợ chết lao tới trước, bởi vì đã biết cung tiễn thủ nhân loại lợi hại, cho nên bọn họ đi lên dùng binh khí hoặc là hai cánh tay bảo vệ trước mặt và vùng ngực, khiến cho lực sát thương ma cung thiết kỵ giảm xuống không ít mỗi lần hạ xuống một bán thú nhân, cũng phải hao phí vài mũi tên. Hơn nữa, thậm chí đã có cao thủ thú nhân lên đến trên tường thành rồi, bọn họ không có mù quán công kích ma cung thiết kỵ được người cùng tính bảo vệ nghiêm mật, mà đứng tại một chỗ, che chở cho đồng bạn leo lên. Như vậy, bọn họ bắt đầu càng tụ càng nhiều, mắt thấy lại tạo thành quy mô lớn lần nữa. Trong tình thế càng ngày càng bất lợi, tổ mẫu trấn giữ tổng bộ chỉ huy liếc ta một cái, nhưng không hề lên tiếng. Lúc này mấy người cao tầng chúng ta đều ở bên trong kiến trúc cao nhất thiết lô bảo, trên nóc đại giáo đường đứng xem cuộc chiến. Ý tứ tổ mẫu bần đạo đương nhiên là hiểu, lúc này muốn hoàn toàn giải trừ thú nhân uy hiếp, trừ phi có pháp thuật cấp 11 của đại ma đạo sư, giải quyết hết đám đằng mạng phiền toái kia trước, rồi mới từ từ tiêu diệt quân đội thú nhân phía sau. Trong sáu đại ma đạo sư, người thích hợp nhất chỉ có thủy hệ đại ma đạo sư Tạp Lạp cùng phong hệ đại ma đạo sư Mễ Tác Lạp, những pháp sư hệ khắc lực phá hoại quá mạnh mẽ khống chế không tốt có thể tổn thương kết cấu tường thành còn phong hệ đại ma đạo sư mễ tác lạp là nguyên lão giáo đình tổ mẫu vì chuyện phụ thân ta từng đập phá mật thất của người ta hai người vẫn có mâu thuẫn với nhau cho nên không có bất đắc dĩ tổ mẫu không muốn điều động hắn ai tất cả cũng nên cấp cho tổ mẫu đại nhân một chút mặt mũi vậy tổng tư lệnh các hạ ta nghĩ lúc này nên phái ra một đại ma đạo sư cho bọn hắn một chút màu sắc là thích hợp rồi. Bần đạo trực tiếp xin đi giết giặc, nói, phái chúng ta ra đi. Mặc dù đại hán có bảy người, cũng đã liên chiến hai trường, nhưng để tỏ lòng đối với tín ngưỡng thần, sự trung thành với giáo đình, chúng ta không tiếc chiến đấu đến một người cuối cùng, một khắc cuối cùng. Sẽ khiến cho những lũ tiểu tử tay cầm trọng binh kia ở một bên khoanh tay đứng nhìn, từ từ nghỉ ngơi vỗ béo đi thôi. Bần đạo vừa nói mắt đại nghĩa hiên ngang, vừa dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn Kham Mạc Tư đế quốc đại hoàng tử đạp giai Kham Mạc Tư và Mỹ Cách Lam đế quốc tam hoàng tử tạp nhi Mỹ Cách Lam, ở trên người hai đứa quét qua quét lại. Làm cả hai giận đến mặt mũi đỏ bừng. Nhưng một chữ cũng không dám phản bác, ai nói cái liền phải thay ta đi cầm củ khoai lang nóng bỏng này, ai dám tự nguyện chứ, Long tướng quân, làm phiền người vậy. Ta ở chỗ này đại biểu hoắc phúc đế quốc đa tạ. U Dương Nhược Lan ở trong đám người bị ta châm chọc lại không chút tức giận cười nói: "Nếu không phải pháp thuật thổ hệ dễ dàng phá hư tường thành, công lao này chúng ta tuyệt đối không nhường cho ngươi đâu, thật là nữ nhân lợi hại." Mấy câu nói đã đem mọi quan hệ xé ra rõ ràng. "Đúng vậy, nếu không phải pháp thuật đại ma đạo sư đế quốc chúng ta không thích hợp thì cơ hội xuất lực cho thần này, chúng ta tuyệt đối không để cho ngươi chiếm đâu." Đại hoàng tử và Tam hoàng tử cũng vội vàng phụ họa: "Tốt. Đừng làm rộn nữa." ngươi đã nguyện ý xuất động tạp lạp đại sư, ta cũng không keo kiệt. Tổ mẫu nghe ta lên tiếng, rất cao hứng mừng rỡ liền phân phó thủ hạ, người đâu, từ ma đạo đoàn triệu tập tất cả pháp sư thủy hệ, chờ đợi tạp lạp đại sư điều khiển. Thủ hộ quân đoàn, toàn thể xuất động, cần phải bảo vệ tốt an toàn cho đại sư, có gì ngoài ý muốn, theo như quân pháp thời chiến xử trí, nếu nói đến quân pháp thời chiến, đó là tại chiến đấu chịu trách nhiệm bảo vệ đương sự, ví như quân đội đại pháp sư, nếu không thể bảo vệ tốt để cho người được bảo hộ chết đi toàn thể thủ vệ còn sống cũng phải xử trảm hơn nữa tất cả vinh dự một mạch xóa đi sạch sẽ là một loại quân pháp cực kỳ nghiêm khắc tổ mẫu nói như vậy chính là muốn làm yên lòng quân mặc dù như thế ta còn phái thạch nguyên tiểu khuyển đi bảo vệ tạp lạp hắn cũng tiếp nhận quân pháp thời chiến khà khà bần đạo thật vất vả mới có cơ hội phát hiệu lệnh với hắn dĩ nhiên muốn tìm cơ hội vui đùa hắn một chút vừa nghe nói nếu lỡ thất trách phải chịu quân pháp thời chiến xử trí, thạch nguyên tiểu khuyển giận đến khuôn mặt méo mó không ra hình thù, mặc dù tạp lạp được hộ vệ đầy đủ, khả năng bị giết đến gần vô hạn bằng không, nhưng hắn vẫn rất khó chịu, đường đường ám chi kiếm thánh thế nhưng luôn lạc tới mức đi làm hộ vệ cho người ta, đủ khiến hắn buồn bực đến chết rồi, ở dưới sự bảo vệ trong ba lớp ngoài lớp nghiêm mật. Tạp lạp dẫn theo hơn trăm tên thủy hệ pháp sư do giáo đình trợ giúp bắt đầu ở trên nóc kiến trúc cao lớn phía sau thành tường thi triển pháp thuật có nhiều pháp sư cao cấp như vậy còn có nhiều cao thủ như vậy hộ vệ nghi thức tạp lạp ra sân tuyệt đối đủ hoành tráng hơn nữa hắn đối mặt với thời khắc chiến đấu nguy cơ nhất hết thảy tạo cho vị đại ma đạo sư tâm tình tương đối bình thản này cảm nhận được vinh dự khổng lồ cơ hội ra sân như vậy không phải ai cũng có cả đời đại ma đạo sư chưa hẳn có được một lần tạp lạp vô cùng thỏa mãn dưới ánh mắt hâm mộ của các đại ma đạo sư khác lấy ra tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, nộ lãng thao thiên. Được trăm vị pháp sư cao cấp trở lên trợ giúp, tạp lạp chỉ dùng 10 phút đồng hồ đã chuẩn bị xong, theo lão nhân dơ ma trượng uy phong lẫm lẫm chỉ rõ, đạo pháp thuật cường đại cấp 11 cứ như vậy hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy vô số giọt nước hình thành từ hư không ở bên ngoài sông đào bảo vệ thành, bọn chúng như bị một bàn tay vô hình nâng lên, huyền phù giữa không trung, càng lâu càng lớn, bắt đầu là giọt nước, sau lại to cỡ nắm tay, lát đã thành quả cầu có đường kính một thước, chen chút lẫn vào nhau, dung hợp lẫn nhau, hơn nữa hấp thu cả lượng nước dưới sông đào bên dưới, cuối cùng tạo thành một bức tường nước cao mấy trăm mét. Thủy tường vừa vặn bảo vệ trước mặt tường thành, dài chừng vài dặm, chiều rộng hai ba mươi thước, độ cao còn đang không ngừng gia tăng, thú nhân trong thành lẫn dưới sông hộ thành bị bao vây triệt để, thú nhân phía ngoài có thể thoải mái cầm binh khí đi vào, duy độc người bên trong lại không thể tự do quay về phản phất như bị một vách tường cách trở. Nhìn thủy tường khổng lồ không ngừng gia tăng độ cao, bất luận là nhân loại hay là thú nhân đều bị ma pháp kỳ tích này chấn trụ. Thế nhưng, thú nhân tổng chỉ huy tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông cuối cùng còn không có triệt để ngây ngốc, mau rút lui. Hắn dùng đấu khí mạnh nhất hô lên ra lệnh, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ chiến trường, đáng tiếc là đã muộn. Bức tường nước này hình thành thật sự quá nhanh, thú nhân chiến sĩ vừa muốn quay đầu chạy về, bức tường nước triệt để sụp đổ xuống đầu thú nhân rồi, nước lũ giải phóng hóa thành một đạo sóng biển cự đại, trong nháy mắt cắn nuốt thú nhân trước mắt, sau đó nước lũ cuồn cuộn cuốn bay thú nhân đại quân, nuốt chửng tất cả vào lòng lũ. Sóng lớn cao mấy chục thước trực tiếp một đường hốt sạch thú nhân đại quân, sự tình xa xa còn chưa có xong xuôi, tạp lạp khi phóng ra nước lũ. Như cũ không có ý tứ đình chỉ pháp thuật, không ngừng cùng trăm vị pháp sư tập trung ma lực vận chuyển vào thủy tường, khiến cho trận hồng thủy này tồn tại rất lâu rất lớn chờ bọn hắn mệt mỏi đến gần hư thoát mới vội vàng dừng lại mà lúc này hồng thủy đã đặc biệt kéo dài gần tới một phút đồng hồ chờ cơn hồng thủy căn bản đã bình ổn bên ngoài hộ thành hà đã nhìn không ra bất kỳ vật gì rồi rất sạch sẽ đừng nói là thú nhân ngay cả loài người xe bắn đá hay cự thạch mũi tên gì gì cũng không còn một khối toàn bộ bị cuốn đi hết nước bên trong hộ thành hà đã hoàn toàn đầy tràn đằng mạng màu xanh biếc trên tường thành mất đi ma lực thú thần tế tự duy trì, bắt đầu khôi phục bản nguyên diện mục, trở nên yếu ớt dị thường, bị thú nhân bám khắp tường thể trọng quá nặng kéo xuống gãy lìa cả đám, kèm theo thanh âm bùng bùng cách cách do bán thú nhân rơi đầy dưới thành. Bọn người kia thật sự cũng không ngu, vừa thấy không có quân đội tiếp viện. Thành tường lại không leo lên được, quan chỉ huy trên tường thành lập tức hạ mệnh lệnh, bọn họ không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Tổ mẫu có thể để bọn hắn chạy sao? Lập tức mở cửa thành ra, phái kỵ binh ra đuổi giết. Rồi xui xẻo nhất chính là hơn mấy trăm thú nhân vừa rơi xuống dưới thành, hậu viện thoáng cái không thấy một ai, đối mặt một vạn người cùng tính, một vạn ma cung thủ, còn có mấy vạn binh lính bình thường của nhân loại, bọn họ liền toàn bộ ngu rớt. Quân đội người cùng tính lực chiến đấu rất cao, nhưng những điều này được thành lập dựa trên tính ngưỡng cực đoan, cho nên đối với thú nhân đám tà ác dị giáo đồ bọn họ chỉ có một chữ, đó chính là giết, yes, người cùng tính thủ lĩnh La Nạp đa đầu tiên xông tới. Sau đó là trăm vị khổ tu sĩ cùng đống lớn người cùng tính, ma cung thiết kỵ ma lực cũng hao tổn gần hết, hơn nữa ma tiễn cũng vô cùng quý giá, không cần thiết lãng phí trên người địch nhân hẳn phải chết, cho nên bọn họ không có động thủ. Mấy trăm cao thủ thú nhân rất nhanh đã bị đám người cùng tính điên cuồng đập thành thịt vụn. Vì tôn nghiêm chiến sĩ, thú tộc cao thủ không có một người nào không có một ai nhảy xuống thành tường chạy trốn toàn bộ chết trận trên thực tế bọn họ cũng biết có ma cung thiết kỵ ở đây bọn họ tuyệt đối không thể chạy trốn rồi thay vì khuất nhục bị đuổi giết còn không bằng hiện tại chết trận cho thống khoái trên đầu thành chiến đấu kịch liệt người cùng tính cường hãn kết thúc rất nhanh nhưng thú nhân ngoài thành lại không dễ đối phó như vậy còn lại hai ba ngàn thú nhân là quân còn đầy đủ sức lực tốc độ chạy trốn tương đối mau quân đội loài người truy kích là ngõ nạp tinh nhuệ kinh kỵ binh, thời điểm đuổi theo thú nhân người ta đã chạy ra thật xa rồi, hai phương ở trên mặt đất triển khai chém giết kịch liệt. Mặt đất trơn trượt đối với thú nhân bộ binh mà nói ảnh hưởng không phải quá lớn, nhưng đối với kỵ binh lại quá bất lợi. Thỉnh thoảng có kỵ sĩ trơn ngã xuống đất, tốc độ không thể phát huy tới cực điểm, bọn họ chống lại thú nhân bộ binh lỗ lã rất nhiều, cho nên, trong lúc nhất thời thương vong loài người thảm hơn nặng hơn một chút nhìn thấy tình huống này thất công chúa tức giận kiên quyết không cần người khác trợ giúp tự mình mang theo đội thân vệ lên đường khi nàng lên tới chiến trường tất cả ngoả nạp chiến sĩ giống như uống thuốc kích thích bột phát ra ý chí chiến đấu kinh người hơn vạn đại quân hô to khẩu hiệu công chúa vạn tuế xông lên trước huy đao đâm kích vào đám thú nhân binh nếu như còn chưa giết được lập tức có kỵ sĩ ở sau nhảy tới dùng thân thể hắn áp chết tên thú nhân đáng thương kia sau đó chiến sĩ đồng bạn dẫm lên thân thể đồng bạn lẫn thú nhân chém giết, cuối cùng, tư sống đè chết những gã thú nhân ương ngạnh này. Đây chính là chiến thuật ngoả nạp quanh năm cùng thú nhân chiến đấu phát minh ra, người đổi người, một đổi một, một không được liền hai, dù sao có dùng ba đổi lại một, loài người cũng có lợi, nếu chiến đấu bình thường, kỵ binh nhân loại phải tốn 4 năm người hợp lại mới hạ được một thú nhân, sử dụng chiến thuật này, ước chừng không tới hai binh lính nhân loại là có thể đổi lại một mạng thú nhân thật là chiến đấu làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Đứng ở trên nóc đại giáo đường xem cuộc chiến tự đáy lòng bần đạo cảm khái nói, thất công chúa mị lực chẳng lẽ thật sự vô địch như vậy sao, để cho vô số thiết huyết nam nhi vì nàng quên cả sống chết, thôi đi, cũng chỉ là một đám ngu ngốc không có đầu óc thôi. Đại hoàng tử kinh thường nói, nếu là ta, trước bao vây bọn chúng, sau đó phía ngoài dùng công kích từ xa, từ từ tiêu hao hết bọn chúng, đây mới là phương thức chiến đấu yêu quý sĩ tốt không sai, nếu là ta mà nói, trước hết để một con đường cho bọn hắn chạy, sau đó đuổi theo giết, thương vong sẽ ít hơn. Tam Hoàng tử đắc ý nói, hai vị thật là cao kiến. U Dương Nhược Lan Tán Dương Nhưng khi nàng nói chuyện, khẩu khí cùng ánh mắt lại khiến cho bần đạo cảm giác được ý vị châm chọc nồng đậm vậy nhỉ, cao sao? Nhìn không ra. Bần đạo kinh thường nói, một người không có đầu óc, một người là trí thông minh thấp kém, tóm lại tất cả đều là một đôi ngu ngốc. Nếu thật sự có bản lĩnh, kéo lên thử một chút, toàn biết thổi gió, không biết luyện, còn có mặt mũi ở chỗ này phê bình nữ vũ thần, chẳng lẽ chúng ta nói không đúng sao? Tam hoàng tử không phục nói, đúng đấy, có bản lãnh ngươi nói một chút không đúng chỗ nào. Nếu không ngươi cũng là loại ngu ngốc. Đại hoàng tử phụ họa, ta cũng rất muốn nghe tướng quân cao kiến đấy. U Dương Nhược Lan cũng cười mị mị nói, ai, hai người ngu ngốc này nếu muốn tìm mắng bần đạo cũng không nên từ chối liền thành toàn cho bọn hắn vậy khà khà trước thoải mái một hồi rồi hãy nói sau tốt liền dạy cho các ngươi một bài học bần đạo cười lạnh nói trước tiên nói về bao vây ngươi dùng binh chủng gì có thể vây quanh bán thú nhân bán thú nhân thân cao hai ba thước đứng lên cao bằng kỵ sĩ cưỡi ngựa rồi trong tay đều là cây gỗ khổng lồ vũ khí hạng nặng một gậy là có thể đập chết trọng trang kỵ binh Chờ quân đội viễn trình của ngươi mài chết bọn họ, quân đội bao vây của ngươi bị bọn họ đập chết không biết bao nhiêu người đây. Về phần ngươi nói để đường sống lại rồi đuổi giết, đối phó nhân loại hoảng loạn thì có thể, ngươi mới vừa nhìn rõ biểu hiện thú nhân trên tường thành không? Không có một người nào, không có một tên nào nhảy tường chạy trốn, cho thấy bọn họ căn bản không sợ tử vong, thà rằng chết trận cũng không trốn đi. Ngươi nghĩ bọn họ cần xin lộ sao? Bọn họ căn bản không biết chạy trốn còn không phải là muốn bị đánh. Bần đạo tiếp tục khinh thường nói, thất công chúa cùng thú nhân huyết chiến nhiều năm, điểm đạo lý này có thể không biết sao, các ngươi thấy không, mới vừa rồi thất công chúa thương vong không tới 4.000, liền tiêu diệt gần 3.000 thú nhân. Phải biết rằng, lực chiến đấu thú nhân gấp 5 lần loài người đó, các ngươi tự hỏi, ai có thể làm được? Bần đạo lạnh lùng thốt, ít nhất thanh long thiết kỵ của ta chắc chắn làm không được, bọn họ bị ta nói một trận buồn bực bọn họ bản lãnh lớn hơn nữa cũng không dám nói có khả năng lấy thương vong 4.000 giết chết 3.000 thú nhân. Nhìn thấy Gia trâu bị phá, ai cũng không còn mặt mũi ở chỗ này bị chế dẻo, vội vàng xám xịt rời đi. Đợi đại chiến kết thúc, có thể tìm bọn hắn tiêu khiển một chút cũng là chuyện tình đáng mong đợi mà, kha kha, lại được mắng thống khoái. Thoải mái, tướng quân cao kiến, Nhược Lan bội phục. U Dương Nhược Lan cười nói, nhưng không biết, tướng quân xuất động cuồng Long Thiết Kỵ, thì sẽ như thế nào nhược lan thật sự tò mò quân đội này của tướng quân được xưng đệ nhất thiên hạ cường quân rốt cuộc so với thú nhân thì thế nào không biết tướng quân có thể hay không chỉ giáo ai ta cũng không biết nữa bần đạo làm bộ bất đắc dĩ nói quân đội này hoàn toàn không thể so sánh có quân đội am hiểu chiến đấu trong rừng núi có loại am hiểu chiến đấu ban đêm có quân lại thích hợp ban ngày chính diện xung phong trọng điểm không có giống nhau huống chi cùng long thiết kỵ của ta là kỵ binh, đám thú nhân này là bộ binh, không có cách nào so sánh được, bài vở cũ rích, còn muốn tìm hiểu chi tiết của ta sao, thì ra là như vậy, là nhược lan không biết rồi. Nàng hiển nhiên nhìn ra ta cố ý nói tránh. Nếu ta không nói, nàng cũng không miễn cưỡng, không nói thêm lời nào, lễ phép cáo từ rời đi, thất công chúa chiến thắng trở về, trong thành vang lên tiếng hoang hô ầm ĩ như sấm rền, mặc dù chủ lực là quân đội giáo đình nhưng quả nạp quân nhân lại có thói quen đem công lao ghi tạc trên người thất công chúa. Nói vậy, sau trận chiến này, địa vị nàng ở trong lòng quân nhân quả nạp, tuyệt đối cao hơn rất nhiều, khi tạo phản cũng sẽ bớt đi rất nhiều lực cản. Quét dọn chiến trường một chút, liên quân loài người bắt đầu công việc phòng ngự một vòng mới. Mặc dù pháp thuật cấp 11 của đại ma đạo sư tạp lạp hết sức mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không đủ để giết chết quá nhiều thú nhân, nhiều nhất cũng chỉ cuốn đi cho sạch sẽ mà thôi, qua thời gian không bao lâu, bọn họ còn sẽ trở lại. Nếu nơi này là sơn cốc, đợt lũ lụt vừa rồi cho dù 10 vạn đại quân cũng có thể dìm cho chết đuối, nhưng chung quanh thiết lô bảo là vùng đất bằng phẳng, lũ lụt xông ra liền rất nhanh tản đi, cho nên đại quân thú nhân mặc dù bị nước cuốn trôi đi vài vạn người, nhưng không có thương vong bao nhiêu, có chừng một ngàn tên siêu cấp xui xẻo, khi bị nước cuốn theo các loại binh khí hay cây cối đâm thẳng vào người mình mới trực tiếp mất mạng mặt khác thì có vài vạn người bị nước cuốn cho đầu óc choáng váng, tổn thương nặng nhẹ vài điểm, đoán chừng cần nghỉ ngơi một trận sẽ ổn lại. 12 vị thú thần tế tự cũng không thoát khỏi vận rủi bị dìm xuống nước, may có chiến tranh cự thú khoa la lạp đa thật sự quá trâu rồi, bọn họ cương quyết che chở chủ nhân trên lưng kiên trì đến khi nước lũ toàn bộ rút đi, mặc dù bất tri bất giác bị nước cuốn trôi đi có vài dặm, tuy nhiên bằng vào hình thể khổng lồ, không có bị bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng, Dọc theo đường này thú nhân bị bọn họ đụng phải, cơ hồ cả đám bị tông gần chết còn không nói, mà có thể nói lực sát thương pháp thuật tạp lạp này có nguyên nhân một nửa cũng phải quy công vào 12 đầu khoa la lạp đa khổng lồ này. Thú nhân bị loài người trêu đùa như thế, tự nhiên thẹn quá thành giận, đặc biệt là tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông, cho dù đang cưỡi trên lưng bỉ mông cũng bị ngập vào trong nước, may nhờ hắn đã là cao thủ cấp bậc kiếm thần, bằng vào đấu khí hắn có thể bay lên không trung mới tránh được một kiếp nhưng hắn trơ mắt nhìn mấy vạn đại quân giống như một đàn kiến bị cuốn trôi đi khắp nơi trong lòng hắn cảm thấy rất là uất ức đặc biệt là hắn từ phía trên nhìn thấy tọa kỵ của mình được xưng vô lục chiến bỉ mông cự thú ở trong nước có bộ dạng thất kinh thật sự quá đau lòng rồi ai có thú cưỡi mạnh như vậy mà không yêu nó như tánh mạng phụ thân ta có đầu thiết giáp thú liền yêu thích vô cùng cho nên tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông có thể nói là hận đến tận trong xương lửa giận cơ hồ có thể làm bốc hơi nước lũ mặc dù hành động công kích lần này triệt để thất bại nhưng cũng không có nghĩa thú nhân không có cơ hội chỉ cần lôi thú một ngày còn nơi tay thú nhân vĩnh viễn tràn đầy lòng tin cho nên trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục thay đổi binh sĩ ngày hôm qua bị thương đại quân thú nhân lần nữa ngóc đầu trở lại thời điểm ban đêm nghỉ ngơi và hồi phục cao tầng thú nhân cũng triệu tập hội nghị khẩn cấp hai vị tiên tri hôm nay đánh một trận chiến bại thật sự quá oan uổng rồi thiếu chút xíu nữa là chúng ta thắng lợi rồi chẳng lẽ liền không có cách nào đối phó pháp thuật đáng ghét của nhân loại sao tam hoàng tử liệt diễn bỉ mông không cam lòng hỏi đương nhiên là có biện pháp thật ra nếu chúng ta tự mình xuất thủ pháp thuật này vẫn có thể đỡ được thế nhưng nếu như vậy sẽ tiêu hao lực lượng chúng ta nhiều lắm bất lợi với chiến đấu sau này lão ngưu đầu nhân tiên tri la phúc đức nói không sai Thật ra thì hôm nay không thể coi là tam điện hạ ngài thất bại, bởi vì bọn họ đã vận dụng lực lượng một vị đại ma đạo sư. Vị thủy hệ đại ma đạo sư tạp lạp này lực lượng mạnh cơ hồ tương đương với chúng ta rồi, nhưng một khi pháp thuật này thi triển xong hắn ít nhất phải tu dưỡng một thời gian mới có khả năng khôi phục. Nói như vậy, sáu vị đại ma đạo sư loài người đã có điện, đất, nước ba người mất đi lực lượng, chỉ cần có thêm một hai người nữa mất đi lực chiến đấu, hai người chúng ta cùng lôi thú tổ hợp liền dễ dàng đánh sập thiết lô bảo. Na gia tiên tri lực đề ra cũng cười nói, nàng còn khờ dại cho là trong đám người tập kích nhân ưng có thổ hệ đại ma đạo sư ti khắc đặt các hạ cơ đấy, như vậy là tốt rồi. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông đang nghe truyện trên TV audio CV sắc mặt hơi chút hòa hoãn xuống, nghiêm nghị nói, các thú thần tế tự có khỏe không? 12 vị thú nhân tế tự đều thuộc thú thần điện quản lý, mới vừa rồi cũng theo hai vị tiên tri đi kiểm tra thương thế, bọn họ cũng không có thương tổn gì, chỉ là mệt nhọc một chút thôi. Ngày mai còn có thể xuất chiến. Chẳng lẽ ngài còn muốn dùng cự mạng thuật tấn công thành sao? Lão ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức hỏi, ừ đúng vậy, chẳng lẽ có cái gì không thỏa đáng? Tam Hoàng tử liệt diễn bỉ mông hỏi, dĩ nhiên, loài người đều là một đám vô cùng giảo hoạt. Chúng ta sử dụng chiêu số nào một lần, bọn họ sẽ có đề phòng nếu như lại dùng lần nữa có thể sẽ mất linh rồi. Lão ngưu đầu nhân tiên tri la phúc đức nói, như vậy hả? Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông cười lạnh nói, ta liền đổi lại một phương pháp triệt để hơn là được rồi, đúng, đã sớm nên như vậy. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, vẫn nên đánh cho thống khoái đi thôi. Na gia tiên tri lực đề ra tán thành, như vậy. Liền xem các ngươi biểu hiện rồi, một ti cát. Tam hoàng tử Liệt Diễn Bỉ Mông cười hỏi, "Có vấn đề gì không?" "Dĩ nhiên không, chúng ta sẽ cho loài người một kỷ niệm cả đời khó quên, để cho bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ." "Thú nhân vĩ đại và cường đại đến cỡ nào?" Một vị ngưu đầu nhân cực kỳ to con, tự hào hồi đáp, "Điện hạ, ngài sẽ thấy, chúng ta sẽ làm cho bọn họ sợ đến tè ra quần là như thế nào." "Ha ha, ha ha, ha ha." Hơn 10 vị cao tầng thú nhân cùng nhau cười như điên ngày hôm qua đánh một trận loài người thật ra thì cũng là thắng thảm người cùng tính chết trận hai ba trăm người toàn bộ đều bị cự ma hoặc bán thú nhân trực tiếp đập bể đầu chết tốt thế nhưng so sánh với mấy ngàn thú nhân chết ở trên tay bọn họ mà nói tổn thất này thật sự quá nhỏ ma cung thiết kỵ cũng không còn đầy đủ cho dù có người cùng tính che chở cự ma tiêu thương vẫn bắn chết không ít ước chừng tổn thất hơn trăm người rồi cuộc chiến trên đầu thành tường ngoã nạp cùng cao thủ các quốc gia tạo thành liên quân, tổng cộng thương vong hơn 3 vạn, song phương vẫn thương vong tỷ lệ 3 so với 1. Hôm nay, tổ mẫu ghi nhớ đợt giáo huấn ngày hôm qua, ngoại trừ gia tăng lực phòng ngự đầu tường ra, còn phái ra quân đội ngân phi mã núp một bên, một khi phát hiện thú nhân tế tự còn dám thi triển pháp thuật kia, sẽ lập tức cất cánh, không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn họ. Xong, không ngờ thủ đoạn công kích của thú nhân lần này lại biến hóa, Đại quân gần 10 vạn thú nhân sóng sóng lớp lớp dàn quân ra, đi tuốt ở đàn trước chính là ngưu đầu nhân thân cao đến gần 4 thước, suốt 1.000 ngưu đầu nhân chia làm 10 hàng đứng đó, mỗi hàng 100 người, cách nhau một khoảng cách. Trên bả vai bọn họ có đeo một cục đồ đằng khổng lồ, đằng đằng sát khí sải bước đi về phía thiết lô bảo, ngưu đầu nhân tiến quân, khiến cho thủ vệ quân áp lực tâm lý thật lớn, ở trong lòng chiến sĩ loài người sớm trung sợ chẳng lẽ dùng đám thú có vóc dáng lớn như vậy là định nhảy lên tường thành đáp án rất nhanh liền được bày ra được thú thần tế tự gia trì một đống lớn pháp thuật đám lính cao to này nhanh chóng cắm đồ đằng trụ trên mặt đất sử dụng hai tay không ngừng đánh vào ngực đồng thời hát một bài hành khúc dũng cảm vô cùng cổ xưa trong tiếng ca mạnh mẽ khiến cho nhiệt huyết mênh mông dân trào đám ngưu đầu nhân này bắt đầu cuồng hóa ánh mắt tất cả hoàn toàn biến thành huyết sắc hơn nửa da thịt cả người nhanh chóng bành trướng đến trình độ không ai tưởng tượng nổi rừ gầm. Theo từng tiếng hống khiếu, bọn họ cơ hồ đồng thời rút lên đồ đằng trụ dựng trước người, sau đó bước nhanh tới thiết lô bảo, tốc độ cùng lực lượng của bọn họ tiến triển kinh người, mỗi một chân chạm đất liền chấn cả vùng đất không ngừng rung rẩy, rồi thổ địa đang ướt át, tức thì bị bọn họ dễ dàng dậm sâu vào hơn nửa thước, nhấc chân lên mang theo vô số vùng đất văng tung tóe, lộ ra thanh thế kinh người, hơn nữa khi chạy tới, bọn họ còn tập trung đấu khí lên lớn nhất, hao huyết đấu khí của thú nhân đặc biệt màu đỏ như máu, bao bọc toàn bộ bọn họ vào trong một đoàn sương mù đỏ sẫm, từ trên đầu thành nhìn xuống, nhìn thấy từng đoàn từng đoàn đấu khí màu đỏ bốc lên, từ đàn xa sắp hàng chỉnh tề nhanh chóng tiến đến gần, bọn họ hành động kỳ quái, đã sớm lọc vào trong mắt chúng ta đang đứng trên nóc đại giáo đường xem cuộc chiến. Nhưng mọi người vẫn không biết bọn họ đang định làm gì, cho đến khi bọn họ bắt đầu xung phong nhanh như sấm chớp, tổ mẫu mới đột nhiên biến sắc mặt, sợ hãi trống lên, chẳng lẽ bọn họ đây là chiến tranh tiễn đạp. Tổ mẫu lúc ấy bị dọa cho sợ đến mặt mũi trắng bệch, nàng đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Lần này rốt cuộc cũng kinh hoảng nhịn không được, biểu hiện thất thố rồi, thật ra thì cũng không trách nàng được, chiến tranh tiễn đạp thật sự quá nổi tiếng rồi, trong tư liệu cực kỳ bí mật giáo đình lưu giữ, đối với thú nhân có miêu tả cường điệu mấy chủng tộc đặc biệt cùng kỹ năng đặc biệt cường đại, chiêu chiến tranh tiễn đạp này được liệt vào danh sách cực kỳ nguy hiểm phải biết rằng, thú nhân tộc kỹ năng ngàn vạn loại, nếu có thể được giáo đình liệt vào cấp bậc cực độ nguy hiểm, tổng cộng cũng chỉ có 13 loại mà thôi, những kỹ năng đó được gọi là thú nhân, thập tam tuyệt, bởi vì tư liệu của giáo đình được sưu tập vào thời thần ma đại chiến, lúc ấy thú tộc cũng tham dự chiến đấu với ma tộc, hơn nữa biểu hiện rất ưu tú, trong quá trình chiến tranh, nhân tộc giáo đình một mực lưu ý bọn họ. Cho nên đối với các loại tình huống thú nhân hiểu rõ phi thường cẩn thận, đặc biệt là đây thú nhân thập tam tuyệt, giáo đình hao tốn vô số nhân lực vật lực. Cuối cùng cũng làm rõ được đôi chút, ở bên trong thú nhân thập tam tuyệt, bản thân ngưu đầu nhân liền chiếm hai loại, đó là cùng hóa và chiến tranh tiễn đạp, kỹ năng cùng hóa là kỹ năng thường gặp trong thú nhân tộc, rất nhiều chủng tộc đều biết. Mặc dù uy lực khổng lồ, nhưng cũng không kỳ lạ, duy độc chiến tranh tiễn đạp, chỉ có ngưu đầu nhân nhất tộc sở hữu, có thể được xưng là độc môn tuyệt kỹ chiến tranh tiễn đạp nói trắng ra là đặc biệt đem đồ đằng trụ của ngưu đầu nhân ra làm vũ khí, sử dụng đấu khí lớn nhất toàn lực cắm trên mặt đất, sau đó lấy một loại kỹ xảo độc hữu làm cho đấu khí kết hợp với đồ đằng trụ bộc phát ra lực lượng kỳ lạ, sinh ra sóng xung kích rất lớn. Quy lực quả thực mạnh rợn cả người, trong bán kính 20 m có thể chấn động giết chết nhân loại chiến mã cùng kỵ sĩ bình thường, cao thủ cấp bạch ngân dùng đấu khí hộ thể ở bên trong 20 m cũng bị chấn bất tỉnh, bên trong 10 thước hoàng kim chiến sĩ cũng phải mê muội ngắn ngủi, cự ly ba thước, kiếm thánh cũng bị đầu ván mắt hoa thời gian vài giây đồng hồ, phản ứng chậm chạp, bình thường, thời gian này đã đủ cho ngưu đầu nhân đè chết hắn vài lần, cho nên, trong tư liệu giáo đình có nói, một khi phát hiện ngưu đầu nhân dơ đồ đằng trụ lên cao, có ý định nhằm mặt đất cắm xuống, phải vội vàng chạy ra xa một chút, chỉ cần thân thủ đủ nhanh nhẹn mới có hy vọng tránh được một kiếp, mặt khác, trên tài liệu còn miêu tả cường điệu chỗ này. Đó chính là chuyên dụng phá hư kiến trúc hoặc đối phó ma thú hình thể khổng lồ, tài liệu ghi lại, ngưu đầu nhân từng dùng chiến tranh tiễn đạp hoành hoành tráng tráng đập thành trì được ma tộc thủ vững biến thành phế tích, cho nên, trên tư liệu cổ giáo cố ý nhắc nhở, một khi phát hiện ngưu đầu nhân nhằm thành trì nhân loại dùng hết tốc lực xung phong, nhất định phải ngăn cản bọn họ, bắt buộc, nếu không, liền phải vội vàng rút lui không có thành tường nào đủ sức ngăn cản lực phá hoại của chiến tranh tiễn đạp, tuyệt đối không có. Hiện tại, tổ mẫu hy vọng có thể ngăn trở thế công của ngưu đầu nhân, cho nên, nàng lập tức giận dữ hét to, tất cả cao thủ cấp bậc kiếm thánh, tất cả, đi theo ta, vừa nói, chính nàng từ trên nóc giáo đường nhảy xuống đầu tiên. Bằng vào đấu khí ngự khí mà đi, lao thẳng tới thành tường. Sau đó, mấy vị kiếm thánh không dám chậm trễ, gấp rút nhảy xuống thành tường chạy ra trước cổng ai, ai bảo kiếm thánh không thể dùng đấu khí lăng không mà đi chứ. Mấy người giỏi mắt trong mong nhìn bộ dáng tổ mẫu ở trên trời tiêu sái, hâm mộ không biết đến cỡ nào. Phụ thân cũng cưỡi thiết giáp thú, quy phong lẫm lẫm đi theo mặt sau tổ mẫu, tạp la cởi địa hành long đi phía sau hắn. Thạch nguyên tiểu quyển cưỡi tìm địa tri chu mặc dù hù ngã không ít tiểu hài tử cùng nữ sĩ, nhưng với các chiến sĩ tràn đầy nhiệt huyết ở trong thành, bộ dạng tri chu kia hung ác xấu xí, ngược lại rất được binh lính nên đón ba kiếm thánh đại hán ra sân có phong cách như thế khiến cho ba người phía sau không có thú cưỡi buồn bực không vui thế nhưng quân lệnh trong người bọn họ dùng chân chạy tới ba người này theo thứ tự là mỹ cách lam đế quốc thổ chi kiếm thánh mã Hách, ngoả nạp vương quốc phong chi kiếm thánh lý tạp đa còn có một vị kiếm thánh của hoắc phúc đế quốc phi yến trảm thiên tà tuyệt hắn đang muốn dựa vào lần chiến đấu này biểu hiện cho tốt mong có thể được liệt vào hàng đại lục thập đại kiếm thánh về phần những kiếm thánh khác thì không có tên nữa rồi, hỏa chi kiếm thánh Lam Khắc đã chết trận, thủy chi kiếm thánh cáp đặt trọng thương chưa lành, không cách nào xuất chiến, hàng băng kiếm thánh khắc ti coi như bị phụ thân phế đi, trực tiếp xóa tên, thủ hộ kiếm thánh Mã Kỳ Nạp ở lại giữ giáo đình nên không có tới, một vị cuối cùng quan chi kiếm thánh là tổ mẫu đại nhân thì đã là kiếm thần rồi. Cho nên thập đại kiếm thánh hiện tại khuyết ba chỗ trống hỏa, băng, quan thuộc tính tổ mẫu đại nhân mặc dù đã hết sức nhanh nhưng vẫn chậm một bước, thời điểm nàng sắp đến thành tường, từng đợt tiếng vang trầm muộn khổng lồ, ở chỗ giữa tường thành phát ra, ngưu đầu nhân bách nhân đội thứ nhất đã tiến sát thành tường phát động chiến tranh tiễn đạp lần đầu tiên, bọn họ tốc độ xung phong thật sự quá nhanh, thủ vệ quân nhân loại chỉ kịp bắn ra mấy trăm mũi tên cùng mấy ma pháp nhỏ rồi tắt tị, căn bản ngay cả hộ thể đấu khí của ngưu đầu nhân cũng không phá được cho nên hoàn toàn không trở ngại bọn họ một chút nào, chỉ có thể trơ mắt mắt nhìn bọn hắn hành động chỉ có tự mình kinh nghiệm mới có thể biết được trường cảnh kia là đáng sợ và rung động cỡ nào trăm đạo hồng quang lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay vọt tới dưới thành tường nước trong hộ thành hà cùng nhau bị bắn tung lên không ngưu đầu nhân cầm đồ đằng trụ khổng lồ trên tay dứt khoát đánh tới giữa tường thành cây cột đường kính hơn một thước dài năm thước cương quyết cắm vào thành tường sâu hơn một thước tường thành này nhanh chóng mọc đầy thô một trong lúc cấp bách ngưu đầu nhân gầm lên giận dữ chiến tranh tiễn đạp phát động, một luồng sóng xung kích cự đại từ bên trong đồ đằng trụ đang cắm vào tường bột phát ra, trực tiếp ở trên tường thành đánh ra một cái lỗ to khủng bố, bộ vị ở giữa sâu nhất lên tới một thước, bán kính chừng 8-9 thước có hơn, mấy cây cột đặc biệt lợi hại hơn, càng trực tiếp chấn sụp tường thành, vô số đá vụn vẫy ra chung quanh. Đồng thời, sóng xung kích còn đánh chết rất nhiều binh lính ở trên đầu thành quan sát, mấy trăm thi thể từ trên đầu thành lát đát rơi xuống. Chấn động khổng lồ khiến cho cả dãy tường thành lay động, nhân tộc thủ vệ quân phía trên đứng không vững, bị đánh ngã lăn đầy đất, chờ khi bọn hắn muốn đứng lên, đòn thứ hai lại đến, trong tiếng nổ vang ầm ầm, trên tường thành bị đục lũng lỗ chỗ căn bản sụp xuống một mảng. Lúc này, tầng ngoài thành tường đã bị đánh rớt lớp tường dày hai thước, lộ ra kết cấu bên trong không chắc chắn lắm, nếu chỗ này trúng chiến tranh tiễn đạp không phải sẽ sập xuống một tầng dày hơn ba thước sao, theo cái dạng này, nếu tám đội ngưu đầu nhân ở phía sau cũng thành công dùng chiến tranh tiễn đạp đánh lên tường thành, tuyệt đối có thể đánh thành tường biến thành phế tích, phải biết rằng tường thành này tổng cộng dày hơn 10 thước nha. Ở thời khắc vạn phần nguy cấp này, ai tới ngăn cản bọn họ đây, hừ. Tổ mẫu tức giận hừ một tiếng, sau đó thần khí chiến thần lễ tán trong tay đột nhiên xuất thủ, hóa thành trăm đạo kiếm quan trắng sáng chia ra bắn về phía đội thứ ba gồm trăm tên ngưu đầu nhân đang muốn nhảy lên, ngao. Ngao ngao. <Nhào> Trong tiếng kêu thảm thiết, bọn người kia không có một người nào, không có một ai có thể lướt qua hộ thành hà, đều bị tổ mẫu đánh rơi, sau đó rớt xuống vào lòng sông, hồi lâu sau mới chật vật lộ đầu ra, mặc dù bằng vào sinh mệnh lực ngoan cường không có chết, nhưng cả đám đều bị kiếm khí phong duệ của tổ mẫu mở ra trên người một cái hố, tạm thời mất đi lực chiến đấu, bọn họ thật sự quá sơ suất. Đội ngưu đầu nhân thứ tư nhìn thấy tình huống này cũng không hề dừng lại, bọn họ cho là tổ mẫu mới vừa rồi đánh lén nên mới thành công cho nên trước tiên cẩn thận dùng đồ đằng trụ bảo vệ nơi yếu hại rồi sẽ như củ nhảy qua sông đào nhưng không ngờ lúc này lại thảm hại hơn đám ngưu đầu nhân vừa nhảy dựng lên tổ mẫu vừa mới đến cho nên vạn bất đắc dĩ sử dụng không ít đấu khí mới triệt tiêu được xung lượng của bọn hắn hiện tại lúc này còn chưa có ngưu đầu nhân nhảy lên thời điểm hạ thấp thân xuống định nhảy đã bị tổ mẫu tập kích trăm đạo kiếm quan vừa lúc thắt lên bắt đùi làm cho bọn chúng căn bản không thể nhảy được, tất cả đều bởi vì thế sông tới khổng lồ lăn cả vào lòng sông. Hơn nữa, lần này tổ mẫu sử dụng đấu khí giảm đi rất nhiều. Dù vậy, thân là kiếm thần xuất chiêu ngân long bách kích này cũng hao phí không ít đấu khí của nàng, đặc biệt là kích thứ nhất, vì không muốn cho bọn hắn nhích tới gần tường thành, tổ mẫu cố ý gia tăng cường độ đấu khí, triệt tiêu lực lượng xung phong khổng lồ của trăm tên ngưu đầu nhân. Đòn đầu tiên đã hao hết một nửa đấu khí của nàng, cũng may đòn thứ hai dựa vào thần khí phong duệ giảm đi không ít khí lực nhưng tổ mẫu mặc dù chưa có hao hết đấu khí cũng đã tuyệt đối không có lực lượng lại xuất một chiêu đồng dạng như thế thế nhưng tổ mẫu vẫn bày một tư thế như cũ khí thế nàng uy mãnh vô cùng dứt khoát dọa sợ nguyên đội ngưu đầu nhân thứ năm đội ngưu đầu nhân thứ năm nhìn thấy chiến hữu phía trước cực kỳ thê thảm cùng với khí thế tổ mẫu sắc bén đã không dám lại mù quáng nhảy qua đó chính là muốn chết mà một cây đồ đằng trụ không thể che chở hoàn toàn thân thể khổng lồ ngưu đầu nhân. Cho nên, bọn họ ngừng ngay tư thế xông tới, hai móng bò cắm xuống đất kéo dài vài mét, bọn họ mặc dù đã cuồng hóa, nhưng đầu óc còn chưa có điên cuồng. Bởi vì kỹ năng cuồng hóa này rất nhiều chủng tộc cùng có, cũng sinh ra phương thức và hiệu quả không giống nhau. Ngưu đầu nhân thi triển cần phối hợp hành khúc và lực lượng thần bí từ đồ đằng trụ, tốc độ rất chậm, không giống cùng chiến sĩ của ta, Nói cùng hóa trong chớp mắt liền cùng hóa, hơn nữa hiệu quả Ngưu Đầu Nhân cùng hóa so với cùng chiến sĩ kém rất nhiều. Nhưng chuyện có lợi cũng kèm một hại, Ngưu Đầu Nhân sau khi cùng hóa không chỉ thanh tĩnh. hơn nữa vẫn biết sử dụng chiến thuật và lẩn tránh nguy hiểm, bọn họ sau khi cùng hóa di chứng cũng nhẹ hơn nhiều so với cùng chiến sĩ, chỉ có chỉ bị thoát lực trong vòng vài ngày mà thôi. Mấy ngày sau liền hoàn toàn khôi phục, cho nên đội trưởng đội thứ năm Ngưu Đầu Nhân quyết định thật nhanh hạ lệnh nay dừng thế công lại, sau đó nhanh chóng lách qua một bên, nhường đường cho người phía sau, cũng dơ đồ đằng trụ lên đề phòng, bày tư thế che chở cho một đội ngưu đầu nhân ở sau. Hiển nhiên bọn họ đã diễn tập không biết bao nhiêu lần, một loạt động tác không hề ngập ngừng. Nhanh chóng liền hữu hiệu, bọn họ mới vừa bày xong tư thế, đội thứ sáu đã đến, được chiến hữu đội thứ năm dùng thân thể cùng đồ đằng trụ đồng thời che chở xuống bọn họ ít nhất nhảy lấy đà như trước kia là tuyệt đối an toàn. Mà lúc này, viện quân tổ mẫu vừa mới đến trên tường thành, một khi để bọn hắn nhảy lên, vài vị kiếm thánh hiển nhiên rất khó ngăn cản toàn bộ 100 ngưu đầu nhân xung kích, vạn bất đắc dĩ, tổ mẫu đại nhân lại không cách nào che giấu rồi, khi ngưu đầu nhân còn chưa kịp nhảy lên, nàng không giữ quy tắc bản thân lao xuống tường thành, lao thẳng tới bờ bên kia của hộ thành hà. Thời điểm đội ngưu đầu nhân thứ sáu lấy đà chuẩn bị nhảy, nàng ném ra một quyển trục trân quý mấy chục năm gìn giữ, đại dự ngôn thuật, thời gian tỉnh chỉ. Đây là khi tổ mẫu lúc còn trẻ, phụ thân nàng, giáo hoàng đời trước vì lo lắng nàng luôn đi khắp nơi du ngoạn sẽ gặp phải nguy hiểm, cố ý hao phí gần 3 năm sinh mệnh lực chế luyện quyển trục mạnh nhất dự ngôn hệ, thời gian tỉnh chỉ kéo dài tới 20 giây, hơn nữa phạm vi đạt đến trình độ kinh khủng, bán kính ngàn thước, trừ tổ mẫu là người thi triển quyển trục ra, không có bất kỳ người nào có thể ở trong khoảng thời gian này phát động một chút động tác, cho dù là nháy mắt cũng không được. Cái quyển trục này tổ mẫu phi thường quý trọng, bởi vì đây là đồ mà cha nàng dùng 3 năm tánh mạng đổi lấy. Cho nên nàng quý trọng dị thường, từng thề rằng cho dù bản thân chết trận cũng tuyệt đối không dùng nó. Cho nên, mãi đến hôm nay, tổ mẫu thân kinh trăm ngàn trận chiến lớn nhỏ, ở vô số thời khắc sống chết trước mắt cũng không hề sử dụng nó vẫn làm di vật tư niệm phụ thân và lưu giữ đến hiện tại. Nhưng hiện tại ở thời khắc nguy cấp vạn phần nàng này, nàng rốt cục phải vận dụng. Một khi thành tường bị hủy, vài chục vạn thú nhân cường hãn tràn vào, quân dân trong thiết lô bảo có hơn trăm vạn nhân tộc cũng tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể tránh được trường hạo kiếp này. Vì con trai, cháu, thủ hạ cùng trăm vạn quân dân an nguy, nàng dứt khoát kiên quyết vi phạm lời thề của mình. Chỉ thấy tổ mẫu vung tay đột nhiên xuất hiện một quyển trục màu vàng, sau đó Lặng Yên không một tiếng động hóa thành vô số điểm sáng, rất nhanh liền biến mất. Đình chỉ, bên trong bán kính ngàn thước từ vị trí tổ mẫu, hết thảy toàn bộ yên tĩnh, bất kể là kiếm thánh nhân loại hay là ngưu đầu nhân, toàn bộ đều bất động, vẫn như cũ duy trì các loại tư thế, hoặc là hộ vệ, hoặc là nhảy lấy đà, hoặc là chạy như điên, vân vân. Bọn họ ngừng, tổ mẫu thì không có dừng tay, nàng trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chỉ không tới 10 giây đồng hồ nàng đang ở bên bờ hộ thành hà lướt qua bên kia, dùng bảo kiếm thần khí sắc bén trong tay chặt xuống 200 đầu ngưu đầu nhân. Bởi vì dựa vào thần khí sắc bén, cho nên chém giết như vậy không có hao phí đấu khí, chỉ dùng thêm chút khí lực là được rồi. Sau đó tổ mẫu nhanh chóng tiếp cận đội thứ bảy ngưu đầu nhân, lúc này bọn họ vẫn duy trì tư thế chỉnh tề nhất trí. Thì ra đội hình chỉnh tề vốn để giảm bớt thương vong, lúc này lại thành bùa đòi mạng bọn hắn. Tổ mẫu nhanh chóng vọt đến đội ngưu đầu nhân thứ bảy một mặt, sau đó lấy ra nộ long chi bào hao mà bần đạo gửi lại làm tiền đánh cuộc, một mũi tên bắn ra, sau đó cũng không nhìn lại, trực tiếp trở về trên tường thành. Mới vừa rồi mặc dù chém và tác xạ cũng không tốn đấu khí, nhưng di động cực nhanh vẫn ép khô một tia đấu khí cuối cùng của tổ mẫu. Cuối cùng trong thời gian 20 giây đã hoàn thành mọi sự, cho đến khi nàng ở trên thành tiêu sái phất phất nhẹ mái tóc rối, 20 giây thời gian mới vừa vặn kết thúc trên thành dưới thành mọi người trợn mắt hốc mồm, đội ngưu đầu nhân thứ năm làm hộ vệ bất chợt toàn bộ đầu lâu rơi xuống, thi thể đổ gục đầy đất, đội ngưu đầu nhân thứ sau y theo quán tính khổng lồ nhảy lên không trung, đáng tiếc lực lượng không khá lắm, thời điểm đang nhảy một nửa, đầu lâu cũng chia lìa. Sau đó rơi xuống lòng hộ thành hà, đội ngưu đầu nhân thứ bảy chỉ có chừng 20 người không có chuyện gì xảy ra nhắm tới trước chạy như điên. Còn lại hơn 10 người chỉ chạy được mấy bước liền ngã nhào xuống đất không bò dậy nổi trên đầu bọn họ bị xuyên một lỗ máu, ốc não hỗn hợp máu tươi không ngừng trào ra. Đội ngưu đầu nhân thứ bảy té xuống quá đột ngột, cứ thế đội ngưu đầu nhân thứ tám căn bản không kịp phản ứng, đạp lên thi thể chiến hữu trượt chân té ngã, thân thể khổng lồ cùng tốc độ như ti chấp tạo thành quán tính khổng lồ, khiến cho bọn họ một đường lăn đi mấy chục thước mới dừng lại, cả đám đều bị lăn đến đầu óc choáng váng. Thật lâu không bò dậy nổi, tổ mẫu đại phát thần uy, trực tiếp giải quyết đội 3 4 5 6 7 8, ngăn cản thế công đội ngưu đầu nhân thứ 6, chấn phấn sĩ khí loài người cực lớn, đợi đến khi đội ngưu đầu nhân thứ 9 và đội 12 đi tới, bọn họ đã mất đi dũng khí lẫn dục vọng công kích lần nữa, dù lại đánh lên tường thành hai cái thì có ích lợi gì, thành tường còn dày 10 thước kia mà, làm sao nện hai cái cho nó sập hết đây, ở ngoài phạm vi đại dự ngôn thuật tác dụng, bần đạo và các lãnh đạo thú nhân cùng nhau nhìn một màn đáng sợ tất cả ngưu đầu nhân toàn bộ an tĩnh tùy ý tổ mẫu xâm lược cảnh tượng như vậy thật sự quá rung động quá kinh khủng kinh khủng thay cho pháp thuật dự ngôn hệ làm cho bần đạo cũng phải nhíu mày pháp thuật biến thái như vậy thật sự là ai đối mặt cũng phải nhức đầu mà thời trước vẫn còn không đáng sợ nhưng lấy trạng thái ta hiện tại mà nói chính diện chống lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết hợp với thực lực đáng sợ mà giáo đình lần này thể hiện ra bần đạo buồn bực phát giác dường như con đường ta đi sau này thật đúng là khúc chiết và lâu dài rồi thế nhưng bần đạo ngay sau đó liền thoải mái có khiêu chiến mới có vui thú đúng không có chút khó khăn như vậy còn đặt ở trong mắt tam hại chúng ta sao chỉ bằng giáo hoàng cùng đại dự ngôn thuật còn xa xa không xứng thú nhân tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông cũng bị dọa cho sợ đến kìm lòng không đậu sờ sờ cổ của mình khuôn mặt đầy mồ hôi hắn đây là bình sinh lần thứ nhất cảm thấy sợ mặc dù hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin nhưng đối mặt pháp thuật quỷ dị như vậy cái loại cảm giác hoàn toàn không cách nào chống lại này thật sự để cho trong lòng hắn phát rét từng đợt lúc này đám người phụ thân cũng đi tới trên tường thành vừa lúc thấy dưới thành đội thứ nhất thứ hai ngưu đầu nhân còn đang ra sức dùng đồ đằng trụ phá hư thành tường lúc này ngưu đầu nhân căn bản không biết phía sau đã xảy ra chuyện bọn họ chỉ biết tận lực phá hư thành tường nhiều một chút trong đầu buồn bực khổ sở cũng phải làm Đáng tiếc là chiến tranh tiễn đạp cần phải nhờ tốc độ xông tới khổng lồ mới tạo thành lực phá hoại kinh khủng được, cho nên bọn họ hiện tại đánh không ra, chỉ có thể dựa vào lực lượng tự thân đập từng gậy. Ngay cả như vậy, đồ đằng trụ khổng lồ nặng mấy trăm cân mỗi lần đánh xuống cũng phá được một khối đá to. Phụ thân thấy vậy không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống rồi lăn xả đánh với bọn chúng. Hắn từ trên lao xuống, đột nhiên xuất hiện, thuận thế liền đánh chết một tên theo sát phía sau hắn là thiết giáp thú trực tiếp đáp xuống trên đầu một ngưu đầu nhân bên cạnh, thể trọng chừng 10 tấn, từ bức tường cao 20 mét hạ xuống. Cho dù là cự nhân cao gần 4 mét cũng bị đè dẹp lét, sau đó, một người một thú rồi cùng đám ngưu đầu nhân chiến cùng một chỗ, tạp la sao có thể trơ mắt nhìn phụ thân một mình chiến đấu hăng hái. Lập tức cũng nhảy theo xuống, cùng phụ thân sóng vai đứng, bảo vệ một bên phụ thân, thạch nguyên tiểu Quyển do dự một chút vốn không muốn tìm kích thích loại này nói như thế nào ngưu đầu nhân sau khi cùng hóa lại được gia trì pháp thuật thực lực cũng tầm chiến sĩ hoàng kim cao cấp đội trưởng bên trong tuyệt đối ngang hàng kiếm thánh nhưng tổ mẫu một bên ném ánh mắt sắc bén đi qua tên này bị dọa sợ đến nỗi vội vàng nhảy xuống hiển nhiên nếu không đi giúp tổ mẫu tuyệt đối không ngần ngại cầm hắn làm gương cho quân đội thực thi xử lý bộ mặt phản diện dùng hắn thể hiện quân pháp nghiêm minh đại hán ba vị kiếm thánh cùng làm gương tốt rồi Ba người kia cũng không đợi tổ mẫu lên tiếng, rất tự giác trợ chiến ở dưới đất, trong lúc nhất thời, trong nhân loại sáu cao thủ kiếm thánh cùng hai trăm ngư đầu nhân phía dưới giết nhau thành một bầy. Lúc này mới là thời khắc mấu chốt biểu hiện rõ ràng thực lực bọn họ, trong bọn họ mạnh nhất không thể nghi ngờ là mã hách, lão gia hỏa này hiện tại đổi kiểu, một thanh trọng kiếm hai tay khổng lồ, múa lên một cái tiếng xé gió vù vù, căn bản không đụng đến đồ đằng trụ khổng lồ của ngư đầu nhân, chỉ có nhẹ nhàng lách qua sau đó thuận thế lấn đến trước người ngưu đầu nhân hung hăng chém giết, cho thấy kỹ xảo chiến đấu cao siêu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhưng nói đến lực sát thương, ai cũng không thể so sánh với tạp la, nộ kiếm chuyên chế tạo cho bản thân hắn, hắn dùng kỹ xảo đơn giản nhất. Phát huy ra lực sát thương kinh khủng nhất, bất luận là vật gì, hắn chỉ đơn giản một bổ, mặc dù tuyệt đối không thể nào bổ ra đồ đằng trụ nhưng đấu khí trên thân kiếm có thể dọc theo đồ đằng trụ đánh thẳng vào nội tạng ngưu đầu nhân. Về lực lượng tạp la tuyệt đối không nhất định là đối thủ ngưu đầu nhân, nhưng tu vi đấu khí rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, cho nên hắn giúp khoát dựa vào kỹ xảo này cùng ngưu đầu nhân liều mạng. Rất nhiều ngưu đầu nhân chỉ vì dùng đồ đằng trụ va chạm kiếm tạp la một chút, lập tức ngũ tạng tan vỡ mà chết, cho nên hiệu suất tạp la giết người là cao nhất, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài, đoán chừng thời gian không lâu lắm hắn sẽ hao tổn sạch sẽ đấu khí tiếp theo sẽ phải nói tới phụ thân dựa vào long lân giáp cộng thêm pháp thuật gia trì lực lượng của hắn cũng có thể cùng đầu nhân đánh ngang tay thế nhưng kể từ khi thay đổi thể chất tốc độ khôi phục đấu khí của hắn vô cùng kinh người cho nên hắn thích dùng kiếm khí giải quyết vấn đề hơn cho nên phụ thân chiến đấu đặc biệt đẹp đẽ từng đạo đấu khí hình lưỡi giao lực sát thương khổng lồ bay múa loạn cả lên nơi nơi chém tới cho nên chung quanh hắn không có ngưu đầu nhân dám ở gần người, khiến cho hắn, cái tên khai chiến đầu tiên, thế nhưng hóa thành nhàn nhã rộng rãi nhất, còn có thời gian thi triển pháp thuật cho kiếm thánh khác, hơn nữa tiến hành trợ giúp, đặc biệt là thiết giáp thú, lợi dụng da dày thịt béo khi dễ ngưu đầu nhân. Đồ đằng trụ mấy trăm cân đánh lên cũng chỉ làm nó không thoải mái một chút, khoảng cách tới bị thương còn kém xa lắm. Nhưng nó một ngụm lửa phun ra là có mấy tên ngưu đầu nhân xui xẻo biến thành thịt bò kho tàu không chết cũng trọng thương. Nếu không phải có đồ đằng trụ che chở, 200 ngưu đầu nhân này không đủ cho bản thân thiết giáp thú đốt. Nói đi thì nói lại, đồ đằng trụ của ngưu đầu nhân cũng thật sự lợi hại, ngay cả lực lượng ẩn ẩn như tam muội chân hỏa thiết giáp thú cũng đốt không thấu. Nghe nói loại đồ đằng trụ này là dùng một loại cây hy hữu trong ma thú xâm lâm dựng dục ra rồi chế luyện mà thành, loại cây này cứng rắn vô cùng, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, phải hơn vạn năm mới cao hơn một tấc chỉ có mật pháp ngưu đầu nhân mới có thể chặt cây chế luyện những thú tộc khác hoàn toàn không có cách đối phó nó thật sự là một loại cây rất thần kỳ kha kha bần đạo có thời gian nhất định phải chuẩn bị thu vài cây vào tay xem thử có thể dùng luyện chế pháp bảo được hay không đây trong sáu người này duy nhất tiêu sái thoải mái thì là phong chi kiếm thánh lý tạp đa tốc độ hắn tuyệt đối không phải là biến thái bình thường ngưu đầu nhân vung đồ đằng trụ vừa thả xuống căn bản không có biện pháp đánh trụng hắn cái tên mà thân hình như gió cuốn, trừ phi là chiến tranh tiễn đạp. Thế nhưng, chiêu số này là công kích đặc biệt, một khi sử đi ra, xui xẻo nhiều nhất lại là bản thân ngưu đầu nhân, hơn nữa chưa chắc đụng tới người ta, cho nên bọn họ chỉ có thể phí công giống như đuổi rùi, xua xua đuổi lý tạp đa đi, hiệu quả tự nhiên kém đến vô cùng. Không chỉ không đuổi được lý tạp đa đi, còn bị hắn nhân cơ hội giết vài tên ngưu đầu nhân, toàn bộ mục kích chính xác ngay mắt, sau đó phá hư đại não mà chết hắn tuyển địa phương mà ngưu đầu nhân nghiêm mật nhất, không phải để đùa bẩn chơi, thật sự cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, tánh mạng lực đám đầu bò này tuyệt đối quá ương ngạnh rồi, phòng ngự cũng cao, trái tim bị đâm thủng còn chưa chịu chết, chỉ có đại não là một kích trí mạng, nhưng xương đầu của bọn hắn cứng muốn chết, chỉ có thể từ địa phương yếu nhất là hai mắt mà hạ thủ. Về phần chuẩn kiếm thánh hoắc phúc đế quốc phi yến trảm, thiên tà tuyệt, là một vị tráng hán nhìn tuổi gần trung niên, thật ra thì hắn cũng đã 80 tuổi, người này thân cao không tới hai thước, vóc người cân xứng, nhìn không ra cường hãng bao nhiêu, lớn lên cũng rất bình thường, duy độc một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thật sự rất sống động, làm cho người ta vừa thấy liền khó quên. Hắn là bên trong đám kiếm thánh, người duy nhất hai tay sử song kiếm, thân hình của hắn thật là nhanh, còn hai cây kiếm kia, phải nói là quá quá nhanh, quả thực không thấy được bóng dáng. Nhanh đến nỗi hơn cả sấm chớp tựa như vô thanh vô tức. Khi ngưu đầu nhân chung quanh hắn cơ hồ không biết mình tại sao, hoàn toàn dưới tình huống bất tri bất giác đã bị hắn xuyên qua cổ họng. Mặc dù không đến nỗi lập tức chết ngay, nhưng thương thế nặng như vậy, cho dù là ngưu đầu nhân cũng phải mất đi lực chiến đấu, chỉ có thể phí công nằm trên mặt đất nghe răng dữ tợn, máu tươi không ngừng rót vào phổi bọn hắn, sớm muộn gì cũng chết. Cuối cùng một vị ám chi kiếm thánh thạch nguyên tiểu quyển chính là âm hiểm nhất, sở trường hắn là tìm hành ẩn thân, hoàn toàn bộ dạng ám sát giả luôn luôn xuất kỳ bất ý hiện ra sau lưng người khác một kiếm đánh lén sau đó bất luận chiến quả như thế nào cũng quay đầu bỏ chạy rất nhanh liền biến mất trong đám người hỗn chiến ông trời ạ à, hắn thật đúng đồ cực âm hiểm so với bần đạo còn âm hơn đánh người mà không cho người ta cơ hội hoàn thủ báo thù thế nhưng mặc dù hắn đã tận lực che giấu nhưng bần đạo vẫn phát giác võ học của hắn so sánh với người uy quốc rất tương tự thậm chí tên chiêu thức cũng xấp xỉ đây chẳng lẽ là trùng hợp sao phát hiện này khiến cho bần đạo cảnh giác ngưu đầu nhân thực lực tuy mạnh nhưng trận đánh bất đắc dĩ nên không quá khả quan không có chỗ để đánh hoặc là đánh không tới người thì có ích lợi gì chứ chống lại sáu lão già lọc lõi như vậy bọn họ trong lúc nhất thời thế hoàn toàn rơi xuống hạ phong cho nên ngưu đầu nhân ở hộ thành hà còn chưa chết tất cả đều vội vàng bơi vào bờ tham chiến đám ngưu đầu nhân còn chưa qua sông nhìn thấy tình huống này cũng lao đến cùng lúc đó thú nhân đại quân sau khi ngưu đầu nhân khởi xướng xung phong toàn diện để lên chuẩn bị cùng nhân loại huyết chiến tổ mẫu nhìn thấy tình huống này phải lần nữa nhíu mày sáu kiếm thánh đối phó hai trăm ngưu đầu nhân đã là cực hạn rồi thậm chí còn không nhất định thắng thêm đại quân phía sau nữa tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ thành tường mới vừa rồi bị nện xuống một phần đất đá bên dưới đã chồng chất nổi lên một sườn dốc nhỏ thú nhân tùy tiện chất lên phía trên một ít thi thể là có thể đi lên Tiếp xúc với việc vừa muốn cứu người vừa phải giải quyết phiền toái nơi thành tường, cũng chỉ có đại ma đạo sư mới được, mà người thích hợp cũng chỉ có một, đi mời mễ Tác Lạp quân đoàn trưởng tới, giết chết quân đội thú nhân đến tiếp viện này, đồng thời dọn dẹp đá vụn chồng chất dưới thành đi. Tổ mẫu vạn bất đắc dĩ hạ lệnh, nàng vốn không có ý định dùng mễ Tác Lạp, cũng không phải sợ hắn không nghe lời, mà muốn cho hắn biết, không có hắn, tổ mẫu cũng có thể làm tốt, thuần túy chỉ là tổ mẫu sĩ diện mà thôi. Nhưng chuyện đến một bước này, nàng vẫn lý trí vứt sự tức giận qua một bên, ngay cả quyển trục yêu như tính mạng giấu nhiều năm cũng đã phá lệ dùng rồi, nàng còn vì chút mặt mũi làm ảnh hưởng sao? Hết thảy vì thắng lợi. Vào lúc này, tổ mẫu cùng phụ thân đứng ở phía trước anh dũng giết địch, bần đạo thật sự không dám ở phía sau đứng nhìn, cho nên cũng đi tới trên đầu thành, còn hai cô bé thất công chúa và U Dương Nhược Lang Thế mà cũng có dũng khí và can đảm đi theo phía sau ta, thất công chúa kinh nghiệm chiến trận đầy mình, có cử động này phát động thì thôi, U Dương Nhược Lan cũng dám như thế, thật sự không thể không khiến ta bội phục. Xem ra cô nàng này quyết không phải hạng người phàm tục, mặc dù không có được liệt vào hàng ngũ tứ kiệt, tuyệt đối so với hai tên đế quốc hoàng tử kia mạnh hơn nhiều lắm. Ít nhất ở thời khắc này, hai nam nhân kia cũng chưa có gan dạ vác thân ra trận, thanh thiên. Cứ bọn họ lên. Tổ mẫu mới vừa lên tới nói với ta, trong lời nói, làm như đây là chuyện tình khó khăn mà chỉ có mình ta đủ năng lực đi làm chuyện thiên kinh địa nghĩa như thế làm cho ta lộ ra một cổ tự tin cường đại a à, khắc lý vậy thì ngươi đến đây đi bần đạo chỉ đành buồn bực biểu môi trực tiếp làm theo được tổ mẫu tín nhiệm tóm lại là chuyện tốt hơn nữa mới vừa rồi nàng đã hy sinh rất lớn ít nhất cái quyển trục kia tuyệt đối là vô giới chí bảo so với đồ ta lừa gạt giáo hoàng còn hoàn hảo hơn bần đạo cũng không định ở thời khắc này trêu chọc nàng Nói như thế nào đều là người một nhà cả. Sau đó, thất công chúa và U Dương Nhược Lan nghe Bần Đạo nói chuyện với tổ mẫu, cả đám đều tỏ vẻ cực độ khiếp sợ đối với lòng tin cường đại biểu hiện giữa hai chúng ta. Các nàng nhìn thoáng qua nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy thần sắc kinh ngạc. Cứu người ra ngoài. Chỗ này có vài trăm ngưu đầu nhân cuốn lấy bọn hắn đang kịch chiến đó. Nói cứu liền cứu ra sao? Xong, chuyện sau đó xảy ra, liền làm cho các nàng càng thêm hoảng sợ các nàng ai cũng không nghĩ tới, thân ta một tấc cũng không rời, chỉ có hắc bào pháp sư dĩ nhiên lại cường hãn như thế. Khắc lý, tên này luôn luôn được che giấu thực lực, hôm nay cuối cùng cần phải hiển lộ một góc băng sơn của hắn rồi, lúc trước biểu hiện chỉ như hạt gạo so với mặt trăng thôi. Trước kia mọi người chỉ biết hắn qua một cuộc quyết đấu đánh bại thổ chi kiếm thánh mã hắc. Nhưng khi đó khói đen tràn ngập ai cũng không nhìn thấy rõ ràng, sau lại ở cuộc chiến tạp đặc, hắn hai lần xuất thủ, nhưng cũng bởi các loại nguyên nhân, không có trực tiếp tiết lộ thực lực ra ngoài. Lần đầu tiên là hắn tự mình đấu phùng tu tư hắc ám ma đạo đoàn, nhưng những người đó vừa tiếp xúc xuống liền chết, dù là ai cũng không cách nào tiết lộ cái gì. Sau này ở thời điểm triệu hoáng địa ngục hỏa ai cũng không thấy hắn xuất thủ, cho nên có phải hắn hay không, người khác cũng không dám khẳng định. Người thanh long quân đoàn mặc dù thấy, nhưng cấm khẩu lệnh khiến cho tất cả quan chỉ huy đều miễn cưỡng nói cho qua chuyện. Cho nên khắc lý đối với các quốc gia mà nói đến bây giờ chỉ là sơ đoán, cũng không ai biết hắn thực lực chân thật. Thế nhưng, qua hôm nay, sợ là không cách nào ẩn tàng nữa rồi. Khắc lý khi một thân đen thui ngay cả đầu cũng được hắc bào bao phủ, lộ ra vẻ thần bí khó lường, khi nhận được mệnh lệnh của ta. Hắn lập tức tiến lên một bước, ló ra một bàn tay bên dưới áo bào, nhẹ nhàng ngâm tụng mấy câu, sau đó, một ma trượng đen nhánh đột nhiên từ trong áo choàng vương ra dơ ra đầu rồng giữ tận tản mát ra năng lượng màu đen nồng nặc, đồng thời, khắc lý gào to một tiếng, đại khôi lỗi thuật, chỉ thấy trên đầu trượng quan mang màu đen chợt lóe rồi biến mất. Tiếp theo ma trượng cũng biến mất luôn, 600 ngưu đầu nhân dưới thành tường đang nhìn lên, vốn đang vây công tập thể 6 người kia, bỗng gầm lên giận dữ quay đầu mãnh liệt giết tới thú nhân đại quân. Mấy người phụ thân thu tay không kịp còn giết tiếp mấy tên, nhưng đám ngưu đầu nhân này không chút để ý, cứ như không thấy mấy người bọn họ tồn tại, cứ như vậy đi ngang qua. Mà khi đánh với quân đội thú nhân, bọn họ bộc phát ra chiến lực cường đại trước nay chưa từng có. Căn bản bất kể là phản ứng hay là tốc độ, tất cả liều mạng dứt khoát đập tới, mấy trăm cây đồ đằng trụ khổng lồ cùng lúc vung lên, quân đội bán thú nhân tiên phong lập tức ngã xuống một mảng lớn. Những tên bán thú nhân này bị đánh cho đánh ngu muội, thế nhưng, bọn họ nhưng ngay sau đó vì đồng bào bị giết liền nổi giận, bắt đầu tức giận vây công lại ngưu đầu nhân đừng xem ngưu đầu nhân chống lại sáu kiếm thánh tương đối phiền toái nhưng một khi chân chính trên chiến trường quần chiến quả thực không phải từ kinh khủng bình thường có thể hình dung mấy trăm cây đồ đằng trụ trên dưới tung bay nện đến bán thú nhân kêu cha gọi mẹ chật vật không chịu nổi đồ đằng trụ nặng mấy trăm cân lại phối hợp thêm ngưu đầu nhân sau khi cùng hóa lực lượng biến thái quy lực phát huy ra tới tuyệt đối mạnh mẽ quả nhiên đụng chút là chết chạm cái tan da nát thịt bị cột trụ mang theo kình khí khổng lồ tươi sống đánh chết. Đồ đằng trụ vốn dài năm thước, phối hợp cánh tay ngưu đầu nhân cực lớn, cả hai gộp lại đánh lên, bán thú nhân căn bản không tiếp cận được. Chỉ có thể liều mạng dùng chiến thuật biển người áp tới, chiến sĩ ngưu đầu nhân một đòn chiến tranh tiễn đạp sử ra, bên trong bán kính 10 thước trực tiếp trống rỗng, tất cả bán thú nhân trong phạm vi toàn bộ bị chấn bay ra ngoài, trên căn bản rơi xuống đất liền thành thi thể. Như vậy, chỉ có mấy trăm ngưu đầu nhân dĩ nhiên ngăn cản được đại quân thú nhân mấy vạn người, mặc dù cự ma không ngừng viễn trình tập kích, bọn họ đại khái không chống đỡ được quá lâu, nhưng chỉ cần đấu khí hộ thân bọn họ còn không hao hết, vậy thì tuyệt đối sẽ không bị tiêu thương cự ma đâm vào. Thừa dịp cơ hội quý giá này, mấy người phụ thân được binh lính dùng dây lôi lên, thiết giáp thú trực tiếp leo lên tường thành, chạy trốn gọn gàng, toát mồ hôi, con này tại sao giống thằng lằn vậy chứ hả? Bọn họ đi lên an ổn cùng đứng ở đầu tường quan sát trận nội bộ thú nhân tộc sống mái với nhau khó gặp này tất cả đều bị ngưu đầu nhân lực lượng cường hãn làm chấn kinh mới vừa rồi bọn họ cùng ngưu đầu nhân cận thân chiến đấu còn không có cơ hội thấy thực lực người ta hiện tại cuối cùng nhìn được rõ ràng đồ đằng trụ khổng lồ hạn chế ngưu đầu phát huy lâu dài bọn họ am hiểu nhất là chiến đấu trên phạm vi rộng hiện tại là như thế mặc dù bán thú nhân chiếm cứ ưu thế số lượng tuyệt đối còn có cự ma bên ngoài trợ giúp nhưng không thể nào làm gì được bọn người kia. Dĩ nhiên, còn có một gã so với Ngưu Đầu Nhân làm cho bọn họ khiếp sợ hơn, đó chính là khắc lý, đại khôi lỗi thuật, vong linh pháp thuật cực kỳ cao cấp, một pháp thuật cấp 10, có thể khống chế địch nhân trợ giúp bản thân chiến đấu. Pháp thuật này vô cùng ác độc, cũng cực kỳ lợi hại, nhưng điều kiện tu luyện cũng vô cùng hà khắc, không chỉ yêu cầu ma lực khổng lồ, còn phải lực lượng tinh thần phi thường cường hãn làm hậu thuẫn mới được nếu không căn bản không cách nào phát huy uy lực có thể nói uy lực của pháp thuật này chủ yếu là dựa vào tinh thần lực mạnh yếu tinh thần lực ngươi mạnh bao nhiêu liền trực tiếp quyết định ngươi có thể khống chế tổng số lượng bấy nhiêu ngưu đầu nhân sau khi cùng hóa mặc dù tinh thần lực có giảm xuống nhưng bọn họ dù sao cũng là cao thủ tu tập đấu khí tinh thần lực so với thường nhân cao hơn nhiều lần so với pháp sư cấp thấp cũng không kém thế nhưng thoáng cái bị khống chế mấy trăm người quả thực không thể tin nổi không muốn kinh hãi cũng không được mà. Vừa lúc đó, phong hệ đại ma đạo sư mễ tác lạp cũng không dám chậm trễ, mang theo các đệ tử của hắn bắt tay vào chuẩn bị pháp thuật rồi, hắn lần này tự mình dẫn pháp sư đoàn 500 người, tất cả đều là phong hệ, không có biện pháp, ai kêu những tên này đều là đệ tử của hắn, bọn họ hàng năm cùng nhau tu tập pháp thuật, nhiều năm phối hợp, cho nên bọn họ vô cùng ăn ý với nhau. 5 phút đồng hồ, mấy trăm ngưu đầu nhân bị mấy vạn thú nhân chiến sĩ trên dưới vây công ước chừng chống đỡ được 5 phút mới chết trận. Mặc dù chỉ là 5 phút, nhưng bọn hắn bày ra chiến quả tuyệt đối có thể xưng là cổ máy giết chóc. Bán thú nhân thương vong vượt qua vạn người, nói cách khác mỗi ngưu đầu nhân giết ít nhất 20 bán thú nhân, thật sự quá kinh khủng, giết sạch ngưu đầu nhân rồi. Mấy vạn đại quân lại nhắm đầu tường đánh tới, mấy vạn thủ vệ quân nhân tộc trên thành đã bày trận địa sẵn sàng nên đón quân địch, không có đầu tường che chở bọn họ dơ lên từng tấm trắng khổng lồ để ngăn cản cự ma tiêu thương. Đột nhiên, hết thảy việc này hóa ra không cần thiết, có 500 vị Pháp sư phối hợp ăn ý trợ giúp, hơn nữa phong hệ đại ma đạo sư Mễ Tác Lạp là Pháp sư lớn tuổi nhất. Thực lực cũng là mạnh nhất, cho nên hắn chỉ dùng 5 phút đã chuẩn bị xong một phong hệ pháp thuật cấp 11 hắn sở trường nhất, lão già này tay cầm một chui ma trượng ngắn. Trên đầu trượng gắn một khối phong hệ bảo thạch khổng lồ màu xanh nhạt, thả ra vạn đạo quan huy chói mắt, ánh sáng lóe lên, vô số phong nguyên tố nhanh chóng dao động. Làm y bào mọi người kịch liệt trương phình to ra, nộ long cuồng quyển. Theo mễ tắc lạp gầm lên một tiếng, pháp thuật này rốt cục phóng ra. Thật sự lão gia hỏa này vào giờ khắc này đã có chút phong phạm đại ma đạo sư, chỉ thấy, bộ vị ở giữa thú nhân đại quân, từng đạo cùng phong đang dần dần theo một phương hướng nhất định xoay tròn bốc lên, càng ngày càng nhiều phong nguyên tố gia nhập, rất nhanh liền vặn thành một luồng lốc xoáy khổng lồ, đối mặt với tai nạn đột nhiên xuất hiện. Thú nhân đại quân căn bản không phản ứng kịp đã bị nhanh chóng bị cuốn vào. Đạo lốc xoáy này ở trên không thì không biết cao bao nhiêu, tuy nhiên nó có đường kính khoảng gần 600 thước. Thú nhân bị cuốn vào trực tiếp đã bị lực lượng khổng lồ xé rách thành từng khối, sau đó bay cao cao lên rồi văng ra ngoài. Mà xa xa còn chưa có kết thúc, cơn ác mộng của quân đội thú nhân chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi, dưới sự khống chế của mễ tác lạp, lùng lốc xoáy di động chung quanh chuyên chọn địa phương thú nhân dày đặc nhất mà đi chỉ cần bị nó nhíp tới gần những thú nhân kia liền bị hấp lực khổng lồ trực tiếp hút vào sau đó nhả ra từng cục thịt vụn ai nhìn thấy một màn khủng bố như vậy còn có thể không sợ sao thú nhân cũng là người trước mặt hiện tượng cường đại đáng sợ đến không cách nào kháng cự như vậy bọn họ cũng bị dọa sợ đến hồn phi phách tán vội vàng chạy trối chết nhưng mấy vạn đại quân chi chít ở chung một chỗ làm sao dễ dàng sơ tán được cho nên mặc dù thú nhân đem hết toàn lực sơ tán nhưng vẫn có rất nhiều thú nhân chịu vận rủi. Bởi vì, lần thi triển pháp thuật này nhân số pháp sư đạt hơn 500 người, hơn nữa bản thân mễ tác lạp cũng là đại ma đạo sư mạnh nhất, cho nên cơn lốc xoáy khổng lồ này kéo dài quá 5 canh giờ. Không chỉ cưỡng chế di dời toàn bộ thú nhân đại quân phía trước thiết lô bảo, còn thuận thế lợi dụng hấp lực khổng lồ dọn dẹp sạch sẽ đá vụn ở dưới thành. Thế nhưng không được hoàn mỹ chính là, nước sông che trở thành một chút cũng không còn sót toàn bộ bị hút đi sạch sẽ. Cái này cũng không quan hệ nhiều lắm, dù sao hộ thành hà sâu có hai thước, có là quân đội cự ma trong thú nhân thấp bé nhất cũng không thể chết chìm, trừ phi hành động bị trì trệ thì may ra, căn bản cũng không có chỗ dùng. Thú tộc cao tầng đứng ở nơi xa xem cuộc chiến cũng bị uy lực pháp thuật của nhân loại này làm cho kinh hãi. qua nửa ngày trời, tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông mới mờ mịt nói, ước chừng có hơn hai vạn người tử trận, thú thần ở trên cao, đám nhân loại đáng chết này từ đâu mà có được nhiều pháp thuật lợi hại như vậy. Lần này tổn thất thật sự quá khổng lồ, gấp đến độ hắn cũng muốn khóc, tam điện hạ không cần kỳ quái, pháp thuật này như cũ là trên một pháp thuật phong hệ cấp 11, thế nhưng lựa chọn thời cơ phát huy tốt hơn mà thôi. Lão ngưu đầu nhân tiên tri la phúc đức thản nhiên nói, nhưng trận đầu chúng ta mới chết một ngàn. Mà lần này là hai vạn đó. Tam hoàng tử liệt diễn bỉ mông gấp gáp nói, Tam Điện Hạ, quy lực pháp thuật không phải thông qua giết chết bao nhiêu người mà quyết định. Na Gia Tiên Tri Lực đề sa giải thích, nếu pháp thuật thủy hệ ở địa hình khe sâu thi triển, đại khái dìm chết năm vạn đại quân không sống nổi một 000 người, nhưng ở nơi trên địa hình này, cũng chỉ có thể giết chết một 000 mà phong hệ pháp thuật mặc dù lợi hại. Nếu đổi lại ở trong rừng rậm, cũng sẽ không có uy lực như vậy. Hơn nữa lần này người của chúng ta thật sự khá dày đặc, nếu có thể phân tán như nhân ưng, sẽ chết không bao nhiêu. Lần trước nhiều pháp thuật cấp 11 như vậy, cũng mới chết hơn 7.000 nhân ưng đó sao? A, à, ta hiểu. Tam Hoàng Tử Liệt Diễm gật đầu nói, như vậy, hiện tại loài người đã vận dụng điện, đất, nước, gió, đại ma đạo sư bốn hệ, chỉ có còn có hai người chưa có sử dụng, hai vị tiên tri đã có thể xúc động hay không? Dĩ nhiên, nếu hai đại ma đạo sư cũng xử không được, chúng ta chẳng phải là quá mất mặt thú nhân chúng ta sao? Na gia tiên tri lực đề sa ngạo nghễ nói, không sai. Lão ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức cũng tràn đầy tự tin, gật đầu cười nói, đúng lúc cho nhân loại lãnh giáo một chút lợi hại thú thần tiên tri chúng ta, khiến cho bọn họ triệt để hiểu rằng trên cõi đời này không phải chỉ có đại ma đạo sư mới có thể lấy một địch vạn. Phong hệ đại ma đạo sư mễ tác lạp thi triển pháp thuật kết thúc xong, nhìn thú nhân đại quân chật vật chạy trốn, trong trận doanh nhân loại bột phát ra tiếng hoang hô ngất trời, ở trong mắt bọn họ, loài người rốt cục lại một lần nữa triệt để đánh bại thú nhân. Xong, chỉ có người chân chính hiểu chuyện tình mới biết được. Phong bạo do thú nhân mang đến, hiện tại chỉ mới bắt đầu, mời thổ hệ đại ma đạo sư ti khắc đặt các hạ tập hợp tất cả pháp sư giáo đình còn thừa chuẩn bị ma pháp phòng hộ kết giới. Tổ mẫu cao mày ra lệnh, tốt. U Dương Nhược Lan lập tức phân phó đi xuống, không có đình trệ chút nào, các ngươi cũng đi xuống, nơi này lập tức biến thành chiến trường rồi, không thích hợp các ngươi. Tổ mẫu nói với U Dương Nhược Lan và thất công chúa, "Ta muốn đứng ở đây." U Dương Nhược Lan cự tuyệt, "Có nhiều cao thủ như thế hộ vệ, hơn nữa còn có ngài là cao thủ kiếm thần, ta còn có gì phải sợ chứ?" Rồi lại nói, "Ta dù sao cuối cùng cũng là người chết, có thể chết trên chiến trường cũng là vinh quang của ta." "Ừ, được rồi." Tổ mẫu thấy nàng tỏ thái độ kiên quyết. Hơn nữa nói cũng rất đáng thương, nhất thời mềm lòng đáp ứng nàng nói một hồi ngươi chỉ cần theo sát tiểu ngũ nhà ta là tốt rồi hắn sẽ che chở được ngươi tiểu ngũ ngươi chiếu cố cho nàng tổ mẫu còn cố ý dặn dò ta một câu vâng biết rồi bần đạo buồn bực đáp ứng chán thật đây là đánh giặc mà ngài cho là ta tới ngắm cảnh sao thử nghĩ một chút lập tức sắp phát sinh đại chiến mấy ngàn năm nay khó gặp có cơ hội tự mình đi quan sát có chết cũng đáng nha tự nhiên bị đeo theo một cục đá nặng người như thế chứ, vậy còn ngươi? Nhìn thấy thất công chúa cũng không có ý tứ động đậy, tổ mẫu tò mò hỏi, ở ngoã nạp, mỗi khi quyết chiến, soái kỳ thất công chúa vĩnh viễn ở đầu tiền tuyến, đây là quy của ta định cho mình, thất công chúa ngạo nghễ nói, thời điểm soái kỳ ta dâng lên, chính là lúc nam nhi ngoã nạp nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ sẽ trở thành thiết quân vĩnh viễn bất bại, tốt, không hổ là nữ vũ thần. Tổ mẫu cười nói, ta trước kia cũng rất thưởng thức ngươi, hiện tại càng thêm yêu thích rồi, có thể làm đến nước này, cũng không trách quân đội của ngươi bách chiến bách thắng, ba người các ngươi cùng đi theo ta ra cửa thành chỉ huy xem cuộc chiến, buồn bực, dường như tổ mẫu căn bản không có ý tứ hỏi bần đạo. Thật ra thì ta càng muốn trốn được thì tốt, miễn nhìn cảnh người khác giết chóc a a a, ai, ai bảo ta biểu hiện vô cùng chói mắt, tổ mẫu quyết tâm muốn ép ta xuất ra năng lực đến tận cùng mà, bất đắc dĩ bần đạo chỉ biết đi theo tổ mẫu tới cửa thành đồng thời đi theo còn có mấy vị kiếm thánh còn có mân nhi thậm chí hương hương cũng tới tham gia náo nhiệt đại khái là được mấy nữ hài tử kích thích hai tên hoàng tử cũng kiên trì đến đây nơi này tuyệt đối coi như là giáp tranh tiền tuyến nơi chiến trường rồi từ nơi này nhảy xuống cái là ra ngoài thành bởi vì cửa thành ở dưới cho nên thành lâu xây dựng cực kỳ chắc chắn ngưu đầu nhân cũng tự động bỏ qua nơi này chỉ tìm hai bên thành tường tập kích nguyên nhân ngay cả cửa thành cũng không tập kích rất đơn giản ngoài cửa thành có cầu treo che chở chiến tranh tiễn đạp đối với thành trì mới có thể phát huy tác dụng đối với cầu treo hay cửa thành mặc dù có thể đục ra một cái hố nhưng muốn phá hư thì không có khả năng cho nên nơi này ngược lại không chút hư hao thất công chúa tự mình đứng trên cổng thành trước mặt là toàn thể binh lính cầm soái kỳ của nàng một con dục hỏa phượng hoàng chậm rãi bay lên mặt cờ xí này đại biểu cho vô số vinh dự thắng lợi cùng kiêu ngạo theo nó từ từ bay lên, trên mặt quân nhân ngoả nạp lập tức dâng lên huyết khí, nhiệt huyết mong đợi chiến đấu lần nữa bộc phát, mỗi người đều chú ý cầm binh khí của mình trên tay, gân xanh trên cổ cũng gia tốc lưu động, máu huyết cuồng chuyển, cơ hồ trong nháy mắt bọn họ triệt để biến thành ma thú thị huyết rồi. Đồng thời khi soái kỳ thất công chúa vất lên, mặt đất cũng bắt đầu khẽ rung, phái xa xa chậm rãi đi tới ba đầu quái vật lớn, thú nhân trải qua vài ngày thử dò xét rốt cục xuất động cường binh duy nhất của bọn họ, ma thú đứng hàng cấp 9, tồn tại kinh khủng, lôi đình cự thú. Trải qua mấy ngày kịch chiến nữa, thú nhân quân đội chủ yếu là bán thú nhân và cự ma tiêu thương vừa hết, đã có hơn 10 vạn người thối lui ra khỏi danh sách chiến đấu, nhưng vẫn như cũ, nguyên khí bọn hắn không có tổn thất quá lớn, còn đến gần 40 vạn đại quân trong tay, cho nên, khi ba đầu lôi đình cự thú từ phía sau đi tới, ước chừng còn có 10 vạn quân thú nhân đầy đủ sức lực đi theo. Thế nhưng, quân đội chủ lực ngưu đầu nhân và Na Gia lúc này còn không có xuất hiện, xem ra thú nhân định vào thời điểm tổng tiến công mới sử dụng, dù vậy, có ba đầu lôi đình cự thú ra sân. Đội hình lần thú nhân tiến công này vẫn rất cường đại như cũ. Ba đầu lôi thú tiến vào xã trình thích hợp 2.500 thước, pháp sư của liên quân loài người còn chưa hao hết ma lực còn thừa lại, cộng thêm các quốc gia trợ giúp không sai biệt lắm thì có 3.000 người, lập tức được thổ hệ đại ma đạo sư ti khắc đặt chỉ huy, thi triển thổ hệ ma pháp hộ bích, bao phủ hoàn toàn ở trước mặt thành tường. Thổ hệ pháp thuật thích hợp nhất dùng để phòng hộ, cho nên lúc này yêu cầu đại ma đạo sư ti khắc đặt các hạ vận dụng thổ hệ là lựa chọn rất sáng suốt. Bức tường màu vàng nhạt mới vừa thành hình không bao lâu, lôi hệ pháp thuật kinh khủng từ lôi thú kia vượt qua viễn trình cực xa phô thiên cái địa đập phá tới nơi, từng đạo ti chớp to bằng cánh tay trống rỗng hiện ra rồi đập xuống tường thành, sau đó hung hăng nổ tung trên bức tường ma pháp, khiến cho mọi người cực kỳ rung động, tần suất công kích cực nhanh, quả thực làm người ta giận sôi gan, căn bản không thấy lôi thú có động tác làm phép gì, chỉ có sừng nhọn khổng lồ trên đầu bọn chúng không ngừng lóe ra sợi sợi lam mang, mỗi đạo lam mang hiện lên, liền có mấy chục tia chớp nện xuống. Chi đều ước chừng mỗi giây cũng phải có 30 đạo tia chớp uy lực tương đương với pháp thuật cấp 7 rơi vào trên bức tường, có là điện hệ đại ma đạo sư tha khắc đàn, phóng ra tia chớp uy lực như vậy, tối đa cũng chỉ mỗi giây ba phát mà thôi, đó đã là cực hạn của hắn rồi. Hơn nữa xạ trình so với lôi thú thì không bằng một nửa người ta, nói cách khác mỗi đầu lôi thú so với 10 tha khắc đàn còn lợi hại hơn. Thế nhưng, thật ra thì đây cũng rất là bình thường, tha khắc đàn là nhân loại, năng lượng tồn trữ trong cơ thể bị thân thể hạn chế, còn lôi thú thì có thân thể cao lớn và sừng nhọn khổng lồ, có thể giúp cho bọn chúng cơ hồ tồn trữ năng lượng khổng lồ đến vô hạn, dĩ nhiên phải lợi hại rồi dù sao cũng là ma thú cấp chính, dù là pháp thần cũng không dám nói tất thắng, trừ phi thuộc tính tương khắc mới có thể thắng, nếu đồng chút tính mà nói, trên căn bản thì không có chút cơ may nào cả, nhân loại thua chắc, cho dù dưới tình huống đang thi triển ma pháp cường độ lớn như vậy, lôi thú vẫn không đình chỉ tiến tới, bọn họ từng bước đến gần, vi lực pháp thuật cùng tần số cũng gia tăng không ít, cho đến khi bọn chúng cách thiết lô bảo thành trì chừng ngàn thước mới dừng lại sau đó lại là một vòng pháp thuật điên cùng anh tạc mới. Lúc này ti chớp đã to bằng bắp đùi người lớn rồi, hơn nửa tần số gia tăng đến mỗi giây hơn 40 cái. Khoảng cách này cho dù là xe bắn đá cùng trọng nổ cũng bắn không tới, chúng nó mặc dù đối với lôi thú không có uy hiếp, nhưng đối với nhà tiên tri trên lưng lôi thú lại rất có lực uy hiếp. Thật ra thì, nộ lông chi bào hao trên tay tổ mẫu có thể đánh ra ngoài ngàn mét, nhưng tổ mẫu không phải là cung tiễn thủ, cũng không có thần thức cường đại như bần đạo ngoài ngàn mét, nàng ngay cả con rồng cũng không nhất định bắn trúng, chớ nói chi là người, cho nên nàng rất sáng suốt không có bắn nó ra, bị ti chớp điên cùng oanh kích, thổ hệ hộ bích của liên quân nhân loại mặc dù bị đánh cho từng đợt tán loạn sáng ngời, nhưng vẫn ngoan cường chống cự. Dù sao thổ hệ đại ma đạo sư ti khắc đặc hiện tại mang theo gần 3.000 pháp sư chống cự kia mà, ở đây pháp sư cấp bậc thấp nhất cũng là cao cấp pháp sư, ma đạo sư lại có mấy trăm người, ma lực bọn họ tăng lên ngay cả cấm chú cấp 12 cũng có thể thi triển, ngăn cản hai con lôi thú công kích pháp thuật cấp 7 vẫn đủ đảm nhiệm bình yên. Thế nhưng, bởi vì thanh thế ti chấp thật sự quá dọa người rồi, mọi người trên lầu trong cửa thành ai nấy sắc mặt ngưng trọng, tổ mẫu thần sắc lo lắng đầy mặt, nhìn kia hai con thú diễu võ dương oai, trong lòng lần đầu tiên có sát ý trầm trọng như vậy, lại sinh ra lo lắng khó có thể thực hiện. Nàng vốn phải dựa vào ba nghìn ma pháp sư này, đã hao tổn chết một người, bây giờ tới hai, không đúng. Chuyện kia rõ ràng là của tiểu ngũ mà ta. Tại sao ta phải gánh trách nhiệm cho hắn, tiểu tử này bản thân có đại địa chi hùng không dùng, ở chỗ này đứng xem náo nhiệt. Tổ mẫu bỗng nhiên nhớ tới, tiểu ngũ, ta nhớ lúc ấy ngươi có nói, ngươi sẽ chặn giết một con lôi thú nhỉ. Ngươi tính lúc nào động thủ? Tổ mẫu xoay đầu lại hỏi, chờ bọn hắn mệt mỏi, ta liền động thủ. Bần đạo cười ha hả nói rõ ràng là của ngươi, tại sao phải là ta giúp ngươi hao tổn ma lực của bọn nó chứ? Tổ mẫu bất mãn nói, đúng đấy, đánh cuộc đã nói là không thể nhờ người ngoài. Tam hoàng tử cũng bất mãn nói. Ở trong nhìn làng ti chớp chiếu sáng loà, hắn đã sợ đến khuôn mặt đầy mồ hôi, ta lúc nào nhờ người hỗ trợ. Bần đạo xem thường nói, nếu không như vậy, mời tổng tư lệnh đại nhân giải phóng bức tường kia đi, ta hiện tại đi ra diệt bọn nó, hừ tổ mẫu đối với ta thì không có biện pháp dở khóc dở cười hừ một tiếng trực tiếp không để ý tới ta lúc này rút bức tường đi trên tường thành liên quân nhân loại còn không phải toàn bộ xong xuôi à các hạ như vậy có phải hay không có hiềm nghi gian dối gì đó đừng quên chúng ta đã có hiệp nghị cũng hạ thần khí làm tiền đánh cuộc ta hy vọng người có thể giải thích cho chúng ta một chút đại hoàng tử cũng bất mãn nói thời điểm đánh cuộc phân cho đối thủ của ngươi là ngưu đầu nhân dường như hiện tại cũng đã chết một ngàn rồi, cũng không có một người nào của ngươi động tay động chân mà. Bần đạo kinh thường nói, ngươi nên đưa cho ai một cái giải thích, đó là bọn họ tự tìm, đâu có liên quan gì tới ta. Ta cũng không có mời người giết bọn hắn mà. Đại hoàng tử chột dạ giải thích, hừ, ta đây có mời người hỗ trợ giết sao? Hiện tại cũng không phải chính bọn hắn tìm chết đấy sao? Bần đạo đắc ý cười nói, chuyện nhỏ, còn theo ta đấu, ngươi cho rằng chỉ mấy câu nói là có thể ép ta đi ra tìm chết. Không có cửa đâu em, này, hai người các ngươi ai cũng chiếm tiện nghi rồi, chỉ có ta là lỗ lã. Tam hoàng tử không vui, ngươi vốn đã chiếm đại tiện nghi, còn nói không có. Ta cùng đại hoàng tử cơ hồ đồng thời kêu lên, ta chiếm tiện nghi cái gì? Tam hoàng tử chột dạ nói, ngươi tuyển na gia vốn so với ngưu đầu nhân thiếu một ngàn. Bần đạo cả giận nói, cùng ta đây phải đánh lôi thú so sánh, vốn là một trên trời một dưới đất, ngươi xem một chút coi, bọn nó có giống thứ mà người ta có thể đánh chết không? Khốn kiếp, nếu không chúng ta đổi, ta vừa nói vừa chỉ chỉ mấy con lôi thú bên ngoài, tam hoàng tử lập tức giả ngu ngậm miệng, tất cả mọi người cùng là bằng hữu, đừng có kêu mình ngươi lỗ lã. Đại hoàng tử cười nói với tam hoàng tử, nếu không hai ta thay đổi, ngươi đi đối phó ngưu đầu nhân thiếu một ngàn, ngươi tới chiếm cái tiện nghi này được không? Không cần. Như vậy rất tốt, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Tam hoàng tử mồ hôi lạnh cũng rơi xuống, mới vừa rồi cảnh tượng mấy trăm ngưu đầu nhân kia đại chiến mấy vạn thú nhân ai nhìn không sợ, mấy trăm cũng có thể đánh rớt một vạn thú nhân, vậy nếu là đánh nhân loại thì đánh chết bao nhiêu đây? Bọn họ nếu không có ma đạo đoàn trong tay, ai dám nói lấy năm vạn đấu với sáu ngàn ngưu đầu nhân, thôi đi, ta cùng đại hoàng tử cùng nhau kinh bỉ hắn. Sau đó, bần đạo dứt khoát cùng hương hương mân nhi và thất công chúa, U Dương Nhược Lan ở chung một chỗ nhỏ giọng nói chuyện. Căn bản không để lôi đình ti chất phía ngoài vào trong mắt, không bao lâu, tiên nhã cũng ngồi không yên tự mình chạy tới. Cũng không quấy rầy tổ mẫu, trực tiếp gia nhập vào đội ngũ bàn tán với chúng ta. Nhất thời, địa phương quanh ta gió thơm bốn phía, mỹ nhân như ngọc, viễn chuyển động lòng người, không cùng bất tận đại hoàng tử cùng tam hoàng tử có ý nghĩ thông qua nhích tới đây, lại bị phụ thân, tạp la cùng khắc lý vô ý chắn phía ngoài. Có ba đại cao thủ trấn giữ, chung quanh ta đây tuyệt đối chư tà bất xâm, khà khà, tán gái cũng có thể dùng đến hai kiếm thánh một pháp thần thanh trừng, từ cổ chí kim cũng chỉ có bần đạo được đại ngộ này đi, Kaka, hiện tại thú nhân đang muốn làm gì? Tiên nhã cùng chúng ta tùy tiện nói cười mấy câu, liền đem đối thoại chuyển đến chính sự tiêu hao hết ma lực pháp sư loài người. Sau đó dùng lôi thú siêu cấp pháp thuật, sát thương diện tích lớn cao thủ phe ta cùng binh lính, lại dùng lôi thú hủy đi thành tường, đại quân sau đó theo vào một hơi chiếm lĩnh thiết lô bảo. Bần đạo không thèm quan tâm nói, chúng ta có ba nghìn pháp sư mà. Tiên nhã giật mình nói, hai con lôi thú là có thể tiêu hao hết ma lực pháp sư chúng ta sao, không sai biệt lắm, hình thể lôi thú quyết định ma lực cực hạn trong cơ thể nó, tuyệt đối cao hơn gấp mấy lần so với pháp thần bần đạo cười nói ma lực ba nghìn pháp sư không nhất định hợp lại qua được hai con lôi thú đừng quên bọn họ còn có hai thú thần tiên tri hai người này không hề thua kém đại ma đạo sư vậy bọn họ tại sao không phát động ra sớm hương hương kỳ quái hỏi xúc động sớm số lượng pháp sư loài người không chỉ có ba nghìn Ngày hôm qua và hôm nay đã phóng hai pháp thuật cấp 11 tiêu hao hết ma lực hai vị đại ma đạo sư cùng đến gần 700 pháp sư cao giai, nếu cộng thêm bọn hắn, phần thắng của hai con lôi thú sẽ kém rất xa. Thất công chúa giải thích, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đợi đến ma lực pháp sư hao tổn sạch sẽ, sau đó chờ chết sao? Hương Hương hỏi, cái này ta cũng không quá rõ ràng, dù sao dường như Long tướng quân đã sớm định liệu trước đi. Thất công chúa cười hỏi, ha hả. Nhìn một đám cô bé sùng bái nhìn ta, trong lòng bần đạo cũng không khỏi có chút đắc ý, cho nên cố tình tạo dáng thâm trầm, cười mà không nói, nói chuyện, nói đi. Nói mau đi nào. Mấy nữ hài tử gấp gáp thúc giục, không để ý tới các nàng mềm giọng thúc giục, bần đạo lúc này lại âm thầm quan sát mấy nữ hài tử này. U Dương Nhược Lan nói rất ít, lấy quan sát làm chủ, hơn nữa che giấu cũng vô cùng tốt, nếu không phải đụng tới bần đạo, đổi lại người khác thật đúng là có thể lừa đẹp rồi. Nàng này tâm kế rất là thâm trầm, đến hiện tại ta cũng không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc đang muốn cái gì, thế nhưng, có thể khẳng định một chút, nàng tuyệt đối không cam lòng an phận thủ thường, hơn nữa lòng ông chí lớn, nếu không cũng sẽ không hiện ra ở chỗ này. Tiên nhã trên người khí tức thần thánh hiện tại càng lúc càng nồng nặc rồi, người phàm vừa thấy nàng liền không nhịn được muốn quỳ bái, ta dám nói, nàng hiện tại đã không phải là cô bé trước kia ngây thơ rực rỡ rồi thế nhưng, ta như cũ có thể cảm giác được nàng đối với ta đích thực chí tình, còn không có biến hóa, đây là do tâm thái nàng đã vô cùng thành thục mà thôi. Mân nhi tâm tư ta cũng không rõ ràng lắm, vị công chúa ma hoàng này đến bây giờ còn không có chân chính hòa nhập vào cuộc sống bên cạnh ta, cũng không phải bần đạo bài xích nàng, là nàng còn có nỗi khổ tâm khó nói, bản thân không tránh được. Đại khái cái mê chứng hoặc là khúc mắt này nàng phải trở lại ma giới mới có khả năng giải khai hương hương hiện tại đối với bần đạo toàn tâm toàn ý đây có thể có quan hệ tới việc nàng được giáo dục hơn nữa nàng quả thật cũng rất quan tâm tới bần đạo một nước uống một đồ ăn ai cũng có thể mang cho ta nhưng lấy nhãn lực bần đạo mà nói tự nhiên nhìn ra nàng chân tâm thật ý tài không lý do gì tự dưng chọc tới tình yêu ngang trái trong lòng bần đạo thật ra thì thiếu sót nàng khá nhiều trên người tiên nhã có athena ký túc ngày sau cơ hồ hẳn là cùng athena thành thần cũng chính là thần giới thần vương Tôn sư rồi, duy độc hương hương, làm sao an bài đây. Buồn bực, về phần thất công chúa, thật ra thì bần đạo nhìn hợp nhãn nhất, thậm chí có bội phục. Những cô gái khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có phần dựa vào người khác, hoặc phải xinh đẹp mới có nơi an vị, còn nàng cũng chỉ một thân dựa vào chính mình đi đến nước này, tuổi còn trẻ liền vì quốc gia thiên hạ chém giết nhiều năm, khi nữ hài tử khác ở dưới ánh mặt trời cùng người nhà vui mừng ấm áp, nàng đang trong lều giả ngoại chỉ huy đại quân đối kháng thú nhân để cho người ta bội phục chính là thủ đoạn nàng trị quân chiến sĩ của nàng đều hết lòng tôn thờ nàng chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng quả nhiên là người trước ngã xuống người sau tiến lên chết cũng không tiếc lấy một cô bé mà nói có thể khiến cho bộ hạ quên mình phục vụ như thế thật sự rất không dễ dàng bần đạo cũng phải mặc cả mấy phần mặc dù nàng lấy quốc gia làm trọng khiến cho sau này chúng ta tất nhiên có một trận thư hùng nhưng ta còn không nhịn được cứu nàng một lần bởi vì ta cảm giác tâm thái nàng không ngừng vươn lên giống như ta năm đó lưu lạc giang hồ học nghệ hơn nữa cùng là thiếu niên thống soái cho chúng ta có loại cảm giác gặp được tri kỷ không có thất công chúa trên phiến đại lục này thật sự làm cho bần đạo cảm thấy rất tịch mịch khi bần đạo đang suy nghĩ lung tung tình cảnh phía ngoài phát sinh biến hóa lần nữa đi qua nửa giờ oanh kích nhìn thấy vẫn không có hiệu quả rõ ràng hai vị thú thần tiên tri dần dần cảm thấy không nhịn được nữa hai người trải qua thảo luận một lần trong đó lão ngưu đầu nhân tiên tri la phúc đức mới bắt đầu có đích động tác hắn đứng lên lưng lôi thú sau đó không biết từ đâu lấy ra một cây đồ đằng trụ siêu cấp cự đại đường kính chừng hai ba thước chiều dài bảy tám thước phía trên dùng máu tươi các loại ma thú vẽ bức tranh đầy ký hiệu cổ xưa hiển nhiên đây không phải là vũ khí mà là pháp khí hắn dựng đứng cây đồ đằng trụ trên lưng lôi thú sau đó bắt đầu lẩm bẩm thi triển pháp thuật Bần đạo là lần đầu ở trên đại lục này nhìn thấy pháp thuật thú vị như vậy, vội vàng vận dụng thần thức thăm dò. Ta phát hiện gốc cây đồ đằng trụ thế nhưng lại niêm phong hàng nghìn linh hồn ma thú, thậm chí trong đó không thiếu linh hồn ma thú cấp chính, mấy loại cũng bố như vậy, hẳn không phải tự hắn sưu tầm, rất có thể là kết quả không biết bao nhiêu đời người tích lũy. Hắn hiện tại đang vận dụng pháp lực làm năng lượng cho các linh hồn này tạm thời sống lại, thông qua đồ đằng trụ nuôi dưỡng hết thảy lúc này bản thân linh hồn đã có không ít năng lượng, hiện tại chỉ cần lão ngưu đầu nhân tiên tri la phúc đức dùng thêm một chút trợ giúp bọn nó sẽ đột phá đồ đằng trụ trói buộc, lại hiện thế nhân gian. Khi lão ngưu đầu nhân tiên tri la phúc đức bắt đầu thi triển pháp thuật không lâu, liền thấy đồ đằng trụ bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ thấy vô số đạo khói đen đang không ngừng từ bên trong điên cuồng bừng lên, lúc này luồng khói đen bốc ra ngoài, lập tức biến ảo thành đủ loại hình dáng ma thú. Cái gì là ma lang, ma hùng, phi long, mãng xà, ma cá sấu, tất cả lớn nhỏ chừng vài ngàn con, chủng loại có thể hơn trăm, bên trong kém cỏi nhất cũng là cấp 3 cấp 4, cao nhất chính là cấp 7, xem ra lão ngưu đầu nhân tiên tri la phúc đức năng lực còn chưa đủ để phóng thích các linh hồn cực mạnh bên trong đi ra, nhiều đây đã là cực hạn của lão rồi, bọn kia sau khi rơi xuống đất, dưới sự chỉ huy trực tiếp của lão ngưu đầu nhân tiên tri la phúc đức lao thẳng tới bức tường ma pháp của pháp sư nhân loại, trảo kích răng cắn. Lộ ra vẻ hung mảnh dị thường, pháp thuật này chính là một trong những mật pháp của thú nhân tiên tri tên là ám ảnh u hồn mặc dù thực lực bọn nó so với khi còn sống kém không ít mất đi tất cả pháp thuật lẫn năng lực nhưng bởi vì bọn hắn là năng lượng thể tinh khiết cho nên đối với vật lý công kích lực phòng ngự rất mạnh chiến sĩ chống lại thật sự khó khăn hơn nữa thắng ở số lượng rất nhiều hung hãn không sợ chết chỉ có khi năng lượng hoàn toàn hao hết linh hồn của bọn nó mới lại được thu vào đồ đằng trụ sau đó đợi lần sau xuất hiện có mấy ngàn ma thú hung mảnh tốt như vậy trợ giúp, có thể đủ ngăn cản mấy vạn đại quân. Đơn độc nói lực sát thương, tuyệt đối so ngang với pháp thuật cấp 11 của loài người, có khi còn hơn. Sự gia nhập của bọn nó liền gia tăng áp lực cho pháp sư nhân loại, dưới có mấy ngàn hồn thú tập kích, mặt trên còn có hai con lôi thú điên cùng anh tạc, đồng thời giáp công. Bức tường ma pháp rất nhanh bắt đầu co lại, đây đã nói lên rằng ma lực pháp sư sắp khô kiệt, đáng chết. Tổ mẫu mắng một câu, nói, quan hệ ma pháp, mau thả, ám ảnh u hồn chủ yếu là loại linh hồn âm u, năng lượng quan hệ chắc chắn phát huy tác dụng, tổ mẫu tự nhiên rõ ràng rành mạch, quan hệ pháp thuật một khi phát ra sẽ nhanh chóng diệt gọn chúng nó, vâng. Được tổ mẫu ra lệnh, mục sư trên đầu thành vội vàng sử dụng thánh quan phóng tới những u hồn kia, quả nhiên, u hồn bị dính thánh quan, y như nước nóng dội lên mặt băng, bốc lên sương mù màu trắng. Hơn nữa có dấu hiệu hòa tan, hiển nhiên đối với chúng tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng mặc dù tìm được thủ đoạn đối phó, nhưng ứng đối không kịp rồi. Trên đầu tường mục sư chỉ chịu trách nhiệm gia trì một vài pháp thuật chính diện cùng trị liệu vết thương nhỏ, số lượng rất ít, đối phó mấy ngàn ám ảnh u hồn, hoàn toàn không đủ dùng. Ai kêu đại đa số mục sư đều ở hậu phương trị liệu thương binh chứ? Chờ bọn hắn chạy tới, bức tường sớm bị phá nát rồi, ta cũng đến đây. Ở thời khắc mấu chốt, Tiên Nhã lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi tới trước thành lâu, thi triển ra nàng pháp thuật am hiểu nhất quần thể trị liệu thuật, tảng lớn tảng lớn thánh quang phóng ra ngoài, Tiên Nhã một thân siêu cấp cực phẩm võ trang lộ ra thực lực kinh người, pháp thuật của nàng ước chừng bao trùm phạm vi bán kính trăm mét. Bên trong đó u hồn có chừng mấy trăm đầu, đều bị thánh quang chiếu rọi xuống, khóc thét không dứt. U hồn hình thể nhỏ yếu dính một trận liền hóa thành một đạo khói đen bay về lại đồ đằng trụ, thế nhưng đa số vẫn có thể chịu đựng, bọn họ vừa thống khổ gào to vừa phấn đấu quên mình công kích bức tường ma pháp đại khôi lỗi thuật mau thi triển đại khôi lỗi thuật khống chế bọn nó tổ mẫu nhìn thấy tình cảnh này đột nhiên lại nhớ đến pháp thuật khắc lý mới vừa dùng vội vàng nói với ta không được ta cùng khắc lý cơ hồ đồng thời lắc đầu khắc lý giải thích linh hồn của bọn nó được cái pháp khí đồ đằng trụ kia chỉ huy trừ phi ta so với pháp khí đó mạnh hơn nếu không thì không thể nào khống chế bọn nó nhưng cái uy lực pháp khí kia tuyệt đối không phải ta có thể so với, đáng chết, mau nghĩ biện pháp đi. Tổ mẫu gấp gáp nói, hiện tại ma lực lôi thú còn rất dư thừa, ma pháp bức tường vẫn không thể bị phá, có. Bần đạo nghĩ tới một chuyện, lập tức có chủ ý, mừng rỡ nói với phụ thân, phụ thân, mau gia trì cho bọn nó quan minh lễ tán, bởi vì, bần đạo đột nhiên nhớ tới, trên long lân giáp phụ thân có phụ gia pháp thuật này lại có thể kéo dài hơn nửa cao gần tới cấp 10, dựa vào năng lượng quang minh ngọc từ thiên sứ tám cánh cung cấp, đây nếu có so với thần giới thần vương còn mạnh hơn ấy chứ, tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. A. À, phụ thân bị ta nói làm ngẩn người, gia trì cho bọn hắn, nói nhảm, còn không mau chút. Tổ mẫu được ta nhắc nhở, lập tức cũng nghĩ tới, vội vàng thúc giục phụ thân, pháp thuật gia trì tăng quang minh thuộc tính cho bất tử sinh vật cũng không phải chưa có tiền lệ thế nhưng pháp thuật gia trì cấp bậc cao như vậy đại khái là lần đầu tiên đi mục sư có thể thi triển pháp thuật này tuyệt đối là cao nhân mà cao nhân ai lại ngu đến nỗi dùng nó đi tiêu diệt bất tử sinh vật thay vì lãng phí ma lực còn không bằng sử dụng vài pháp thuật công kích khác cho rồi cho nên tổ mẫu trong lúc cấp thiết ngay cả phụ thân có pháp thuật này cũng không nghĩ tới cho đến khi được ta nhắc nhở mới hiểu được a à, phụ thân nhìn thấy tổ mẫu sắc mặt giận dữ cũng không dám chậm trễ lập tức một mảng lớn pháp thuật buông xuống. Chỉ thấy tất cả ám ảnh u hồn bị hắn gia trì lên đều được mặc vào người một quan minh khải giáp, thế nhưng, bọn chúng không phải nhân loại mặc vào liền thư thái, mà giống như khối băng bị áp lên thanh sắc nóng rực, vô cùng thống khổ, hình thể kịch liệt thu nhỏ lại, ma thú cấp 5 trở xuống toàn bộ bị pháp thuật này đuổi về đồ đằng trụ. Trên trận nhất thời liền ít đi rất nhiều, chỉ có mấy trăm u hồn rất mạnh mới sống qua đợt pháp thuật này, tuy nhiên chúng nó rõ ràng gầy yếu đi không ít phụ thân sở dĩ có thể phóng một pháp thuật cấp 10 mạnh đến nước này, ngoại trừ ma pháp quan minh hệ khắc chế hắc ám hệ quá lợi hại, còn có quan hệ không nhỏ tới thể chất quan minh hệ của phụ thân, lại thêm long lân giáp và quan minh ngọc hỗ trợ, vi lực hiển nhiên quá mạnh mẽ. Nhìn thấy pháp thuật của mình lợi hại như thế, phụ thân cũng không mừng rỡ, vội vàng phối hợp tiên nhã tiêu diệt tàn quân chung quanh, tin tưởng không lâu sau, ám ảnh u hồn sẽ bị bọn hắn liên thủ giết chết toàn bộ tổng tư lệnh các hạ, hình như dựa vào pháp sư tuyệt đối không thể nào sống thọ rồi. Ngài còn không động năm vị hồng y giáo chủ kia sao, ngài lần này mang đến năm vạn mục sư dường như vẫn nhàn rỗi còn chưa động tới nhỉ. Bần đạo tò mò hỏi tổ mẫu, chẳng lẽ bọn họ còn có chỗ khác dùng, không sai, bọn họ hiện tại vẫn không thể phát động. Đáng giận, ta còn muốn lưu đến cuối cùng đấy, tổ mẫu nói, nhưng khi nàng lại nhìn bức tường lão đảo sắp ngã, đành phải bất đắc dĩ phân phó thủ hạ mời một vạn mục sư trợ giúp pháp sư đoàn năm vị hồng y giáo chủ không được phát động tổ mẫu ra lệnh một tiếng một vạn mục sư sớm đã chuẩn bị liền gia nhập vào trong hàng ngũ pháp sư ma lực của bọn hắn tự nhiên không dư thừa như pháp sư thế nhưng dù sao số lượng tới một vạn cơ mà tăng lên so với ba nghìn pháp sư cũng không khác biệt lắm có nhóm quân đầy đủ sức lực này gia nhập bức tường ma pháp rốt cục lần nữa khôi phục đến đỉnh trạng thái một vị thú nhân tiên tri khác là Na Gia tiên tri lực đề xa nhìn thấy liền giật mình. Mặc dù nàng kinh ngạc loài người nghĩ ra cách đối phó ám ảnh u hồn nhanh như vậy, nhưng cá tính mạnh mẽ làm cho nàng tuyệt đối không cam tâm nhận thua như vậy. Huống chi, trong mắt nàng bức tường ma pháp kia hiện tại đã vô cùng nguy cấp rồi, chỉ cần thêm vài phần khí lực nữa là có thể phá vỡ, thời khắc này sao có bỏ qua được chứ. Cho nên, trải qua thương lượng ngắn ngủi với lão ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức, nàng quyết định tung ra tuyệt kỹ của mình. Na naja trong thú tộc là chủng tộc có lịch sử lâu đời nhất, từng có quá khứ cực kỳ huy hoàng, trong truyền thuyết cổ xưa của bọn họ, bọn họ là con gái hải thần, sao lại không biết nguyên nhân gì mặt biển dần dần biến mất, trở thành lục địa, hóa thành ma thú xâm lâm. Ở trong quá trình khá dài này, mặc dù Na naja nhất tộc từ từ xuống dốc, nhưng bọn họ như cũ bảo lưu được rất nhiều kỹ năng cổ xưa cường đại. Trong đó, Na naja tiên tri lực đề sa tu tập loại thần N phụ thể thuật, thông qua câu thông với thần linh viễn cổ bổn tộc nàng có thể mượn của lực lượng khổng lồ thần linh viễn cổ ban cho cho đến khi nàng sử dụng hết mới thôi dĩ nhiên nàng không thể nào vĩnh viễn không hao tổn lực lượng không thuộc về nàng khiến cho thân thể nàng chịu gánh nặng khổng lồ cho nên kỹ năng này càng sớm sử dụng càng tốt nếu không chính nàng đều có thể chống đỡ không được mà chết về phần cụ thể mượn được bao nhiêu lực lượng phải xem tu vi cá nhân rồi quyết định Lực đề sa tu tập rất nhiều năm loại pháp thuật này, nhưng hôm nay nàng mới lần đầu tiên thi triển. Na gia tiên tri lực đề sa đầu tiên thành tính cầu nguyện, thân rắn phía dưới uống lượng, tạo thành một vòng tròn tiêu chuẩn. Sau đó tám cánh tay thật nhanh biến hóa ra các loại thủ thế, mỗi loại thủ thế cũng rất chính xác. Đây cũng là nguyên nhân tại sao chỉ có na gia tám cánh tay mới có thể tu tập, sáu cánh tay không thể làm đúng thủ thế yêu cầu. Ước chừng kéo dài mấy phút đồng hồ, nàng rốt cục hoàn thành tất cả nghi thức cầu nguyện, sau đó hướng lên không quát to một tiếng, ngay sau đó, trên đầu chúng ta lập tức phong vân biến sắc, trận trận mây đen cuồn cuộn nổi lên cuộn sóng ngập trời. Bần đạo toàn lực sử dụng thần thức tìm kiếm, phát hiện trong mây đen có một cái khe không gian nho nhỏ, thông với vị diện khác, một vị diện đối với bần đạo hoàn toàn xa lạ, ít nhất là ta từng nghe qua thần giới, minh giới cùng ma giới, bởi vì người ở tam giới này ta đều đã gặp, nhưng cùng khí tức của vị diện này hoàn toàn khác sau đó trong mây đen một đạo thiểm điện đánh xuống, bổ vào trên người na gia tiên tri lực đề xa. Chúng ta còn tưởng rằng nàng xong đời rồi chứ, nhưng không ngờ, lần này chính là quá trình truyền thừa lực lượng. Na gia tiên tri lực đề sa bị sét đánh trúng không chỉ không chút thương tích, ngược lại tản mát ra hơi thở cực độ nguy hiểm, nàng dùng cực kỳ giọng nói khinh thường nói với chúng ta, bọn côn trùng rác rưởi, ta muốn cho các ngươi hiểu khinh nhần thần linh sẽ bị trừng phạt như thế nào. I -a 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 nàng gào thét một tiếng thê lương trên đầu nàng đột nhiên phát ra một đạo hư ảnh loáng thoáng giống như mặt của nàng hư ảnh này cơ hồ trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn thân cao vài trăm thước tám cánh tay chia ra nắm tám khảm đao khổng lồ mỗi cây đao so với lôi thú còn lớn hơn hư ảnh này không chỉ cao lớn hơn nữa khí thế cực kỳ kinh người sự xuất hiện của nàng không chỉ dọa cho hai con lôi thú sợ đến không dám công kích nữa mà ngay cả đại địa chi hùng cái thứ của bần đạo cũng toát ra vẻ mặt sợ hãi mọi người tại chỗ này trừ bần đạo ra đều bị hư ảnh khổng lồ dữ tợn làm cho thất kinh thậm chí athena cũng bị kinh động rồi không giống với dĩ vãng lần này nàng ra sân vô thanh vô tức lại vô hình nếu không phải thần trí ta đang toàn lực vận hành thì ngay cả ta cũng không biết nàng đến thế nhưng bần đạo hiện tại cũng chỉ biết nàng ở bên cạnh ta nhưng lại nhìn không thấy ẩn thân thuật thật là cao minh mà nàng cũng chỉ là tạm thời mượn được lực lượng chỉ cần sống qua chuyến này liền xong chuyện thôi bần đạo lúc này cũng bất chấp để athena sang một bên vội vàng lớn tiếng nhắc nhở tổ mẫu thật đáng chết tổ mẫu gấp đến độ cùng tay cống chân cả giận nói lại trợ giúp một vạn mục sư cái đám người đáng giận này ở đâu lại có nhiều chiêu số cường hãn như vậy chứ người ở giáo đình chịu trách nhiệm thu thập tài liệu cũng đáng chết bọn họ quả thực là âm mưu giết chúng ta mà. Tổ mẫu giận đến nổ phổi cũng không phải không có đạo lý, hai người thú thần tiên tri này quá mạnh mẽ, một so với một càng thêm biến thái, nếu có tài liệu để biết trước, có điều kiện chuẩn bị còn tạm hoàn hảo, hiện tại đột ngột như vậy, quan chỉ huy tài năng tới đâu đi nữa, rõ ràng cũng phải choáng ngất đi thôi. Tổ mẫu ra lệnh mới vừa xong, khi các mục sư còn đang di động, hư ảnh khổng lồ đã bắt đầu toàn lực công kích, nàng chỉ nhẹ nhàng xoay giật vòng eo, liền đi tới trước thành tường, tám cây đại đao chia làm bốn vòng, mỗi khi đổi phiên là đôi đao cùng chém, giống như là cổ máy siêu cấp thái thịt, nhằm vào bức tường ma pháp bổ tới tấp. Bức tường kia chỉ qua mấy đợt liền phá toái, sau đó bởi vì có một vạn mục sư lục tục gia nhập mới từ từ ổn định lại, nhưng ánh sáng từ bức tường chợt lóe chợt tắt vô cùng lợi hại, tùy thời đều có tan vỡ, mấy nữ hài tử cũng chú ý vây quanh bên cạnh ta, các nàng cũng sợ hãi không ít, dù có mạnh như mân nhi cũng y như nhau căn cứ thần thức bần đạo dò xét năng lực của người này so với cái thứ cũng mạnh hơn gấp mấy lần lấy sức một mình đối kháng hai vạn mục sư cùng ba nghìn đại pháp sư thậm chí còn có một đại ma đạo sư thế mà chiếm cứ ưu thế áp đảo tuyệt đối nếu nàng lấy trạng thái này tận tình phát huy dù có dư thêm ba vạn mục sư điền vào nữa cũng chưa chắc đủ thế nhưng mấu chốt pháp thuật này hình như là tại trên người na gia tiên tri lực đề ra thì phải bần đạo lặng lẽ nói với tổ mẫu cho ta mượn nộ long chi bào hao vui đùa một chút, hử. Tổ mẫu đầu tiên cả kinh, sau đó không nói hai lời, lập tức lấy nộ long chi bào hao ném tới, ta tới. Mân Nhi chủ động đưa tay nhận lấy, mới vừa rồi tổ mẫu bắn xong còn chưa kịp kéo lại dây cung, Mân Nhi biết ma lực ta thua kém, cho nên chủ động đảm đương nhiệm vụ cài dây cung giúp ta, cho ngươi. Pháp thần quả là biến thái, lấy linh lực của ta cũng phải nửa phút mới mở ra được dây cung ma pháp, nàng chỉ chừng 10 giây đã hoàn thành. Đây là kết quả còn cố ý che giấu thực lực đó. Hắc hắc. Bần đạo âm hiểm cười dơ tay nhận lấy, đặt một mũi tên đặc chế từ mật ngân lên, vận đủ lực lượng tam muội chân hỏa bám vào trên tiển, tiện tay liền bắn. Ta mới vừa rồi đã dùng thần thức khóa chặt mục tiêu, chờ đợi giây phút vinh quang này đã lâu. Một tia sáng đen nhánh cơ hồ không nhìn thấy, chợt lóe lên rồi biến mất. Na gia tiên tri lực đề xa trên lưng lôi thú ở ngoài ngàn mét đang chuyên tâm thi triển pháp thuật đột nhiên trên người thoáng run một cái, sau đó mang theo biểu tình khiếp sợ, không cam lòng cùng tiếc núi ngã xuống. Nàng cho đến thời điểm chết đi cũng không rõ, tại sao mũi tên của ta có thể bắn thủng ma pháp kết giới nàng trên người, đây chính là lực lượng thần minh kết thành kia mà. Hắc hắc, đây là bởi có tam mũi chân hỏa của bần đạo chuyên phá hết thảy tà ma, nếu nàng có triệu hồi minh thần nửa xà nửa người kia đi nữa, cũng phải một đường hóa diệt mà thôi, thuộc tính thuần âm trực tiếp bị ta khắc chế, cho nên tam muội chân hỏa bám vào mũi tên liền có khả năng bắn thủng kết giới của nàng. Nếu không, chỉ bằng vào lực lượng nộ long chi bào hao, cho dù ngân tiễn có dày đến đâu cũng không thể phá vỡ ma pháp phòng hộ cấp thần. Ở mi tâm nàng lộ ra một lỗ thủng màu đen, không có máu và ốc chảy ra, bởi vì những thứ đó đã bị lực lượng tam muội chân hỏa đốt trụi. Na gia tiên tri lực đề sa tử vong, hư ảnh khổng lồ cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực độ không cam lòng, sau đó biến mất trong hư không cơ hồ đồng thời, ma pháp bức tường nhân loại cũng triệt để phá toái. Không có bức tường bảo vệ, trên tường thành mấy vạn đại quân còn có cao thủ các quốc gia, hoàn toàn bại lộ dưới pháp thuật lôi thú, một khi lôi thú kịp phản ứng, tuyệt đối sẽ có một trường hạo kiếp, vì vậy phụ thân, tổ mẫu cùng các nữ nhân bên cạnh, bần đạo không dám có mảy may do dự, lưu lại cái thứ bảo vệ bọn họ, dù có đại địa chi hùng phóng ma pháp phòng ngự, hai con lôi thú phóng pháp thuật ti chất kinh khủng kia cũng không thể đùa được. Bần đạo lần này tự thân xuất mã, trình diễn một màn trước trận tiền hai quân tranh đấu, hạ thủ cấp lôi thú cho thật đẹp mới được. Bần đạo chạy một mạch lên trên đầu thành, sau đó từ trên đầu thành tiếp sức, bay thẳng lên trời, nhắm hướng hai con lôi thú đang ở ngoài ngàn mét. Đồng thời tinh linh công chúa Bina một mực ở trong cơ thể bần đạo tiêu hóa năng lượng ma tinh thạch, cảm nhận được ta tâm tình cấp bách, theo ý nguyện của ta nàng xúc lực lượng các hệ ma pháp cùng quán thâu vào dấu hiệu trên trán ta, nhất thời trên người bần đạo kim quang bạo phát đại phong ma chú toàn lực khởi động, quang mang màu vàng giống như thực chất từ thân thể ta bắn ra ngoài mười thước bộ dạng uy mãnh như vậy, khiến cho bần đạo y như chiến thần trong truyền thuyết uy phong lẫm lẫm tất cả một loạt động tác đều trong thời gian bần đạo nhảy ra hơn mười thước toàn bộ hoàn thành, thế nhưng chuyện có một lợi tất có một tệ đại phong ma chú có thể hoàn nguyên hết thể ma pháp nguyên tố nguyên thủy nhất đã thành hình, tự nhiên cũng bao gồm phiêu phù thuật cùng phi hành thuật, ta hiện tại còn không có bản lãnh ngự kiếm phi hành, chớ nói chi đến nhảy xa ngàn thước, mắt thấy ta sắp hết đã định rơi xuống đất, Athena cùng ta phối hợp nhiều năm đột nhiên hiện ra phía sau ta, nhẹ nhàng mà ôm eo bần đạo, sau đó dương cánh mang ta bay lượn trên chiến trường. Nàng ẩn thân thuật cũng bởi vì đại phong ma chú cũng đã mất đi hiệu lực, cho nên ở trước mặt mọi người trợn mắt há mồm nhìn chăm chăm, một vị thiên sứ thân mật ôm ấp lấy một phàm nhân, ở trên trời tự do bay lượn. Cái cảm giác này thật sự vô cùng mỹ diệu, bần đạo kìm lòng không đậu mở rộng hai cánh tay, làm dáng như đang bay, nhiều năm trước là ta ôm nàng như thế này, không nghĩ tới hôm nay lại trái ngược, mặc dù có thương tổn chút tự ái nam nhân, nhưng thật sự rất thích thú, đáng tiếc, hành trình bần đạo thích thú lại ngắn ngủi như thế, chỉ một lát sau, ta liền phải đối mặt tình thế tàn khốc. Khoảng cách ngàn thước đảo mắt đã vượt qua một nửa, mặc dù chúng ta đã đủ phong duệ rồi, nhưng ta còn sợ không được an toàn. Vì có thể triệt để hấp dẫn lực chú ý lôi thú, miễn cho bọn chúng tung hỏa lực tập trung đến chỗ thân nhân ta, bần đạo thả ra sát khí của mình đến mức độ lớn nhất, khiến cho hai tên thần kinh nhạy cảm lập tức quay sang ta tiến hành trọng điểm phòng ngự. Bị sát khí của ta kích thích, hai con phản ứng chậm lục cơ hồ từ biến hóa lớn vừa nãy liền thanh tỉnh lại, nhìn thấy chúng ta đã đến khoảng cách gần như thế, bọn nó lập tức thả ra ti chất khổng lồ tỏ vẻ bất mãn. Tha khắc đàn am hiểu nhất pháp thuật cấp 11 lôi vân phong bạo, bọn nó một chút do dự cũng không có, thoáng cái phóng ra hai đạo bắn tới, trời đất thánh thần ơi. Có cần long trọng chiêu đại chúng ta như vậy không? Thật là không nhìn không biết, vừa so sánh với nhau liền đảo ngược, tha khắc đàn chuẩn bị hồi lâu mới thi triển ra được pháp thuật kia, ti chớp cũng chỉ to hơn bắp đùi một chút nhưng hai con lôi thú này nhấc đầu một cái liền phóng ra tới nơi, mỗi một tia chớp to thân cây, đập lên trên mặt đất đốt thành một rãnh to đen nhánh, ngay cả đất cũng trực tiếp chảy thành nham thạch lưu động, thật là đáng sợ. Thế nhưng, đây dù sao chỉ là một pháp thuật cấp 11, đối mặt pháp thuật phòng hộ cao gần cấp 14, đại phong ma chú mà nói, vẫn còn kém quá nhiều, khoảng cách lại xa, bất luận tia chớp thô to cỡ nào. Chỉ cần vừa đụng đến kim sắc quan mang trong cơ thể ta thả ra, liền triệt để tiêu thất mặc dù tia chớp lôi vân phong bạo rơi xuống tính bằng hàng nghìn đạo bao phủ phạm vi vài ngàn thước vuông nhưng bên ta không tổn hao chút nào ta cùng athena đón lấy tia chớp khổng lồ trên đầu vẫn ngoan cường như cũ tiếp tục bay tới gần hai con lôi thú hiện tại bất luận là liên quân loài người hay là quân đội thú nhân toàn bộ đều ngừng thở nhìn chăm chú nhất cử nhất động của chúng ta cử động rõ ràng như vậy khẳng định thú nhân có ngốc đến mấy cũng hiểu mục đích của chúng ta chính là ám sát lôi thú. Binh lính hai phe cũng hiểu, lần này nhân thú đại chiến thắng bại hoàn toàn quyết định vào lần hành động ám sát này của ta. Nếu như chúng ta thất bại, hai con lôi thú xạ trình kinh cũng gần 2.500 thước, có thể trực tiếp công kích vào pháp sư và mục sư thi triển kết giới trong thành. Kết giới lớn như vậy bọn họ cũng phải chuẩn bị mấy phút đồng hồ mới được, nhưng lôi thú có cho chút đoạn thời gian này không? Cho nên loài người căn bản không thể nào có cơ hội thi triển bức tường lần nữa sau đó bọn chúng sẽ phá nát thành tường, một đường giết vào. Còn nếu như chúng ta thành công, thú nhân đại quân không có lôi thú, cơ hồ tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn công phá thiết lô bảo, bọn họ sẽ chật vật bại lui, bị chúng ta một đường đuổi theo giết gọn cho bằng được, không thể còn có kết quả nào khác. Cho nên, thành bại trận chiến này, hai quân đoàn nhân thú hoàn toàn đợi chờ vận mệnh, nhìn chầm chầm vào bần đạo và Athena, khoảng cách 1.000 mét. Nếu chạy thì phải mất một đoạn thời gian, nhưng bay qua lại tuyệt đối nhanh chóng, hai pháp thuật cấp 11 còn chưa kết thúc, chúng ta đã bay đến trên đầu lão ngưu đầu nhân tiên tri la phúc đức đang cưỡi lôi thú, bị kim quang đại phong ma chú trên người của ta bao phủ cái sừng khổng lồ, đầu lôi thú này lập tức không xuất được pháp thuật gì rồi, nó chưa từng đụng phải tình huống này cho nên hoảng sợ vạn phần, không ngừng lay động cái đầu, ý đồ thoát khỏi kim quang chiếu xạ, đáng tiếc đây nhất định là phí công rồi. Lão Ngưu đầu Nhân Tiên tri La Phúc Đức lại càng bị dọa cho sợ đến hồn bất phụ thể. Lôi thú bên kia vừa mới chết chủ nhân, nó căn bản không có bất kỳ cố kỵ, điên cuồng công kích hết thảy là cách duy nhất nó phát tiết tức giận, cho nên, nhìn thấy chúng ta bay đến bên cạnh, cái tên kia trực tiếp sẽ xuất phát thuật cấp 11 Lôi Vân Phong Bạo anh tới. Vốn chung quanh thân thể lôi thú có một tầng ma pháp hộ bích, lôi hệ ma pháp hộ bích là pháp thuật cơ hồ có tính phòng ngự hoàn hảo thậm chí ngay cả thú thần tiên tri ở trên lưng cũng có thể bảo vệ cho nên hai người bọn họ và ba đầu lôi thú đứng chung một chỗ cũng không lo lắng ngộ thương lẫn nhau nhưng vấn đề hiện tại là pháp thuật đầu lôi thú này đã bị đại phong ma chú của ta trấn trụ làm cho nó ngay cả bức tường ma pháp bảo vệ mình cũng không thả ra được cho nên khi một đầu lôi thú khác điên cùng phóng tia chớp nó trong nháy mắt đã bị đánh tới da tróc thịt bông từng tảng lớn lân giáp và thịt vụn lả tả rớt xuống đất trên người nhất thời mất đi một lớp da máu me trong nháy mắt bốc hơi hết cả, thịt trên người cũng bị nướng cho nám đen. Đây là nhờ bản thân lôi thú và lân giáp đối với lôi hệ pháp thuật có lực phòng ngự cực cao. Nếu không, mặc dù nó có thân thể lớn như vậy, nhưng khi dính pháp thuật cấp 11 kinh khủng cận thân, chắc chắn toàn thân khét lẹt cả rồi, căn bản không thể sống sót. Thế nhưng, khi lân giáp toàn thân rơi xuống 8 phần, cho dù nó hiện tại không chết được, thì đó cũng là chuyện sớm hay muộn, trống, ngao. Nào, Lôi thú bị đánh cho khét lẹp phát ra từng tiếng trên cực kỳ bi thảm, mà lão ngưu đầu nhân tiên tri la phúc đức ở trên lưng nó lại càng đau lòng. Hắn mới vừa rồi núp ở phía dưới đồ đằng trụ, dựa vào đồ đằng trụ che chở, cùng pháp lực còn sót lại dựng lá trắng bảo vệ, coi như tạm thời tránh được vận mệnh bị điện giật cháy khét hóa thành bụi bay, nhưng tận mắt nhìn thấy đồng bạn mà bản thân sớm chiều chung đụng bị đánh thành như vậy, hắn giận dữ công tâm, nhất thời nổi lên tâm liều mạng ta và các ngươi hợp lại một trận. Lão ngưu đầu nhân tiên tri la phúc đức nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, hai tay hắn ôm lấy đồ đằng trụ khổng lồ, dùng hết lực lượng toàn thân hung hăng đập vào đầu mình. Ngưu đầu nhân lực lượng cường hãn, làm cho hắn lần này công kích như thiên quân vạn mã, trực tiếp đập cái ốc ác vỡ toan, máu nhuộm đồ đằng. Ngay khi lão ngưu đầu nhân tiên tri la phúc đức bi tráng tự vận. Thi thể của hắn trên bay ra một đạo khói đen chui vào đồ đằng trụ, đó chính là linh hồn hắn bất khuất. Tiếp theo, đồ đằng trụ giống như sống lại, bản thân tự bay lên, như có một bàn tay vô hình đang thao túng. Hung hăng đập vào nó đầu lôi thú ở phía dưới. Đây đồ đằng trụ đường kính chừng hai ba thước, dài bảy tám thước, nặng có mấy ngàn cân, lấy tốc độ như ti chớp đập lên trên đầu, mạnh như lôi thú cũng chịu không nổi, y như trước cũng óc ác vỡ toang, lại thêm một tên nữa bi tráng chết đi. Sau đó linh hồn lôi thú cũng hóa thành một đạo khói đen bay vào đồ đằng trụ, rồi giống như ăn được thập toàn đại bổ, đồ đằng trụ lóe ra đạo ô quan càng thêm mạnh mẽ, còn có khói đen bất chợt vần quanh bên ngoài, quỷ dị vô cùng. Đồng thời một cổ sát khí thê lương lan tới ta cùng Athena, một loại thanh âm như có như không từ trong đáy lòng chúng ta vang vọng lại, ta muốn các ngươi chết. Tiếp theo, nó cũng nhắm đầu chúng ta đập xuống, mang theo tiếng kình phong ồ ồ, còn ở cách khá xa đã trà sát khuôn mặt bần đạo nóng rác, ta biết điều một chút, lão già này liều mạng rồi, thứ đồ chơi này lôi thú cũng dính một kích mà chết, ta cùng Athena nếu bị đánh lên còn không phải trực tiếp biến thành thịt vụn. Hiển nhiên, lực lượng điều khiển đồ đằng trụ là năng lượng linh hồn lão ngưu đầu nhân tiên tri la phúc đức, căn bản không phải các hệ nguyên tố, cho nên mới có thể bỏ qua kim quan đại phong ma chú, buồn bực, xem ra cái cấm chú cấp 14 này cũng không phải vạn năng mà tốc độ đồ đằng trụ quá nhanh, còn nhanh hơn hồi nãy ba phần, lực lượng cũng lớn hơn rất nhiều, Athena cùng bần đạo thân thể ở trên không trung, né tránh bình thường tuyệt đối không thể nào thoát, lúc này, chúng ta nhiều năm bồi dưỡng ăn ý liền thể hiện ra uy lực. Athena nghiêng thân thể qua một bên, tận sức nhanh chóng vỗ vỗ cánh, cố sức phát huy lực lượng, đồng thời bần đạo ra tay nên đón đồ đằng trụ đập tới. Bần đạo cơ hồ cùng nàng đồng thời hành động, toàn bộ linh khí trong cơ thể xuất ra hết, hai tay vận chuyển thái cực, một khí tràng thái cực đồ vô hình lập tức hình thành ngăn chặn đồ đằng trụ. Sau đó khí tràng này giống như lò xo so giống như bị lực lượng khổng lồ đồ đằng trụ áp súc, đồng thời, ở đầu bên kia, bần đạo mượn lực lượng được truyền tới như người bay dạt ra, phối hợp ăn ý để cho bần đạo và Athena dễ dàng tránh qua, tránh né một kích tất sát, nhưng vẫn giống như một chiếc lá cây bị lực lượng khổng lồ áp súc trong khí tràng giao với đồ đằng trụ đẩy ra xa hơn trăm mét đồ đằng thu thế không được hung hăng mạnh xuống mặt đất, ầm, nổ to một tiếng, đồ đằng trụ trực tiếp nện lúng xuống mặt đất, biến mất luôn dưới lòng đất, nhưng lực lượng của nó quá mạnh mẽ, nguyên cả vùng đất cũng không ngừng rung rẩy, thành tường vốn mất một mảng lại bị chấn cho đá vụn rơi xuống ào ào, thủ vệ quân trên tường thành cũng ngã ngồi đầy đất, cho dù là thú nhân cũng rất nhiều người đứng không vững té lăn xuống mặt đất. Thậm chí đầu lôi thú nổi điên kia cũng bị chấn động khiến thân thể lay động không yên, do đó bị buộc ngưng lại pháp thuật đang thi triển. Ha ha, cơ hội tốt, chúng ta làm một cuộc chạy trốn tử vong đi thôi. Bần đạo khẽ cười nói với Athena, nói chuyện để cho nàng bớt lo, thật ra thì nàng không cần nói cũng có thể hiểu ý của ta, bần đạo chỉ muốn tìm một cơ hội nói chuyện với nàng mà thôi, tốt. Athena mỉm cười đáp ứng. Sau đó, ông ta trực tiếp nhắm phía mười mấy vạn đại quân thú nhân bay đi, dĩ nhiên, bần đạo cũng không quên lớn lối thị uy với con lôi thú nổi điên kia, mặc dù ta chỉ nhìn nó vất tay một cái mà thôi. Nhưng tên này trâu được bị vải đỏ kích thích, điên cuồng nhằm phía chúng ta oanh tạc pháp thuật, từng đạo ti chớp to đùng đuổi theo sau mông chúng ta giữ dằn đập xuống. Không chỉ như thế, khi chúng ta mới vừa bay không bao xa, mặt đất khẽ đung đưa một trận, cái đồ đằng trụ khổng lồ kia lại từ dưới đất bay lên, không chút do dự đuổi theo chúng ta. Tốc độ phi hành không hề chậm hơn Athena nhìn bần đạo và Athena nhanh chóng đến gần, đồ đằng trụ cùng ti chớp đuổi theo ở phía sau. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông lập tức hiểu chúng ta muốn làm gì, không sai, bần đạo đang muốn dẫn nước lũ chảy ngược dòng, kha kha, chết đạo hữu không chết bần đạo mà thôi, đáng chết. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông giận dữ mắng một tiếng. Cái đồ đằng trụ kia nhìn mặc dù kinh khủng, nhưng dựa vào công kích vật lý tuyệt đối đập không chết bao nhiêu người nhưng tia chớp lôi thú công kích phạm vi lớn thì không tốt như thế, lấy trình độ dày đặc của thú nhân đại quân mà nói. Mỗi một đạo cũng phải thương vong mấy ngàn. Ai chịu nổi, cho nên hắn quyết định thật nhanh, mang theo bỉ mông cự thú nhào tới lôi thú nổi điên, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đánh chết nó, nếu không, 10 vạn đại quân của hắn không phải toàn bộ bị lôi thú điện giật chết sạch hay sao, nhưng hắn hành động rất mau vẫn cứ chậm một bước, lôi thú cách thú nhân đại quân chỉ có khoảng 500 mét chúng ta mới vừa nãy đã đến bên cạnh lôi thú rồi, hiện tại chỉ cần bay thêm mấy trăm mét là tới, lấy tốc độ phi hành Athena cơ hồ thời gian một lượt hô hấp đã tới, thật ra thì mới vừa rồi, đầu lôi thú nổi điên phóng pháp thuật cũng đã thu thập không ít thú nhân phía trước, chúng ta hiện tại xích gần thêm một chút, từng tảng lớn lôi điện trực tiếp lao xuống đập vào trong đám thú nhân, bị ti chớp khổng lồ trực tiếp kích trúng thú nhân binh liền nổ tan thành mảnh nhỏ. Một vòng người bên cạnh tất cả đều bị lôi điện đốt cháy 8-9 phần, thậm chí có rất nhiều cũng toàn thân đều cháy khét trừ cá biệt vài cao thủ có thể miễn cưỡng chống đỡ những thú nhân khác lần lượt té xuống từng mảnh bọn họ lâm vào tuyệt vọng ở nơi này người người đông đúc dù có trốn cũng không thoát cho nên bọn hắn dứt khoát trước khi chết phát động tấn công bần đạo và athena liều mình một kích cuối cùng cho nên vô số binh khí ngắm về phía chúng ta bay tới cây gỗ chùa y xương tiêu thương cái gì cần thì đều có đáng tiếc đa số đều bị tia chớp đánh nát giữa không trung số rất ít có thể bay tới bên cạnh, tuy nhiên cũng bị bần đạo tiện tay đánh bật ra, nếu như bị mấy thứ vàng mã này làm thương tổn, vậy bần đạo đây một đời danh tiếng đại tông sư chẳng phải hữu danh vô thực sao, ti chấp lôi thú phóng ra giết chết thú nhân bừa bãi, bần đạo và Athena cũng không chút thoải mái, phía sau có đồ đằng trụ bám sát môn đích, chỉ nhận thức mỗi chúng ta, đến chết cũng không tha. Athena bằng vào kỹ xảo phi hành cao siêu mặc dù tạm thời tránh được mấy lần tập kích của nó, nhưng đây không phải kế lâu dài khi chúng ta đang cùng đồ đằng trụ dây dưa đám tia chớp đột nhiên ngừng lại thì ra tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông cùng tọa kỵ của hắn đã chạy đến cách lôi thú không tới trăm mét lôi thú điên thì điên rồi nhưng từ thiên tính nó vẫn cảm thấy tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông sát khí mãnh liệt và khí tức nguy hiểm cho nên nó lập tức tung hỏa lực nhắm ngay tam hoàng tử liệt diễm bắn phá bởi vì hình dáng bỉ mông cự thú thật sự đáng sợ Lôi thú vốn là ma thú cấp 9 có trí tuệ không thấp, cho nên tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông được xem phần tử cực kỳ nguy hiểm mà đối đãi. Nó lần này trực tiếp xuất ra chiêu mạnh nhất, cấm chú cấp 12 vô cùng tàn nhẫn phóng ra. Pháp thuật này vừa phát ra, nó cũng hao tổn hết sạch ma lực, hiển nhiên, lần này nó ôm tư tưởng không phải ngươi chết thì ta mất mới phát động chiêu này. Chỉ thấy trên sừng khổng lồ lôi thú, thả ra ánh sáng màu ngọc bích, nhưng ngay sau đó, một đạo thiểm điện lam sắc trực tiếp từ mũi sừng lôi thú bắn ra, tốc độ quá nhanh, cho dù hành động nhanh nhẹn như bỉ mông cũng không thể tránh nổi, nhưng khi lam quan bắt đầu chớp lóe bỉ mông nhìn thấy cả kinh, cho nên nó nhanh chóng hạ thấp thân thể, sau đó hai tay ôm đầu. Về phần tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông, thì trong phút chốc lam quan nhấp nhoáng, nhanh chóng tránh né nút sau bỉ mông, xoẹt, một tiếng vang thật lớn, bỉ mông tựa như quả cầu da, bị đạo ti chớp thô to đánh văng ra ngoài lăng lông lốc mấy trăm mét mới dừng lại, thân thể khổng lồ còn đè chết rất nhiều thú nhân. Khi nó dừng lại mọi người mới phát hiện, phía sau lưng nó bị tạc thủng một lỗ sâu hơn thước, cùng khối lớn thịt, thậm chí lộ ra xương cùng nội tạng bên trong, nửa người trên khét lẹt, bay ra trận trận mùi thịt nướng. Nhưng nó bằng vào sinh mệnh lực ương ngạnh đến biến thái, thế nhưng vẫn sống tốt. Bần đạo cùng Athena ở trên không trung nhìn thấy bỉ mông lần nữa đứng thẳng lên nhìn trời rống giận. Trong lòng không khỏi bội phục đây là cấm chú cấp 12 đó, mặc dù đầu lôi thú mới vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều ma lực, khiến cho uy lực cấm chú giảm xuống 1 phần 3, nhưng bản thân nó là pháp thuật đơn thể công kích, tuyệt đối đến trình độ trực tiếp diệt sát kiếm thần, thế nhưng chỉ tạo cho nó thương tổn khá nặng. Ngay cả lực chiến đấu căn bản cũng không mất đi, chủng tộc bỉ mông này lực phòng ngự ma pháp cũng thật đáng sợ quá đi, mặc dù bị đánh trọng thương, nhưng bỉ mông không có ý tứ sợ hãi, trống giận một tiếng, tốc độ còn nhanh hơn hồi nãy nhắm lôi thú nhào tới rồi tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông mới vừa rồi núp sau tọa kỵ của mình bị cục thịt nặng mười mấy tấn từ trên đầu lăn qua đè lúng xuống dưới mặt đất lúc này cũng nhảy lên khỏi mặt đất hắn có đấu khí hộ thể cường hãn mặc dù không có bị thương nhưng cũng một thân đầy bùn đất chật vật không chịu nổi để cho hắn khó chịu nhất là hắn trước mặt nhiều thủ hạ như vậy bị tọa kỵ của mình đè dẹp lép nhục nhã lớn như vậy quả thực làm hoàng tử như hắn vốn tâm cao khí ngạo mắt cỡ muốn chết. Thẹn quá thành giận, hắn lập tức triển khai hành động trả thù lôi thú, hắn lắc mình một cái nhảy lên thật cao, đi tới mặt bên lôi thú, thú vương đấu khí tràn ngập kim sắc, dùng vào nắm đấm tay phải, khiến cho quả đấm của hắn lóe ra ánh sáng chói lòa, vẻn vẹn một kích liền mở ra trên đầu lôi thú một cái hố. Máu hỗn hợp ốc trong nháy mắt phun ra ngoài, ngao. Lôi thú rên rỉ một tiếng, đồng thời bị lực lượng tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông đánh cho đứng không vững, bắt đầu tập tỉnh lui về phía sau, thân thể lão đảo muốn ngã, tùy thời đều có thể toi đời. Mới vừa rồi phóng một cái pháp thuật cấp cấm chú đã triệt để tiêu hao hết tất cả ma lực của nó, hiện tại nó chỉ là một con giả thú hình thể khổng lồ bình thường thôi, làm sao ngăn trở kiếm thần một kích toàn lực, trống. Bỉ mông cũng vào lúc này giết tới rồi, hai cánh tay thô to quơ cự trảo sắc bén, nhắm trước ngực lôi thú cào tới, rất giống xé trang giấy, dễ dàng hạ xuống hai khối thịt lớn. Hai lỗ máu khổng lồ tối om om hiện ra trước ngực lôi thú, máu tươi phun đầy mặt bỉ mông, được máu tanh kích thích bỉ mông càng thêm điên cuồng, trực tiếp bổ nhào đè lôi thú ngã xuống đất, hai cánh tay huy động, rất nhanh xé nó ra từng khối từng khối, ngao ngao. Tiểu lôi thú nhìn thấy mẫu thân chết thảm, bi vẫn muốn chết, trên sừng nhọn non nớt thế nhưng cũng bắt đầu lóe ra quang mang lam sắc, ti chớp nho nhỏ hung hăng bổ vào sau lưng bỉ mông dưới tình huống bình thường lôi thú ấu sinh vẫn không thể thi triển ra lôi điện nhưng không ngờ dưới sự kích thích mẫu thân chết thảm đột phá cái hạn chế này mặc dù uy lực đạo thiểm điện này so với mẫu thân nó quá bé nhỏ rồi tuy nhiên nó vừa lúc đánh trúng ngay vết thương trên người bỉ mông bỉ mông phòng ngự mạnh là do lớp da dày bên ngoài nội tạng làm sao ngăn cản công kích đây cho nên bị trúng đòn này vô cùng nặng bỉ mông vốn bị thương nặng mới vừa rồi dựa vào một cơn tức giận miễn cưỡng đánh chết lôi thú vận động kịch liệt làm cho vết thương càng thêm sâu, lại bị một kích như vậy đánh tới, cho dù mạnh tới đâu cũng chịu không nổi rồi, trực tiếp ngã xuống đất mãi không dậy nổi. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông lại lần nữa thẹn quá thành giận, bỉ mông thú là mạng của hắn nha. Hôm nay bị đánh cho sinh tử không biết, như thế nào không giận, khi hắn đang muốn hạ độc thủ tiểu lôi thú, đột nhiên bị Athena xuất hiện ngăn cản. Thì ra không có tia chớp uy hiếp, bần đạo lập tức đem đại phong ma chú thu vào, sau đó động thổ sử ra tiến vào lòng đất bỏ trốn mất dạng rồi athena lại lần nữa thi triển ẩn thân thuật trực tiếp biến mất trước mặt đại quân thú nhân mất đi mục tiêu đồ đằng trụ còn bay múa khắp nơi tìm kiếm tung tích của chúng ta khà khà vẫn nên chờ nó tiêu hao hết năng lượng linh hồn bần đạo lại tới thu nó hiện tại cùng nó đánh chém là hành động phi thường ngu xuẩn athena ẩn thân xong vốn định đi về vừa lúc đi ngang qua thấy tam hoàng tử liệt diễm bỉ mong muốn giết hại tiểu lôi thú nàng luôn luôn thích các loại động vật nhỏ không nhịn được lập tức xuất thủ đánh lén, một cây thánh quang bỗng đập vào óc tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông, thấy vậy bần đạo sợ toát mồ hôi, cứu thì cứu nó đi cho rồi. Tại sao còn chơi một chiêu ám côn làm gì? Athena ẩn thân thuật ngay cả lão giáo hoàng cũng có thể giấu được, một kiếm thần tự nhiên cũng không thể phát hiện, may mà tam hoàng tử liệt diễm một mực dùng đấu khí hộ thể, Athena lần này chỉ đập hắn một phen lão đảo, cũng không có bị thương tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông thân cao năm thước, thân thể khỏe mạnh, đấu khí hùng hậu, cũng không phải kinh địch đến nỗi bị ám toán. Nhưng bất kể nói thế nào, trước mặt mọi người bị người ta cầm gậy gõ đầu, đối với hắn thân phận địa vị cao sang như vậy mà nói, thật sự so với giết hắn còn khó chịu hơn. Trong một ngày hai phen bị đem ra làm trò, không phải thú cưỡi thì bị người gõ đầu, hắn rất là buồn bực, thật ra không riêng gì hắn buồn bực, ngay cả vài chục vạn đại quân thấy một màn như vậy, tính cả bần đạo cũng thế, rất là buồn bực, một thiên sứ xinh đẹp lại đi gõ ám côn, ai nhìn mà thoải mái được, đặc biệt là bần đạo quả thực buồn bực đến muốn tự sát, người nói nàng là một nữ thần thánh khiết, cùng ai học chỗ xấu đây. Bần đạo dạy nàng 18 món binh khí cùng các loại võ thuật, quan minh chánh đại, nàng cương quyết không thích, thế nhưng bắt chước con khỉ học người chơi ám côn. Ban đầu, tam hại, chúng ta định đến nhà người ta tìm thứ tốt, nàng thích nhất là cầm cây gậy ẩn thân chạy đến chỗ người ta gõ gõ thủ vệ, một nữ nhân lại thích chơi trò này, không mất mặt sao. Bần đạo lúc ấy đã đủ buồn bực rồi, không nghĩ tới hiện tại chuyển thế thành thiên sứ rồi, nàng còn không thay đổi, cũng gõ tới nghiện luôn. Thật sự là gia môn bất hạnh, chồng con mất mặt mà, chẳng lẽ phải phong nàng danh hiệu ám cô nữ thần mới được sao? Bi ai, quả thực quá bi ai, đây tuyệt đối là cả đời bần đạo bi ai lớn nhất. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông bị Athena đánh một cái ám côn, cực kỳ tức giận huy động hai đấm đánh tới Athena ở phía sau. Athena làm sao sợ hắn, vũ động thánh quan binh khí múa đủ loại chiêu thức chiến với tên cự nhân cao 5 mét này, một Athena đánh như vậy đúng là lao lực, cho nên hắn dứt khoát phân thân thành hai, vây quanh tam hoàng tử liệt diễm đánh một trận ra trò, lão bà đang cùng người ta đánh nhau, bần đạo làm sao có thể ngồi yên không lý đến, cho nên, bần đạo cũng lặng lẽ từ dưới mặt đất tiếp cận hắn, sau đó một ngón tay phóng phi kiếm ra, từ dưới đất hung hăng đâm lên lòng bàn chân tam hoàng tử liệt diễm, đấu khí của hắn thật sự quá mạnh, phi kiếm bần đạo sắc bén như thế cũng chỉ ghim tiếng vào sâu một tấc, đã bị đấu khí cường hãn ép dừng. Thế nhưng, một tấc như vậy cũng đủ rồi, dường như phi kiếm bần đạo có phụ gia chính loại phụ diện trạng thái thì phải, ngao ngao. Quả nhiên, tam hoàng tử liệt diễm hết thảm một tiếng, vội vàng nhảy lên, vừa ngăn cản Athena thế công, vừa giận dữ hét, chết tiệt, hai khi dễ một, còn ở dưới đất ám toán ta, chẳng lẽ ta liền không có ai sao? Lên hết cho ta, hắn vừa ra lệnh một tiếng, đại quân thú nhân điên cùng vọt tới, vốn Athena muốn đi ai cũng ngăn không được, tuy nhiên nếu tử chiến không lùi, ta biết nàng sợ thú nhân gây bất lợi cho tiểu lôi thú, hơn nữa, tính tình nàng gặp mạnh càng mạnh hơn. Thích nhất đi làm vài chuyện mang tính khiêu chiến khà khà, vừa vặn bần đạo cũng y như thế, thú nhân đại quân vọt tới, mười mấy tên cao thủ thú nhân bao vây Athena đoàn đoàn, tam hoàng tử liệt diễm thì lùi xuống chữa thương, trên phi kiếm bần đạo có chính loại dị thường trạng thái cũng không phải dễ dàng giải trừ như vậy, nhất là hữu thực, trúng độc cùng hoảng hốt, ước chừng khiến hắn giảm đi ba thành lực chiến đấu, mạnh như kiếm thần cũng chịu không được, hai Athena bị thú nhân vây khốn. Bày ra lưỡng nghi trận pháp, có thủ có công, khiến cho mười mấy cao thủ cũng không cách nào ép gần người khiến cho một đám cao thủ thú nhân cảm thấy thật mất mặt đại quân toàn lực đánh chiếm thiết lô bảo cao thủ cận chiến vây khốn nàng các tế tự công kích từ xa tam hoàng tử liệt diễm tàn bạo nói thiết lô bảo ta hôm nay nhất định phải tàn sát hàng loạt dân trong thành không có pháp sư uy hiếp thành tường lộ ra bộ vị cao thấp không đều đủ để thú nhân trèo qua tam hoàng tử liệt diễm nhìn cái liền biết được đó là một cơ hội tiến công khó có, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, nghe tam hoàng tử liệt diễn ra lệnh. Thú nhân đại quân các tầng thứ rõ ràng tách ra hành động, mấy vạn đại quân chạy thẳng tới thiết lô bảo, đồng thời mười mấy thú nhân cao thủ cận thân chiến đấu chú ý tới hai Athena áp súc lại còn một vòng nhỏ hẹp, sau đó mười hai vị thú thần tế tự chuẩn bị liên thủ thi triển pháp thuật công kích từ xa. Khi pháp thuật bọn hắn sắp xuất hiện, bọn hắn còn âm thầm kỳ quái Athena tại sao không bay lên không trung bần đạo lại đột nhiên quỷ dị từ phía sau bọn hắn chui ra, được linh lực bần đạo quán thâu, bích không huyết ảnh kiếm đột nhiên phát ra kiếm khí dài đến mấy thước, bần đạo chỉ huy quét ngang một cái, 12 vị thú thần tế tự toàn bộ đứt ngang eo. Khà khà, các ngươi đánh lén phu nhân bần đạo, bần đạo đánh lén các ngươi cũng không oan uổng chứ. Có bần đạo ẩn thân ở bên, Athena dĩ nhiên hoàn toàn yên tâm chiến đấu, nên chết đi rồi. Tam hoàng tử liệt diễm trống giận, một đấu khí nhận bắn ra nhanh chóng tiến sát lồng ngực của bần đạo. Phương thức công kích này đối với bần đạo mà nói, ứng phó quả thực rất đơn giản, một tay phất một vòng thái cực đồ nhẹ nhàng dẫn dắt liền đem đấu khí nhận lướt qua một bên, sau đó nện trúng sau lưng một gã cao thủ đang bao vây Athena, thật thảm mà. Bị thú vương đấu khí cấp kiếm thần đánh lên, thân thể hắn trực tiếp đem chia làm hai khúc rớt xuống đất, thừa dịp có khe hở do một cao thủ té xuống, bần đạo liền chui vào, liên tiếp đánh lén sau lưng hai tên cao thủ thú nhân xui xẻo, bọn họ cũng bị bần đạo sử dụng kiếm quan chém thành hai khúc. Sau đó ta cùng Athena hợp lại một chỗ, ta cũng giết chết 15, làm sao ngươi mới bảy vậy? Bần đạo vừa cùng thú nhân giao thủ, vừa treo Athena, hừ. Hai Athena cùng nhau bất mãn nói, là chính. Vừa nói trong nháy mắt di động, lắc mình ra sau lưng hai tên cao thủ, một người một cái ám côn. Tại chỗ đập đầu người ta vỡ tan như trái dưa hấu, lại toát mồ hôi rồi, vẫn cứ dùng ám côn. Thuấn gian di động là không gian pháp thuật, hiển nhiên Athena tu luyện còn không có thuần thục, cần có ta che chở mới có thể phát động, hơn nữa khoảng cách cũng ngắn chút ít, chỉ có thể di chuyển xa vài mét. Sau đó, hai người chúng ta kết thành tam tài trận, Bần đạo đứng ngay thiên vị, chủ công, Athena chịu trách nhiệm phòng ngự, không có biện pháp hai người chúng ta chỉ có lực lượng mạnh của nàng mới có thể chống đỡ binh khí thú nhân, cho nên chỉ đành ủy khuất nàng vậy, thật không biết thân thể nàng trông nhỏ xinh như thế, mà khí lực lại mạnh cực kỳ, chỉ cần Athena chống đỡ được là dứt khoát dùng chiêu không gian liệt phùng hủy diệt binh khí người khác, phi kiếm bần đạo sẽ thừa dịp đó mà vào, dùng kiếm quan sát bén thu hoạch nhân mạng, thế nhưng, vào lúc này, chuyện tình tương đối buồn bực xảy ra. Khi bần đạo xuất hiện, cái đồ đằng trụ đang trôi nổi ở đàng xa cũng đi theo tới đây, nhắm đầu của ta đập tới. Ông trời ơi, bần đạo nghiêm trọng kháng nghị, rõ ràng là Athena ra trước, tại sao không đập nàng, chẳng lẽ lão già thú nhân này cũng trọng nam kinh nữ sao? Nhưng bần đạo kháng nghị hiển nhiên đồ đằng trụ tự động bỏ qua, khi bần đạo mau lẹ tránh ra, nó lập tức trở về, thể tích lớn như vậy ở trên không trung vũ động vù vù, không chỉ có ta, mà cả thú nhân cũng dính xui xẻo nếu ai tránh né không kịp bị nó đụng phải, tuyệt đối không có kết quả tốt. Đã có hai người tự cho Vũ Dũng cùng nó so sánh lực lượng, sự thật chứng minh, tất cả hành vi mưu toan dụng binh khí chống đỡ nó là rất ngu xuẩn, hai cái thí nghiệm liền cho ra chân lý, cao thủ thú nhân bị lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong nó trực tiếp đánh cho hộp máu, cánh tay cũng gãy nát, từ đó về sau không còn ai dám đụng nó nữa, có nó làm rối loạn, bần đạo cùng Athena ngược lại dễ dàng không ít lực lượng thứ này hiển nhiên đang không ngừng giảm thấp hiện tại tốc độ của nó đã chậm đi không ít ta tránh né rất là dễ dàng cùng lắm thì độn thổ thôi nói tiếp lúc này thú nhân cao thủ cũng thật sự ủy khuất nói riêng về thực lực bọn họ cơ hồ mọi người đều cùng một cấp bậc nhưng thân thể khổng lồ cùng chiến trường chật chội hạn chế bọn hắn phát huy có một thân bản lãnh nhưng đánh với bần đạo am hiểu thái cực thôi thủ cùng athena nắm giữ không gian liệt phùng lại không có biện pháp đánh bần đạo thì đánh không trúng đánh athena thì phải lo lắng binh khí bị hủy khe không gian thật sự không gì không phá đã liên tục chém đứt hơn 10 cây vũ khí thú nhân rồi đặc biệt đáng giận chính là đồ đằng trụ làm cho bọn họ không cách nào phát huy ưu thế đông người mấy lần vây kín cũng vì sự xuất hiện của nó lại không thể không mở ra một con đường các thú nhân này dẫn đến công tâm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha